Chương 341 Một điểm khai đoạn clip, ngay từ đầu là phim câm, không có thanh âm. Đồng thời màn ảnh rất tối, như ẩn như hiện loại kia mơ hồ hắt. Nhưng theo thời gian chuyển dời, đoạn clip bên trong dần dần xuất hiện tiếng nước, ao ao ao, xem như đi tiểu thanh âm, rất trống trải, còn mang về âm, ngay từ đầu là rất nhẹ thanh âm, sau đó càng ngày càng vang, xem như từ xa mà đến gần vang lên. Lúc này, hắc ám mơ hồ màn ảnh cũng theo tiếng nước từ xa mà đến gần, chậm rãi rõ ràng, xem như màn ảnh tại rút ngắn loại kia. Sau đó hắn rốt cuộc biết, trang bìa hắc ám gạch men sứ không gian là cái gì địa phương, đoạn clip quay chụp địa lại là tại một cái phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh tịnh không có mở đèn, rất u ám, tự như là có một tầng mông lung khói đen che phủ. Trong bóng tối, ao 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 tiếng nước vẫn như cũ còn tại vang, chỉ là màn ảnh quá mờ, một mực vô pháp xác nhận tiếng nước đến từ nơi nào. Nghe đây là một mực kéo dài ào 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 âm thanh, hẳn là vòi nước không có đóng. Không đúng, phùng lộ lắc đầu. Vòi nước thanh âm nên gấp hơn gấp trúc mới đúng, cái này tiếng nước, giống như là vòi hoa sen vòi phun không có đóng cái chủng loại kia thanh âm. Phùng lộ nâng điện thoại di động nhìn ra chuyên chú, lúc này, màn ảnh rốt cục xem như gỡ ra hát vụ rõ ràng, đây là một cái hoàn toàn phong bế phòng vệ sinh không gian, một chiếc gương trước, đứng một người nam nhân. Trong phòng vệ sinh nên nói phải có đôi người. Một người khác là một mực màn ảnh rất vững và người quay hình. Tiếng nước còn tại tiếp tục, tự hồ là đến từ màn ảnh bên ngoài, y nguyên hay là không nhìn thấy tiếng nước nơi phát ra chỗ. Không biết vì cái gì, xem cái kia vẫn đứng tại trước gương nam nhân bên mặt, phùng lộ cũng cảm giác này trương bên mặt nhìn rất quen mắt, xem như tại chỗ nào gặp qua một dạng, có thể bởi vì màn ảnh hoàn cảnh tối tâm, hắn lại nhất thời vô pháp thấy rõ ràng. Mà tối tâm trong phòng vệ sinh duy nhất quan nguyên, cũng là này nam nhân cùng tấm gương ở giữa đốt một điếu màu trắng tiểu ngọn nến, ngọn nến bị nam nhân nắm trong tay. Nam nhân đứng tại trước gương, trong gương cũng chiếu ra một cái mơ hồ nam nhân thân ảnh. Lúc này, đứng tại trước gương nam nhân, đối diện tiểu ngọn nến thổi hơi, bất quá thổi cây nến động tác rất nhẹ, tịnh không có thổi tắt ngọn nến. Nam nhân mỗi thổi lần một ngọn nến, trong gương hình chiếu cũng theo thổi lần một ngọn nến cứ như vậy vòng đi vòng lại lặp lại đây là chiêu linh trò chơi phùng lộ liếc mắt liền nhìn ra đoạn này đoạn clip chủ đề không khỏi tựa ở giường đệm dựa bên trên hậu kình đột nhiên mát lạnh giường đệm dựa sau cũng là sát vách lôi tử gian phòng phùng lộ tranh thủ thời gian đóng lại đoạn clip hắn từ nhỏ sợ nhất xem những này cảm giác đây là lôi tử có đêm hôm khuya khoắt cho hắn phát loại này video nhưng lại tại phùng lộ vừa muốn đóng đoạn clip lúc, bỗng nhiên, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tê cả da đầu, hàng ý như thủy triều phun lên toàn thân, đoạn clip bên trong đứng tại trước gương nam nhân lại cúi đầu hướng trong tay ngọn nến thổi một hơi, ngọn lửa toán loạn một chút, đèn nhánh trong gương đồng dạng phản chiếu ra ngọn nến, ngọn lửa toán loạn một chút, có thể lập tức lại toán loạn một chút. Trước gương nam nhân không có thấy cảnh này, nhưng cầm điện thoại di động phùng lộ nhìn thấy, hắn càng nghĩ càng là toàn thân run rẩy, trong gương ngọn lửa vừa rồi hình như toán loạn hai lần. Xem như bị thổi hai cái. Nếu ngươi đang đứng tại trước gương, xem tấm gương trong kia cái cùng ngươi cùng một chỗ động tác ngươi. Ngươi có không có ở lòng hiếu kỳ thôi động dưới nghĩ tới một vấn đề. Tấm gương trong kia người thật lại là người rồi. Khi ngươi cúi đầu xuống hoặc xoay người lúc, trong gương cái kia ngươi hội sẽ không hướng ngươi lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười ngươi xác định là trong gương ngươi đang lặp lại ngươi động tác mà không phải ngươi đang lặp lại trong gương ngươi động tác đã đóng đoạn clip phùng lộ không có lá gan còn dám ấn mở đoạn clip xem đến tiếp sau màn ảnh xem cái kia chơi đùa tấm gương chiêu linh trò chơi nam nhân về sau thế nào hắn có chút bị hù dọa giờ phút này toàn thân rét ruông còn có chút chưa tỉnh hồn hắn đột nhiên cảm giác được bọng đái căng đau có mắt tiểu sắp không nín được đó là người tại cực độ hoảng sợ dưới hội sản sinh cường liệt mắt tiểu Mắt nhìn đêm hôm khuya khoắt chỉ có chính mình một người đơn độc trống rỗng phòng cho thuê, Phùng Lộ do dự xuống, mắt tiểu càng ngày càng mãnh liệt, hắn đành phải xuống giường, mở ra trong căn phòng đi thuê sở hữu ánh đèn, làm đèn quang khu tán trong phòng mỗi một góc hắc ám về sau, Phùng Lộ lúc này mới khẽ nhả một hơi, sau đó mới dám hướng đi phòng vệ sinh. Nhưng làm Phùng Lộ đi vào phòng vệ sinh, xem trong gương chính mình lúc, trên mặt hắn một chút không có huyết sắc, toàn thân huyết dịch một chút băng lãnh trong video chơi đùa chiêu linh trò chơi phòng vệ sinh cũng là hắn trong căn phòng đi thuê phòng vệ sinh trương tiểu kiệt là tên quốc lộ một bên trạm xăng dầu tiểu nhân viên ban đêm cũng không phải là giờ cao điểm lại thêm chung quanh là vùng ngoại ô vị trí cho nên con đường này đoạn mỗi đến tối liền đặc biệt quàng cu ẻ cho nên trương tiểu kiệt liền tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi đùa điện thoại di động chuyên tâm cúi đầu xem đoạn clip nghiêm ngặt nói tại trạm xăng dầu là cấm đoán chơi đùa điện thoại di động thậm chí là muốn xe hơi tắt lửa bởi vì xăng thuộc về dễ bay hơi dịch thể trạm xăng dầu phụ cận trong không khí khí đốt nồng độ rất cao chơi đùa điện thoại di động nghe nói hội sinh ra bắn thẳng đến điện lưu cùng kim loại vật thể tiếp xúc lúc dễ sinh ra bắn nhiều lần tia lửa chút bạo trong không khí khí đốt nhưng có rất ít người biết làm xe hơi theo tắt lửa trạng thái khởi động lại lúc bình điện kết nối điện tử sản phẩm thời trong nháy mắt điện lưu vượt xa cái gọi là bắn thẳng đến điện lưu mà động cơ khởi động lúc bu di sinh ra điện lưu cũng đồng dạng là vượt xa quá cái gọi là bắn thẳng đến điện lưu thực trạm xăng dầu đều là xây ở khoáng đạt thông gió tốt đẹp khu vực khí đốt nồng độ vấn đề cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cơ bản không đạt được chỉ dựa vào điện tia lửa liền có thể nhóm lửa khí đốt nồng độ điều kiện trạm xăng dầu rất ít phát sinh tình hình hỏa hoạn bình thường trạm xăng dầu phát sinh tình hình hỏa hoạn đều là làm người ngoài ý muốn hoặc là làm trái quy tắc đưa tới tỷ như có tài xế muốn nhìn một chút trạm xăng dầu có không có thiếu cân thiếu đôi có không có đổ đầy xăng rương thế là dùng cái bật lửa xem xét bình xăng dung lượng đây là nói như thế nào đây thật giống như tại mấy năm trước trên máy bay hay là cấm đoán bấm gọi điện thoại cấm đoán khai lưu lượng có thể mấy năm gần đây bắt đầu toàn các nơi trên thế giới hàng không công ty đều bắt đầu lần lượt hủy bỏ đầu này quy của một dạng đạo lý. Dù sao thời đại tại tiến bộ, khoa học tại tiến bộ, một chút cố hữu sơ cứng tư tưởng đang bị khoa học luận chứng về sau, hội dần dần bị nhật tân nguyệt dị tân thời đại đào thải. Bất quá, chú ý cẩn thận tóm lại không sai lầm lớn, tại trạm xăng dầu vẫn là muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh an toàn, cấm đoán bấm gọi điện thoại, động cơ nhất định phải tắt lửa lại đổ xăng. Đổ xăng không tắt lửa, bình xăng mang tu bin. Trương Tiểu Kiệt chính là như vậy một người tiểu thanh niên nhân viên, trọng độ điện thoại di động ý lại chứng hắn, đi qua mấy cái phần internet bài văn hoặc dân mạng phân tích comment, liền tự nhận là nắm giữ thế giới chân lý, bước vào vật lý thế giới cung điện, thế là không nhìn trạm xăng dầu quy định, tận lực né tránh cameras, tại người khác nhìn không thấy cây cột bóng mờ mặt sau, tràn đầy phấn khởi cúi đầu xem đoạn clip làm khóe mắt quét đến có xe đèn ánh mắt xéo qua lái vào trạm xăng dầu lúc, hắn liền sẽ giống như u hồn, không biết từ chỗ nào cái u ám trong góc phiêu ra đến, có thể đem tài xế giật mình. Lúc này 10 giờ tối, Trương Tiểu Kiệt trốn ở cây cột về sau, đang say sưa ngon lành xem đoạn clip, bỗng nhiên, hảo hữu bên trong bắn ra mới tin tức, ấn mở xem xét, nguyên lai like là cùng một chỗ cùng thuê phùng lộ, hướng hắn chia sẻ một đoạn đoạn clip trương tiểu kiệt thấy là cùng một chỗ cùng thuê phụng lộ chia sẻ tới đoạn clip hắn cũng không nghĩ nhiều thuần tay liền ấn mở đoạn clip đoạn clip trang bịa là một cái lạnh như băng hát ám phong cách gạch men sứ không gian mang loại xem như bị hắc vụ mông lung cảm giác ấn mở đoạn clip về sau trong video không có mở đèn cũng không có thanh âm sau đó là ào 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 tiếng nước vang lên từ xa mà đến gần hắc ám mạng ảnh cũng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Đây là một gian phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, có một chiếc gương, tấm gương trạm kế tiếp một người nam nhân, tự hồ là trong phòng vệ sinh có thứ hai người đang đập đoạn clip hoặc là điện thoại di động trước đó cất kỹ quay chụp, mạng ảnh một mực rất vững vàng, lộ ra người quay hình rất tỉnh táo. Trước gương nam nhân tay cầm một chi màu trắng tiểu ngọn nến, ngọn nến thành trong phòng vệ sinh duy nhất quan nguyên, xem trước gương nam nhân bên mặt, cho trương tiểu kiệt một loại cảm giác quen thuộc nhưng bởi vì hoàn cảnh mờ tối quan hệ vô pháp xem quá rõ hắn lại nhất thời muốn không tại chỗ nào gặp qua đây là trương bên mặt lúc này đoạn clip bên trong trước gương nam nhân đang cùng trong gương mơ hồ bóng người tại thổi cây nến có thể ngọn đến một mực không có thổi tắt lúc này đoạn clip đã đến một nửa xem có chút kỳ lạ không hiểu đoạn clip trương tiểu kiệt biểu môi có chút không hứng thú lắm Hắn đã sớm liếc một chút xem ra đến đây là xem như một loại nào đó tấm gương chiêu linh trò chơi, dù sao tuổi trẻ nhân tinh lực tràn đầy, làm không chết đoạn, bài viết bên trong giống loại này đồ vật cùng cái gọi là kinh nghiệm rất nhiều. Nhưng thật ra gần đây một chút linh dị bài viết bị che không ít, Trương Tiểu Kiệt hiếu kỳ một đoạn thời gian. Cho nên, đối với bài viết bên trong bộ kia, Trương Tiểu Kiệt cái này thâm niên võng trùng thế nhưng là rõ ràng cực kỳ, những này video đều là một chút cố lộng huyền hư lão sáo lộ, trước dùng phong bế không gian, hắc ám hoàn cảnh, một người đơn độc chơi đùa linh dị trò chơi đến ám chỉ ra tầng tầng huyền nghi, sau đó lại đi qua hậu kỳ video hợp thành chế tạo ra thật có sự kiện linh dị. Chỉ cần lăn lộn qua bài viết linh dị kênh dân mạng, tự nhiên đều hiểu được những này phương pháp. Trương Tiểu Kiệt lập tức liền mất đi hứng thú, không qua hắn vẫn là có ý định xem hết đoạn clip. Lúc này, trước gương nam nhân lặp lại lần nữa cúi đầu thổi xuống ngọn nến, ánh nến toán loạn một chút, tới đồng thời, trong gương phản chiếu ở thăm thẳm ánh nến cũng lẻn đến xuống sau đó một màn quỷ dị phát sinh trong gương ánh nến đang quẩy loạn một chút sau lại theo sát lại toán loạn một chút giống như là trong gương phản chiếu mơ hồ bóng người cúi đầu đối ánh nến liền thổi hai cái à trương tiểu kiệt không những không có bị hù đến ngược lại càng phát ra cảm giác nhàm chán như loại này trò vặt có rất nhiều video biên tập áp cũng có thể làm đến đoạn clip bên trên liền có các loại thuật xuyên tường video cánh tay kéo dài mười mấy mét đem đồ uống video, một dây ma thuật biến trang mười mấy chụp quần áo video vân vân, các loại, chỉ cần là ưa thích soát đoạn clip người, đều có thể liệt kê ra rất nhiều chủng loại giống như video. Tự nhận là là suy luận đại sư Edoga Conan Trương Tiểu Kiệt, càng xem càng nhàm chán, gương mặt không thú vị, lòng hắn muốn video đến nơi đây nên liền muốn kết thúc đi, nào biết, không có dấu hiệu nào, răng rắc, đoạn clip bên trong tấm gương đột nhiên toái, giống như mạng nhện vỡ ra thất bại phẩm, sau đó có một tiếng táo bạo đè nén tiếng gầm, đây là đoạn clip bên trong lần thứ nhất có người nói chuyện. Đến đây, video kết thúc. Móa. Một mực yên bình xem đoạn clip Trương Tiểu Kiệt bị giật mình, như vậy cũng tốt so với là trạng thái tỉnh độ đột nhiên toát ra cái mặt quỷ đến, đột nhiên cực tỉnh đến cực động, tấm gương không có dấu hiệu nào toái cùng đột nhiên nóng nảy tiếng người, là chính thường nhân đều muốn giật mình. Sau đó, Trương Tiểu Kiệt bắt đầu nơi tay trên máy phát giọng nói hỏi Phùng Lộ, hỏi Phùng Lộ là ở đâu ra đoạn clip, lại hỏi Phùng Lộ đây là đoạn clip bên trong ngọn đến bị gợi lên hai lần cùng sau cùng tấm gương trong phòng vệ sinh đột nhiên toái, có phải giả hay không, có phải hay không hậu kỳ đi qua phần mềm hợp thành, đem mấy cái phân biệt thu đoạn ngắn cho hợp thành đến cùng một chỗ, còn không đợi Phùng Lộ hồi âm, Trương Tiểu Kiệt lại lập tức không kịp chờ đợi thương đáp nói khẳng định cùng hắn đoán một dạng đây đều là hậu kỳ hợp thành đoạn clip sau đó ngôn từ chuẩn xác nói như loại này cố lộng huyền hư đoạn clip là không ai xem có thể nói xong chờ một phút đồng hồ đối diện phùng lộ trước sau không có hồi âm trương tiểu kiệt ngẫm lại lại gửi đi một đoạn giọng nói a lộ hôm nay sự tình ngươi cũng đừng nghĩ quẩn ban ngày sự tình trạm trưởng hoàn toàn chính xác làm được không tử tế trạm trưởng không muốn trạm xăng dầu bỏ tiền sau đó hắn bị người ở phía trên trừ công trạng hoặc ảnh hưởng đến tiền đồ cũng chỉ có thể bắt chúng ta những này không quyền không thế tiểu nhân vật khai đao dĩ vãng lần nào không phải như vậy đây là thao đảng trạm trưởng hơn nữa nhìn này tài xế mặc trên người hàng vỉa hè hàng y phục xem xét chính là cho đại lão bản lái xe tài xế khai lão bản xe ra đến cố ý gây chuyện lừa bịp tiền ngươi coi như tiền này là mua này tài xế một cái chân chút này tài xế lấy tiền lập tức đi ra ngoài bị xe đụng ngón tay buông ra biểu hiện giọng nói gửi đi thành công Đúng lúc này, trong đêm tối mạc danh nổi lên một trận gió, Trương Tiểu Kiệt ngắn tay lộ ra ngoài ra trên cánh tay, lập tức dựng thẳng lên từng khỏa da gà vấn đề. Trương Tiểu Kiệt lạnh run, nhất thời tẻ nhạc vô vị, cũng không soát đoạn clip cùng chơi đùa điện thoại di động, thu hồi điện thoại di động góc đồng sự bàn giao một câu, hắn một thân một mình trực tiếp hướng đi trạm xăng dầu về đúc phương hướng. Tại trong gió đêm đứng lâu, hắn có chút mắt tiểu lên. Đây chỉ là chỗ ngồi hướng ngoài ô thành phố bên ngoài tiểu trạm xăng dầu, chung quanh đều là nông điền, cho nên trạm xăng dầu quy mô vừa phải, tỉnh không có chuyên môn tu kiến độc lập về đúc C. C liền tu kiến tại tiện lợi cửa hàng kiến trúc mặt sau. Công trình kiến trúc mặt sau là một đầu đường nhỏ, nơi này ánh đèn dần dần tối tăm xuống dưới, chỉ có một chiếc đèn đường sung làm chiếu sáng, mà trạm xăng dầu bên ngoài tường rào là mảng lớn mảng lớn đen nhánh nông điền. Vòng vào đường nhỏ, đại khái ra 3-4 mét, liền có thể nhìn thấy VWC đây chỉ là tòa tiểu quy mô trạm xăng dầu về đúc xê đây là địa phương đương nhiên cũng đại không bao nhiêu nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ cũng là cửa đối diện nhau mùi vị đối trùng cho nên mùi vị tịnh không dễ ngửi trong nhà vệ sinh là âm thanh khống vừa vào nhà vệ sinh nam liền tự động sáng lên ánh đèn nhà vệ sinh nam bên trong liền một cái bình nước tiểu cùng một cái ngồi cầu một cái bồn rửa tay một chiếc gương rất đơn sơ lần một cũng chỉ có thể bên trên một người đơn độc cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng Làm Trương Tiểu Kiệt xoay người hướng bồn tiểu tiện lúc Lão cảm giác phía sau trong gương có một ánh mắt một mực chầm chầm hắn Xem như phía sau trong gương phản chiếu Lúc này chính xoay người lại chầm chầm hắn Trương Tiểu Kiệt da đầu tê rần Chậm hoảng bận biểu xoay người Phía sau trong gương phản chiếu cũng đồng dạng quay người cùng hắn mặt đối mặt Tịnh không có cái gì dị thường Trương Tiểu Kiệt vừa quay đầu đi Lại lập tức nghi thần nghi quỷ xoay người nhìn về phía sau lưng như thế lặp đi lặp lại mấy lần, đều không có phát hiện dị thương. Nhưng mà, hắn không những không có khẩn trương giảm nhỏ, ngược lại tại chật hẹp trong không gian cảm giác được một loại vô pháp hô hấp cảm giác áp bách cùng băng lãnh cảm giác, trương tiểu kiệt toàn thân run rẩy chỉ muốn mau rời khỏi nhà vệ sinh nam. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba, lớn thời gian không có tiếng bước chân, đỉnh đầu đèn tiết kiệm năng lượng bỗng nhiên dập tắt, nhà vệ sinh nam mãnh liệt mà xa vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thành phố, ấn tượng đường, trạm xăng dầu. Dầu mốt đột 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 âm thanh bên trong. Chỉ gặp một người dáng người chỉnh đốn cân xứng, đầu đội xe gắn máy mũ bảo hiểm, phía sau vác hát sắc dài mảnh túi đeo nam tử, song thủ nắm xe gắn máy tay cầm, chậm rãi lái vào trạm xăng dầu. Xem phương hướng, tự hồ là xuôi theo quốc lộ qua thành phố, sau đó dọc đường nơi đây đổ xăng. Lúc này là đêm khuya 10 giờ, trạm xăng dầu bên trong rất quạng cu ẻ, không có tới đổ xăng xã hội xe cộ, thế mà cũng không có trạm xăng dầu nhân viên, 10 phần yên tĩnh quạng cu ẻ, chỉ có cửa hàng giá rẻ đèn là 24 giờ sáng. Làm xe gắn máy chậm rãi lái vào trạm xăng dầu lúc, này tại dưới mũ bảo hiểm nam tử, dường như phát giác được cái gì, dưới mũ bảo hiểm mặt, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trạm xăng dầu bên trong duy nhất một tòa kiến trúc vật. Dừng xe, tắt lửa, rút ra chìa khóa, động tác một mạch mà thành, không dây dưa dài dòng. Nam tử chủ động lấy xuống một mực đội ở trên đầu mũ bảo hiểm, lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi, người đến chính là chuẩn bị tiến về A thành phố Phương Chính. Xem quạng cua ẻ không ai phụ trách đổ xăng trạm xăng dầu, Phương Chính đầu tiên là mắt lộ ra mấy phần vẽ do dự, xem như đang tự hỏi cái gì, sau đó hướng đi trạm xăng dầu bên trong duy nhất một tòa kiến trúc vật. Cũng là chính nhà kia 24 giờ đèn sáng cửa hàng giá rẻ. Tòa công trình kiến trúc cũng không cao, cũng là chính hai tầng kiến trúc, đồng thời cũng có vẻ hơi cũ kỹ. Lầu một là cửa hàng giá rẻ, đoán chừng lầu hai là phòng tài vụ, trạm trưởng văn phòng, nhân viên phòng thay đồ đi. Phương Chính tiến vào rộng thoáng cửa hàng giá rẻ, pha lê cảm ứng cửa tự động hướng hai bên mở ra, vừa tiến vào cửa hàng giá rẻ, lập tức có hơi lạnh đập vào mặt, trong phòng nhiệt độ rất thấp, cùng ngoài cửa oi bức khí trời hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên chênh lệch. Hô hô hô! Đỉnh đầu trung ương điều hòa không khí hô hô thổi ra hơi lạnh, liệu mạng làm lạnh Tiến vào 24 giờ cửa hàng giá rẻ về sau, đối diện cũng là quầy thu ngân, quầy thu ngân sau là tên chừng 30 tuổi nữ tính thu ngân viên. Người tốt, ta muốn đổ xăng, làm sao bên ngoài không có phụ trách đổ xăng người, phương chính hướng đi quầy thu ngân bên kia, một bên hỏi thu ngân viên, một bên bất động thanh sắc quan sát cửa hàng giá rẻ nội tình huống. Một đôi đuôi lông mày lơ đáng nhau. Trương Tiểu Kiệt còn chưa có trở lại sao? hắn vừa rồi nói với ta nhà vệ sinh năm đèn tiết kiệm năng lượng hỏng tìm ta mua một cây ngọn đến cùng một cái cái bật lửa rời đi có thể là hắn đột nhiên thân thể không thoải mái vừa rồi ta nhìn hắn tới bắt ngọn đến cùng cái bật lửa lúc sắc mặt có chút không đúng ta cái này đánh ra điện thoại cho hắn thúc hắn tới thu ngân viên nói xong liền muốn cầm lấy điện thoại di động đánh ra điện thoại cho trương tiểu kiệt nghe vậy phương chính như có điều suy nghĩ sau đó câu hỏi về đúc C ở đâu hắn mượn dùng xuống tiện đường hỗ trợ qua tìm người. Hai phút sau, dựa theo thu ngân viên chỉ phương hướng, phương chính vây quanh công trình kiến trúc đằng sau, giống như thu ngân viên nói tới, kiến trúc mặt sau đúc rất dễ tìm, cũng rất dễ thấy. Kiến trúc mặt sau đường nhỏ có chút tối tăm, tay trái là băng lãnh tường, tay phải là bên ngoài tường rào nồng đậm đen nhánh nông điền, giữa hai bên hình thành một đầu chỉ có hơn hai thước rộng chật hẹp đường nhỏ, trời vừa tối cũng có chút âm u cảm giác. Đi qua đường nhỏ, làm phương chính đi vào vê đúc c lúc trong hai mắt ngưng trọng thần sắc càng nặng quả nhiên nơi này âm khí so với cửa hàng giá rẻ bên trong càng nặng nhà vệ sinh năm không có cửa là rộng mở không gian không cần kiếm liền có thể trực tiếp liếc một chút thấy rõ nhà vệ sinh năm bên trong sở hữu tình hình nhà vệ sinh năm căn bản không có người đèn tiết kiệm năng lượng cũng không có hỏng thu ngân viên nói tới trạm xăng dầu nhân viên trương tiểu kiệt tịnh không ở nơi này phương chính ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nhà vệ sinh nam đối diện nhà vệ sinh nữ, nhưng rất nhanh liền không cảm giác lắc đầu, nơi đó tịnh không có người khí tức. Như vậy trạm xăng dầu nhân viên Trương Tiểu Kiệt đến đi nơi nào? Phương Chính rời khỏi vê đúc xê bậc thang, một lần nữa trở lại đường nhỏ, hắn hai mắt mị mị, có hàng quang lóe lên, nhìn về phía kiến trúc lầu 2, này chính là là nội bộ nhân viên tràng sở. Coi như Phương Chính đảo mắt một vòng, đang tìm kiếm phụ cận có không có tiếng về lầu hai thang lầu lúc, vừa đúng lúc này bỗng nhiên trong túi quần điện thoại di động nhẹ nhàng chấn động xuống nguyên lai like là đầu đề đêm khuya đẩy đưa tới một đầu a thành phố bản địa tin tức hắn vừa tiến vào a thành phố khu vực đầu đề liền lập tức hướng hắn đẩy đưa bản địa tin tức tin tức tiêu đề có chút kinh dị a thành phố có ba nữ một nam nhân mất tích một tuần người nhà báo động xưng phải bởi vì chơi đùa linh dị trò chơi căn cứ tin tức chi tiết công bố bốn người này trước khi mất tích đều từng hướng thân bằng hảo hữu trực tiếp hoặc gián tiếp biểu đạt qua vì tìm kiếm kích thích muốn cùng người kết bạn cùng nhau chơi đùa chiêu linh trò chơi chỉ là bốn người trước khi mất tích cũng không kỹ càng lộ ra chi tiết chưa hề nói tụ tập địa điểm ở nơi nào cũng không có nói tới chơi đùa loại kia chiêu linh trò chơi chỉ biết là tại trong thành phố một nhà âm khí nặng nhất trong nhà khách tụ tập bên trong một vị người mất tích bằng hữu vạch trần một cái trọng yếu chi tiết vì tìm kiếm kích thích hơn bốn người ở lại nhà khách gian phòng, còn đặc biệt tuyển tại âm khí nặng nhất đầu bậc thang chính đối diện gian phòng. Ở qua tân quán người đều biết mấy điểm kiên kỵ chỗ, một là trước khi vào cửa trước gõ cửa. Hai là vào cửa sau lập tức mở ra sở hữu ánh đèn. Ba là, gian phòng đừng chọn tại hành lang ở giữa nhất thỉnh thoảng là đầu bậc thang chính đối diện, đây là hai cái địa phương đều là dễ dàng nhất tàn long ngoà hổ âm khí trọng địa địa phương. Thang lầu cho tới nay đều là âm khí nặng nhất địa phương một trong, tự như chuyện ma, quỷ trong phim ảnh thang lầu luôn luôn lớn nhất quỷ dị tràn sở một dạng. Riêng là tân quán thang lầu, không có cửa sổ thông gió, không có ánh sáng mặt trời, lúc bình thường cũng sẽ không có người đi lại, dần già liền sẽ nhân khí yếu kém, âm khí ngưng mà không rời, đều tụ tập tại thang lầu bên trong, cho nên ngươi vĩnh viễn không biết tại trời tối người yên thời điểm, trong thang lầu bên trong hội sẽ không truyền ra đạn châu âm thanh hoặc là nó cái gì càng kinh khủng thanh âm mà gian phòng của ngươi liền vừa lúc đối diện đầu bậc thang trước mắt cảnh sát còn tại tìm kiếm đây là ba nữ một nam mất tích manh mối tin tức sau cùng to thêm một câu chớ tùy tiện bắt chước hoặc nếm thử internet bên trên chiêu linh trò chơi vì chính mình sinh mệnh an toàn vì hôn người ta người xin chớ dễ tin trên internet cái gọi là chiêu linh trò chơi lý trí đối đãi sự kiện các không thể thân thể thử nguy hiểm Để bên người thân bằng hảo hữu lo lắng Trong tin tức liên quan tới mất tích ba nữ một nam nhân thân phận Chỉ là sơ lược Không có quá nhiều miêu tả chi tiết bộ phận Chỉ là nâng lên một câu trong bốn người có một người lĩnh đội Cũng là người nam kia Lĩnh đội sao? Phương Chính tự nhiên rõ ràng nơi này lĩnh đội là chỉ cái gì? Chỉ cần chơi qua linh dị trò chơi người đều biết Một chi trong đội ngũ Nhất định phải có một vị linh hồn nhân vật đè ép được trang tử cũng là chính lĩnh đội lĩnh đội nhất định phải là thâm niên người chơi hoặc là ít nhất đến từng có một hai lần kinh nghiệm đến chỉ huy mọi người chơi đùa linh dị trò chơi bởi vì lĩnh đội có phong phú kinh nghiệm cùng tỉnh táo đầu não có thể khống chế tình thế chuyển biến xấu có lẽ có không hiểu chuyện phạm nhân dưới cấm kỵ khác biệt linh dị trò chơi có khác biệt cấm kỵ tỉ như mời điệp tiên không thể chủ động yêu cầu điệp tiên rời đi lại tỉ như chơi đùa tấm gương quỷ thời không thể nửa đường đình chỉ hoặc nửa đường nhìn lén tấm gương vân vân mà những này cấm kỵ phải nhờ vào lĩnh đội đến tuân thủ một cách nghiêm chỉnh không bao lâu phương chính liền tìm tới thông hướng lầu hai đầu bậc thang đầu bậc thang cửa phòng là hờ khép bên trên tự hồ ban đầu nên khóa chặt nhưng có người lên lầu hai quên khóa đến cửa két két làm cửa phòng nhẹ nhàng kéo ra phương chính lập tức phát giác được đầu bậc thang bên trong có âm khí còn sót lại dấu vết Chẳng lẽ là mất tích Trương Tiểu Kiệt lên lầu 2? Đông. Thung thung. Một cái chim đêm hai cước đứng tại bệ cửa sổ trước, lệch lạc đầu xem pha lê bên trong chính mình hình chiếu, mỏ chim một chút một chút phá bỏ pha lê bên trong chính mình hình chiếu, pha lê bên trong hình chiếu cũng theo hướng chim đêm một chút một chút va chạm, tại đen nhánh đêm dưới phát ra tiếng vang. Tự, C, tự, C, tự, C. Bỗng nhiên, chim đêm phát ra chói tai gọi tiếng, bay nhảy bay nhảy cánh, trong nháy mắt liền chui nhập trạm xăng dầu phía sau tối đen nông điền bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch, lạch cạch. Có tiếng bước chân, tại trạm xăng dầu lầu 2 trong lối đi nhỏ, không nhanh không chậm vang lên, từ xa mà đến gần vang lên, mang đêm xuống trống trải cùng chói tai, đánh vỡ lầu 2 tỉnh mịch. Tiếng bước chân tại trong lối đi nhỏ thỉnh thoảng sẽ dừng lại một hồi, tự như là mỗi khi đi qua một cái phòng hoặc văn phòng lúc, đều sẽ ngừng chân dừng lại một chút. Sau đó tiếng bước chân tiếp tục vang lên, tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi khi đi qua một gian phòng lúc, tiếng bước chân đều sẽ dừng lại một hồi. Sau đó tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, từng gian phòng đi trôi qua, toàn bộ lầu 2 đều rất yên tĩnh. Buổi tối lầu hai tịnh không có người, bỗng nhiên, róc trách tiếng nước vang lên. Tại trống trải thanh lãnh, toàn bộ tối như mực, không có người lầu hai, đột nhiên vang lên có tiếng nước, bản thân liền có chút không bình thường ao 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 chung quanh yên tĩnh im ắng nửa đêm vừa là loại này dung dịch hình thành tiếng vang trống trải trong lối đi nhỏ tiếng nước càng ngày càng rõ ràng nghe được càng thêm rõ ràng xem như loại kia tắm gội vòi phun đi tiểu thanh âm cẩn thận phân biệt âm thanh tìm kiếm tiếng nước xem như theo lối đi nhỏ cuối trong góc truyền đến đứng tại trong lối đi nhỏ từ xa nhìn lại nơi đó một mảnh đen kịp không biết có phải hay không là ảo giác lối đi nhỏ cuối cùng đúng lúc là chỗ góc tường góc tường bên trong nó địa phương đều càng thêm u bí mật hắc ám. Ao ao ao. Tiếng nước không ngừng. Lạch cạch, lạch cạch. U ám trong lối đi nhỏ thần bí tiếng bước chân cũng không có ngừng, dẫm không nhanh không chậm tiết tấu, đi đến lối đi nhỏ cuối cùng sau dừng lại. Lối đi nhỏ cuối cùng bên trong là một cái nhân viên phòng thay đồ cùng phòng tắm hợp hai làm một gian phòng. Tắm gội vòi phun thanh âm, chính là từ bên trong này truyền ra. Cùng cục, cùng cục, Chốt cửa rung động nhẹ nhẹ vài tiếng Xem như có cái gì đang bên ngoài mở cửa Nhưng nếm thử mấy lần Khóa cửa tựa hồ từ bên trong khóa kín ở được Chốt cửa một mực không thể vặn ra Chốt cửa cùng cục cùng cục vặn động âm thanh Ngoài cửa cước bộ bồi hồi âm thanh Tiếp tục mấy giây Bỗng nhiên toàn bộ biến mất Tự hồ là gặp cửa mở không ra Rời đi Nhân viên trong phòng thay quần áo cũng là tĩnh lặng lẽ Trừ tiếng nước bên ngoài Liền không có nó tiếng vang ngoài cửa đồng tĩnh yên lặng hai giây. Lạch cạch, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, tự hồ trước đây ngoài cửa tiếng bước chân vẫn luôn trốn ở ngoài cửa áp tai nghe lén trong môn động tĩnh, nhưng lần này tiếng bước chân là thật cách mở cửa nói, tiếng bước chân chính đi ra ngoài, một giây, hai giây, ba giây. Đột nhiên, ầm, không có dấu hiệu nào, cửa phòng thay quần áo bị người từ bên ngoài một chút đá văng, không chịu nổi gánh nặng cửa trục trực tiếp đứt gãy, bởi vì va chạm lực đạo quá lớn, phía sau cửa trên tường vôi phấn nứt ra, cửa toàn bộ khảm ở trên tường. Là ngoài cửa tiếng bước chân một lần nữa dết trở lại đến, thình lình chính là toàn thân khí huyết phòng lên bành trướng, huyết khí phương cương, toàn thân khí tức nóng rực cuồng cùng phương chính. Ha ha, ta bắt được ngươi. Đèn nhánh chưa bật đèn trong phòng thay quần áo, có một đoàn hắc ảnh, xem như bị đột nhiên đi mà quay lại tiếng bước chân cùng bị bỗng nhiên đạp mở cửa tiếng vang cực lớn cho kinh hải nhảy một cái, đoàn kia hắc ảnh lóe lên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Cúc ra khỏi đến. Phương chính mắt lộ ra vẻ hung hãn, không nhìn thẳng chung quanh hắc ám, đồng đồng đồng, dưới chân bước dài khai, chỉnh người khí thế giống như mảnh hổ ra áp, bước nhanh tới đoàn kia hắc ảnh vị trí. Phương chính mạnh mẽ đâm tới, vô sợ cố kỵ, tay phải như lãnh điện du lông, xuyên qua mây đen, trực tiếp ông đồm tiếng trên tường trong gương. Một màn quỷ dị xuất hiện tấm gương thế mà không có bị phương chính đánh vỡ, ngược lại nửa tiệt thủ cánh tay đều luồn vào trong gương, phản phất thời khắc này tấm gương thành một cái hát sắc mặt hồ. Một giây sau, phương chính bị hút vào trong gương. Phương chính trở lại nhìn về phía sau lưng bị hút vào địa phương, có thể nơi đó tịnh không có cái gọi là cửa vào, hắn tự như đứng tại tấm gương về sau, theo tấm gương sau nhìn thấy phía ngoài phòng thay đồ tràn cảnh. hắc ám Tiếng nước hôn mê bất tỉnh té ngã trên mặt đất trạm xăng dầu nhân viên trương tiểu kiệt sở dĩ phương chính liếc một chút liền có thể nhận ra trương tiểu kiệt đến chính là bởi vì trương tiểu kiệt mặc trên người trạm xăng dầu quần áo lao động còn tốt người còn sinh hoạt xem trương tiểu kiệt dáng vẻ hẳn là tà khí nhập thể hậu di chứng lần này có thể còn sống sót sợ rằng cũng phải người yếu nhiều bệnh bên trên một đoạn thời gian phương chính một lần nữa xoay người đánh giá đến trước mắt tấm gương thế giới đây là tự như là cái nào đó nhà khách gian phòng, làm ẩm ướt tách rời phòng vệ sinh, giường đôi, màu trắng giường chụp bao gối, thấp kém treo tường tivi, còn có một cổ không biết từ nơi nào tán phát ra tới ẩm ướt mốc meo vị. Ngay tại phương chính đang đứng trong phòng dò xét tràn diện trước mắt cảnh thời điểm, bỗng nhiên, nhà khách gian phòng ngoại truyền đến tốt mấy cái người tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện. Gian phòng của các ngươi là căn này 41 phòng, nhớ kỹ ngày mai 12 giờ trưa trước đến trước đại trả phòng, nếu như vượt qua 12 giờ trưa còn không có trả phòng, chúng ta hội dựa theo một lần nữa tính theo thời gian đến thêm thu vào làm thiếp phí. Đây là thẻ ra vào chìa khóa, đến trước đài lui thẻ ra vào chìa khóa thời điểm, chúng ta sẽ đem 200 đồng tiền áp kim nhất định trả lại cho các ngươi. Câu nói này hẳn là đến từ nữ phục vụ viên. Rõ cửa sau bên ngoài còn có mấy tên nam nữ thanh âm. Cái này vị trí đích thật là không tệ, rất phù hợp chúng ta lý tưởng bên trong vị trí đưa. Quả nhiên 41 chính hảo đối đầu bậc thang gian phòng kia chúng ta rất hài lòng Thanh âm oanh oanh yến yến Phần lớn đều là tuổi trẻ nữ hài thanh âm liền tại phục vụ viên nói xong mấy điểm chú ý hạng mục về sau Đông, đông, đông Cửa gian phòng bên ngoài vang lên vài tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa Hẳn là phục vụ viên đứng ở ngoài cửa gõ cửa Phương chính mắt lộ ra vẻ suy tư Hắn không có tránh Cứ như vậy đứng ở giường trước Mặt hướng cửa xem cửa phương hướng Phục vụ viên sau khi gõ cửa, hẹn qua 3-4 giây sau, mới nghe được phục vụ viên xoát thẻ ra vào dọc một tiếng, sau đó phòng cửa bị đẩy ra. Phòng cửa vừa mở ra, phục vụ viên đầu tiên chuyện thứ nhất chính là mở ra trong phòng sở hữu đen. Tiếp hết thảy có 5 người, nối đuôi nhau tiến vào 41. Bên trong một người chính là nữ phục vụ viên, còn lại bốn người phương chính cũng đều nhận biết, liền té ngã đầu tin tức bên trên thông báo tìm người dán dấp một dạng chính là này chơi đùa thông linh trò chơi mất tích ba nữ một nam nhân. Bốn người này đều rất tuổi trẻ, mang triều khí phồn thịnh cùng đô thị nam nữ khí tức, xem niên kỷ cũng liền vừa tốt nghiệp đại học 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Bất quá, năm người này hình như cũng không thấy Phương Chính, chỉ là phối hợp nói chuyện, Phương Chính tự như một đạo người trong suốt, đứng ở giường nhìn đằng trước những người này ra ra vào vào, đi tới đi lui. Ao 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 tiếng nước, là tắm gội vòi phun đi tiểu thanh âm, làm đưa đi nữ phục vụ viên về sau, có thích sạch sẽ nữ sinh, chuẩn bị tắm rửa. Xuyên thấu qua làm ẩm ướt tách rời này phiến đánh bóng cửa kính, Phương Chính thậm chí có thể nhìn thấy phía sau cửa đang tắm lồi lõm mông lung thân thể. Xem truyền ra tiếng nước tắm gội phòng, Phương Chính trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Phòng tắm rửa bên trong ra ra vào vào. Ba tên tuổi trẻ nữ hai tuần tự đều tắm rửa xong. Chỉ có tên kia lĩnh đội không có tắm rửa, lĩnh đội một mực đang bận rộn theo lữ hành trong ba lô xuất ra từng loại đồ vật mấy cái ngọn nến một hộp diêm một chút thực vật cùng đồ uống lĩnh đội vì ngăn ngừa phát sinh vấn đề cùng nguy hiểm ta lặp lại một lần nữa tứ vương cách chơi tứ vương trò chơi nhân số là bốn người mà tứ vương hài âm tử vong là bởi vì cái này thông linh trò chơi là hung hăng nguy hiểm hơi bất lưu thần liền sẽ phát sinh rất kinh khủng nguy hiểm sự kiện Cụ thể cách chơi là trạng sáng 3, 30 vừa đến, lập tức dập tắt đèn trong phòng quan sau đó đốt một điếu ngọn nến đặt ở phòng vệ sinh tắm gương trên đài. Tiếp chúng ta lập tức tìm xong vị trí, phân đứng tại bốn cái phương vị, phân biệt đại biểu tứ vương, đây là tứ vương cũng là nước vương, kỳ sĩ, dạy hoàng, tử thần. Tiếp, chúng ta mỗi người đều nhắm mắt lại, tập trung tinh thần tại trong lòng nghĩ một sự kiện, tại tâm lý lặp lại mặt niệm, sau đó tại trước gương chậm rãi vòng quanh, khi người cảm giác chính mình suy nghĩ đã đến cường liệt nhất thời điểm liền mở to mắt, nỗ lực thấy rõ trong bóng tối trong gương chiếu ra chính là cái gì, đến là người hay là cái gì, nghe nói niệm lực càng mạnh người càng có thể thấy rõ trong gương đồ vật. Nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn đừng đi muốn không tốt sự tình, không tốt sự tình sẽ thấy tử thần, nếu như nhìn thấy tử thần, sinh tử liền toàn bộ nhờ mọi người chính mình. Nếu như nhìn thấy nước vương, kỳ sĩ, dạy hoàng, nghe nói sẽ nhận được phù hộ. Tứ vương trò chơi mục đích, thực cũng là để cho chúng ta tại trong bóng tối có thể lúc đó giữ vững tỉnh táo, khắc chế, không được nhận hắc ám cùng hoảng sợ ảnh hưởng, đó là cái tâm lý trắc áp trò chơi. Ngoài ra ta lại nói mấy điểm cấm kỵ, chơi đùa thông linh trò chơi trong lúc đó không được tả trương phải nhìn nhìn lén tấm gương, mặc kệ nghe được cái gì đều không nên trúng đồ cắt ngang nghi thức, mặc kệ trong gương nhìn thấy cái gì đều không nên kinh hoảng chạy trốn. Nhìn ra ra đến, lĩnh đội kinh nghiệm rất phong phú, trong phòng hết thảy bố trí Đều là từ lĩnh đội đang lộng Dịch chuyển khỏi giường Loay hoay đạo cụ Một bên nói rõ chi tiết thông linh trò chơi cách chơi Rạng sáng 3, 30 Thời gian vừa đến Trong phòng đúng giờ tắt đèn Bất quá Phương Chính nhìn thấy bên trong có một người gần sóng phát nữ hài Thừa lúc hắn đồng bạn không chú ý vụng trộm khai điện thoại di động ghi hình Điện thoại di động ghi hình chính hảo nhắm ngay phòng vệ sinh tấm gương Xem vụng trộm sờ sờ bộ dáng rất hiển nhiên, hắn đồng bạn cũng không biết chuyện này. Phốc. Ngửi được một cổ khét lẹt mùi vị, Diêm nhảy lên lên một sợi chập chờn ngọn lửa, nhóm lửa một đoàn sáp ông nến tịnh đem sáp ông nến đặt ở tấm gương trên đài. Ngọn nến chiếu ra hắc ám tấm gương, cũng chiếu ra trong gương mơ hồ đen nhánh bốn tên nam nữ thân ảnh. Trong bóng tối, ba nữ một nam nhân làm thành một vòng tròn, bắt đầu tại trong phòng vệ sinh vòng quanh, nhìn ra ra đến, trong bốn người này chỉ có lĩnh đội tỉnh táo nhất, mặt dân tấu chương tình rất trấn định, còn lại ba tên nữ hài tử tại trong bóng tối thân thể phát trung, có lẽ là bởi vì quá kích thích, có lẽ là bởi vì hoảng hốt sợ hãi, phương chính tự như một cái người trong suốt một dạng, từ đầu đến cuối đều đứng trong phòng trước mắt tìm đường chết tướng nhân tổ. Rất hiển nhiên, bốn người này hẳn là chơi đùa thông linh trò chơi thất bại, sau cùng đều ngộ hại, bằng không hắn cũng không thể lại bị kéo vào tấm gương thế giới bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất quá đối với nhắm mắt chơi đùa thông linh trò chơi bốn người mà nói, coi như có chút một ngày bằng một năm. Trong bóng tối gian phòng rất yên tĩnh. Tĩnh lặng lẽ không có thanh âm, chỉ có bốn người khẩn trương hô hấp thanh âm. Cùng cách một cái pha lê, giống đạo trong suốt quỷ ảnh một dạng đứng tại phòng vệ sinh cửa xem bốn người này phương chính. Yên tĩnh trong phòng vệ sinh, bất luận cái gì chút tiếng vang cũng có thể bị vô hạn phóng đại, chọn rung động lòng người căng cứng thần kinh cùng yếu ớt tâm linh phòng tuyến. Tí tách Một giọt nước âm thanh, liền gần trong gan tất, tự như là đến từ tắm gội vòi phun chưa giọt làm nước. Kẹt kẹt Tự như là đến từ căn này lâu năm băng quan một sàn nhà hoặc là trang trí tấm nhựa cao su mất đi hiệu lực, nhẹ nhàng băng lên thanh âm. Hô Trong phòng vệ sinh có tiếng gió trót vào, thổi đến bọn họ rung lẫy bẫy, trong phòng vệ sinh thông một cái cửa sổ nhỏ, bọn họ nhớ rõ ràng cửa sổ nhỏ đã đóng chặt, sẽ không có phong thanh mới đúng. Lúc này bốn người thân thể rõ ràng xuất hiện cứng nhắc, riêng là lá gan lớn nhất tiểu nhân mang nhãn kính nho nhã nữ hài, thân thể cong lên, run run rẩy rẩy, hình như tùy thời muốn tinh thần sụp đổ giống như. Cho nên có đôi khi, thông linh trò chơi cũng không tại trò chơi bản thân, mà là ở người tại cực độ hoảng sợ cùng không biết hắc ám hoàn cảnh xuống tâm lý kháng áp năng lực chính là loại này cực độ khẩn trương bên trong lùi lại kích thích cảm giác, mới có thể luôn có rất nhiều người đối thông linh trò chơi chạy theo như việc. Đột nhiên. Ao ao ao. Trong phòng vệ sinh vang lên đi tiểu âm thanh. Liền tại thân một bên. Liền tại thân một bên. Thanh âm rất lớn. Lĩnh đội nam nhân một mực yên bình trên mặt, xuất hiện kinh ngạc cùng khẩn trương biểu lộ, nhưng hắn hình như rất nhanh muốn hiểu được cái gì trên mặt khẩn trương biểu lộ buông lỏng mọi người không cần khẩn trương nhớ kỹ cái này trò chơi cấm kỵ không nên kinh hoảng chạy loạn cái này tiếng nước là tắm rửa trong vòi phun nước không có chảy khô thủy lực ép đem ống nước bên trong vành đai nước ra đến tiếng nước chẳng mấy chốc sẽ biến mất nhưng mà đã muộn a à, a à. hai cái nữ nhân tiếng thét chói tai ngay từ đầu thét lên chính là tên kia tinh thần sắp sụp đổ nho nhã nhãn kính nữ hài sau đó nàng bên người nữ hài cũng rốt cục ép không được trong lòng hoảng sợ theo cùng một chỗ thét lên thông linh trò chơi bị nửa đường cắt ngang đáng chết nhanh im lặng chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem trong gương có cái gì sau đó bật đèn kết thúc lần này thông linh trò chơi nhất định phải hoàn thành sở hữu trình tự mới có khả năng rời đi nơi này nhớ kỹ một điểm đưa lưng về phía tấm gương người kia ngươi tuyệt không thể quay đầu xem tấm gương trong bóng tối vang lên lĩnh đội khó thở bại hoại thanh âm cũng không biết phải chăng là là trùng hợp lúc này đưa lưng về phía tấm gương người vừa lúc cũng là tên kia vụn trộm mở ra điện thoại di động ghi hình công năng gần sóng phát nữ hài có thể trong bóng tối ngoài ý muốn liên tiếp răng rắc một tiếng vang giòn trong phòng vệ sinh tấm gương thế mà toái a à, cứu ta nhưng vào lúc này tên kia đưa lưng về phía tấm gương cách tấm gương đài gần đây gần sóng phát nữ hài góc áo bỗng nhiên bị bên người ngọn đến ngọn lửa thiêu đốt. Đây là không tầm thường hỏa diễm tại không đến trong một giây hóa thành hùng hùng đại hỏa, nháy mắt thôn phệ gần sóng phát nữ hài, còn có trong phòng vệ sinh còn lại ba người. Kêu trên. Thống khổ. Kêu thảm. Hắc ám chật hẹp hoàn cảnh bên trong, bốn người không trốn thoát được, tươi sống bị thiêu chết tại trong phòng vệ sinh. Chỉ có một điểm rất kỳ quái, trong phòng vệ sinh nó địa phương đều không có lửa dấu vết, chỉ có bốn người này bị thiêu chết. Lúc này, nhà khách trong phòng còn có người thứ năm. Chính là Phương Chính. Phương Chính không có đi xem này trong tiếng kêu thảm bốn người, đây là đã chuyện phát sinh, hắn vô pháp ngăn cản chuyện quá khứ, giờ phút này, hắn một mực quay đầu chầm chầm cửa phòng bên ngoài. Này chính là là đầu bậc thang vị trí. Vừa rồi tiếng nước mặc dù rất lớn, nhưng hắn hay là nghe ra một điểm dị thường, tại tiếng nước bên trong sen lẫn có một cái rất nhỏ tạp âm, Xem như đạn châu rơi xuống đất thanh âm lại như là cái gì đồ vật nhẹ nhàng đánh dưới inốt lan can thanh âm. Thật có lỗi, hôm qua gõ chữ quá muộn, mã đến một nửa không cẩn thận ngủ, buổi sáng lại vội vàng đi làm, đây là hai chương là ngày hôm qua. Ban đêm còn sẽ có đổi mới, tranh thủ buổi tối hôm nay có thể có ba chương. Phương chính ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa. Mặc dù có một phiến môn tiêu diệt triệt để ánh mắt, nhưng ngoài cửa chính hảo đối diện đầu bậc thang phương hướng. Chẳng lẽ, mới vừa rồi là ta nghe lầm? Hay là thật có từ thang lầu nơi đó truyền ra cái gì động tĩnh? Phương Chính đem lòng sinh nghi, ánh mắt suy tư nhìn xem bị thiêu chết bốn người, còn có một mực ào 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 tiếng nước không ngừng tắm gội vòi phun, sau đó lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Mắt tiền cảnh giống như, cũng không biết bốn người này là chơi đùa thông linh trò chơi, đem chính mình cho đùa chơi chết hay là đụng phải nó không sạch sẽ đồ vật xâm nhập trong phòng. Bởi vì đây là trôi qua đã chuyện phát sinh, rất nhiều chi tiết vô pháp hiện ra, cho nên tự phương chính cũng không có chút nào có thể xác định, vừa rồi đến tột cùng phải chăng có thứ sáu người lặng lẽ chui vào 41 trong phòng. Hắn hiện tại thị giác, ngược lại là có chút giống ngộ hại giả thị giác. Ngộ hại giả thấy cái gì? Hắn liền thấy cái gì? Tấm gương là một cái phản chiếu thế giới, chỉ có thể phản chiếu ra đã chuyện phát sinh có chút ý tứ, Phương Chính nha răng cười một tiếng, tại trong bóng tối lộ ra trắng chói hàm răng, có chút âm u cùng người. Vừa đúng lúc này, phòng vệ sinh bốn người trên người hỏa đã dập tắt, chỉ còn lại có bốn cổ hát lo lắng lo lắng thi thể, tự tấm gương trên đài màu trắng ngọn nến cũng dập tắt. 41 trong phòng một chút lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Phương Chính đứng nhất động bất động. Hô! Trong bóng tối, Tự hồ có một cổ tà gió phất động dưới màn cửa, Phương Chính cảm giác hậu kinh mát lạnh, xem như sau lưng đang đứng một người đơn độc quỷ thở. Không biết sống chết. Phương Chính giống như sớm đã nắm giữ đây hết thảy, chờ thời điểm đã lâu, hắn đột nhiên quay người, tới đồng thời, long hổ song hình kim chung tráo. Ngâm. Ngang. Long hổ gào thét. Phương Chính bên ngoài thân một tầng nhàn nhạt kim mang thiền mô, trong nháy mắt phồng lên, ngành hóa, hình thành khẽ chụp như cổ tự dáng vẽ chuông đồng, chuông đồng mặt ngoài toản có khắc sinh động như thật nhất long nhất hổ, giờ phút này đang chuông đồng như hai lóa mắt thần quan du tẩu, mỗi du tẩu một vòng giống như tràn ngập ra kinh khủng năng lượng ba động, giống như sáng chói cùng cùng chập trùng. nháy mắt chiếu sáng cả 41 mươi gian phòng, tới đồng thời chuông đồng mỗi lắc lư một chút, liền tự như chùa cổ dáng vẽ bên trong một thanh tiếng chuông va chạm, nhưng tiếng chuông này lại là khí thế như phong vân lôi động long ngâm hổ khiếu một chút bại lộ sau lưng một đoàn hắc ảnh muốn né tránh đào tẩu có thể muộn bị phương chính thủ trưởng nhanh chóng bóp chặt là ba nữ một nam tên kia duy nhất nam tính lĩnh đội mặc dù lĩnh đội mặt bị đốt thành một đống thịt nhão ngũ quan da thịt đều nóng chảy cùng một chỗ tự quần áo sợi tổ chức cũng theo da thịt dính liền cùng một chỗ toàn thân cháy đen thậm chí còn có một cổ thịt nướng mùi thơm nhưng thi thể là nam hay là nữ phương chính vẫn có thể phân biệt đến xong đóng bị phương chính thô bạo bóp chặt cổ lĩnh đội nam nhân như phát điên song thủ dãy dùa động tác mau lẹ mười ngón bên trên mũi nhọn duệ phong lợi móng tay bạo chụp vào phương chính cánh tay ý đồ bẻ gãy phương chính cánh tay tránh thoát ra đến ngu xuẩn phương chính bất vi sở động bang bang chói tai như kim thiết cắt chém thanh âm rợn người còn có cường liệt hỏa tinh bắn tung tóe đây là lĩnh đội nam nhân liền long hổ kim chung tráo bên trên không thể phá thông Ngược lại là phương chính thể nội nóng rực nóng hội chí dương chí bá chân khí, vừa thu lại vừa tăng, theo trên cánh tay nổ tung, oanh. Lĩnh đội nam nhân hai cái quỷ trảo tại chỗ nổ đoạn. Tới đồng thời, chăm chú bóp chặt nó cổ trên bàn tay, có nóng hội dương cương chân khí, thiêu đến trong tay gãi xác chết cháy phát ra thống khổ gào thét. Lĩnh đội nam nhân tụ loại dãy dùa, vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh ra khỏi thủ trưởng chịu trói, nhưng đều là phí công, trên cổ tư tư bốc lên khói xanh, đó là âm khí. Phương Chính Cư Cao Lâm Hạ, yên bình xem trong lòng bàn tay một mặt thịt nhão xác chết cháy, nói, đây là lĩnh đội nam nhân cũng là đáng thương, lần này chơi đùa thông linh trò chơi hoàn toàn cũng là bị đồng đội cho hại. Đúng lúc này. Rống. Lại có mấy cổ xác chết cháy, hướng Phương Chính hung mạnh đánh tới. Một đi, để cho ta tới hoàn toàn đưa các ngươi quy thiên, miễn cho lưu lại tai họa người sống. Phốc. Thuần dương chân khí tuôn ra, phương chính trong lòng bàn tay xác chết cháy bỗng nhiên thiêu đốt phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh đồng thời đông sàn nhà hung hăng chấn động xuống một bộ xác chết cháy né tránh không kịp bị phương chính một cái bàn chân lớn trùng điệp dẫm đạp ở mặt đất loại kia cự đại động tỉnh hình như muốn đem lầu đều dẫm đạp sập giống như mà xem mặt đất xác chết cháy trên gương mặt có cùng da thịt thiêu đốt dung cùng một chỗ kim loại khung chính là tên kia lá gan lớn nhất tiểu nhân nho nhã nhãn kính muội tại cự đại lực lượng thôi thúc dưới lòng ngực trực tiếp bị phương chính một chân giảm thấu mặt đất xác chết cháy còn muốn giãy giụa nhưng này đều là phí công căn bản không cách nào phá phòng phương chính kim chung tráo lúc này phương chính duy nhất còn trống không tay phải nhanh chóng như bôn lôi thủ bóp chặt một cái khác cổ đánh tới xác chết cháy cổ chết đi lâm vào vây dết, phương chính ngoan sắc lên trong tay hai cổ đang kịch liệt dãy dụ sát chết cháy, tự như đôi phiến môn tắm một dạng, đột nhiên trùng điệp vỗ. Mảy mây không có nương tay. Âm. Hai cái đầu đụng vào nhau, tại chỗ ngũ quan đập cho nát bét, đầu lâu nổ nát vụn, huyết nhục, cốt cách, não tổ chức tại không trung băng liệt, bay tán loạn, sau đó hỗn tạp cùng một chỗ, sau cùng đều bị phương chính thể nội thuần dương chân khí cháy bùng thành đầy trời pháo bông sáng lạng. Nhưng đó là hai cốt pháo hoa đại biểu hai cái quỷ vật bị phương chính cho giết chết. Đến từ xác chết cháy phổ thông hồn khí 1, 1. Đây là đầy trời pháo hoa bên trong nóng rực, nóng hổi thuần dương khí hơi thở, cũng bức lui bổ nhào tới sau cùng một bộ xác chết cháy. Xem thân cao cùng hình thể, còn có trên lỗ tai to lớn đại kim thuộc khuyên tai, phương chính nhận ra đến, cổ này xác chết cháy chính là tên kia vùng trộm ẩn nấp điện thoại di động gần sóng phát nữ hài. Nhưng mặc kệ lúc còn sống dáng dấp đẹp hơn nữa, người sau khi chết đều bất quá là một đống thịt nhão hắt đến bốc mùi phương chính căn bản là nhìn cũng không nhìn dưới chân dãy dù kịch liệt thân thể xác chết cháy bàn chân lắc một cái bá đạo cửu dương thần cương tại hắn thôi động xuống nóng hổi nóng rực khủng bố năng lượng chấn động tiếng dưới chân lo lắng trong thi thể âm âm một tiếng nổ tung giống cao mảnh thuốc nổ một chút nổ tung dưới chân xác chết cháy thân thể nháy mắt tứ phân ngủ liệt nổ tung thành một chỗ khối xác nát Phốc, phốc, phốc phốc. thì khối bên trong còn có chưa tán chỉ toàn thuần dương năng lượng, phốc 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 nhóm lửa một đống đống huyết nhục, cuối cùng đều hóa thành khói xanh. Đến từ xác chết cháy phổ thông hồn khí một Đông, đông. Phương chính nhanh chân lưu tinh, chỉ hai bước liền rút gần cùng sau cùng một bộ xác chết cháy khoảng cách, thủ trưởng bóp chặt cổ về sau, tráng điều chỉnh tiêu điểm thi mặt cũng là dùng lực va chạm. Đông, một trận mỏi răng trầm đục hỗn tạp xương cốt đứt gãy thanh âm lực đạo to lớn nữ xác chết cháy theo phương chính trong tay đập bay tiếng trong phòng vệ sinh liền gặp mặt cửa toàn bộ bị phương chính tráng nện đến lõm đi vào huyết nhục cốt cách băng cách toàn bộ nhão nhoẹt máu thịt be bét nữ xác chết cháy hoảng hốt chạy bừa muốn chạy đến phòng vệ sinh trong kia mặt duy nhất tấm gương giờ phút này như giống mạng nhện toái trong gương phục ma kim cương ấn phương chính tay phải kết quyền ấn toàn thân khí huyết một cái phòng lên khí huyết bành trướng nóng rực như một tòa hừng hực hỏa lò tại thiêu đốt âm nhất quyền liền nữ xác chết cháy cùng trên tường tấm gương tất cả đều phá bỏ bạo tấm gương hóa thành vô số toái phiến phổ thông hồn khí một theo tấm gương đạp nát phương chính cũng ra tấm gương thế giới hắn một lần nữa quay đầu trạm xăng dầu trong phòng thay quần áo nhìn lại sau lưng tấm gương đã nổ tung thành một chỗ toái phiến u làm trương tiểu kiệt sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy run lên khi tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang nằm tại một cái hoàn cảnh xa lạ, có thể lại cảm giác có chút quen thuộc, tự như là tại trạm xăng dầu nhân viên phòng thay đồ. Ngay tại hắn quay đầu mờ mịt lúc, giật mình. Bên người yên bình chồng hổm tên hoàn toàn không quen biết là lẫm nam nhân, chính thưởng thức hắn dùng con kiến hao phí thôi theo giai đoạn mua được kiểu mới nhất hoa quả cơ. Xem trước mắt tràn cảnh, Trương Tiểu Kiệt giống như nhớ tới cái gì, hai mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, thân thể tại mặt đất cuốn quýt trút lui, hắn muốn sợ hãi gọi, này là một người đơn độc cực độ hoảng sợ, nhưng Phương Chính một tay bị Trương Tiểu Kiệt nói chuyện. Trương Tiểu Kiệt nói chuyện bên trong chỉ có thể phát ra ô ô ô sợ hãi kêu to, hắn là đang cầu xin Phương Chính không nên giết hắn. Quỷ! Quỷ! Có ma! Hắn cái gì đều nghĩ. Mới vừa rồi là ta cứu ngươi, ngươi còn nhớ hay không được ngươi trước khi hôn mê phát sinh cái gì, Phương Chính đi qua tốt một hồi công phu giải thích, mới rốt cục giải thích rõ trước mắt tình huống. Trương Tiểu Kiệt tâm tình chậm rãi ổn định lại. Tạ, Trương Tiểu Kiệt nói lời cảm tạ, nhưng nhìn ra ra đến, hắn vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn, thân thể run rẩy rét run. Đây là tại lão nhân trong miệng, gọi kinh hồn, cũng là chính dương hỏa suy yếu, không có điều dưỡng một hai tháng, không có nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp. Phương Chính xem trước mặt bị kinh hồn Trương Tiểu Kiệt, khẽ cau mày bên dưới liền trương tiểu kiệt trước mắt tình huống bất lợi cho hắn tiếp xuống hỏi ý kiến tra hỏi huống nhổ có phải nhổ tận gốc tấm gương thế giới bên trong 41 nhà khách gian phòng rõ ràng không phải trạm xăng dầu nơi này như vậy trương tiểu kiệt vừa là làm sao trêu chọc phải quỷ vật thực hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tự thân dương cương huyết khí một lần nữa nhóm lửa trương tiểu kiệt suy yếu dương hỏa nhưng hắn không có xuất thủ dù sao cũng là tại chưa quen cuộc sống nơi đây thành phố không phải phúc tiên sinh trương đồ phu bọn họ khu vực một chút liên quan đến tự thân bí mật sự tình vẫn là muốn cẩn thận tốt hơn ở sau đó đức Quảng tra hỏi bên trong phương chính rốt cuộc minh bạch sự tình đại khái đi qua nguyên lai like, trương tiểu kiệt xem hết đoạn clip bên trên vê đến một nửa đèn tiết kiệm năng lượng dập tắt lúc hắn lập tức nghĩ tới một lần nữa vỗ tay một lần nữa để đèn tiết kiệm năng lượng một lần nữa sáng lên nhưng hắn phát hiện làm sao vỗ tay làm sao ho khan Đỉnh đầu đèn tiết kiệm năng lượng cũng là không sáng. Hắn cũng không biết về sau phát sinh cái gì, chỉ biết là hắn vội vàng hấp tấp muốn chạy ra nhà vệ sinh năm lúc, chính hảo cùng bên người tắm gương sự qua người, không biết có phải hay không là trong bóng tối nhìn lầm, hắn nhìn thấy hắc ám trong gương chính mình bóng dáng vẫn đứng bất động nhìn hắn, sau đó dọa đến não tử một mộng, người liền nhớ không chuyện về sau. Xem ra, Trương Tiểu Kiệt chúng ta cũng là theo lần kia quay đầu bắt đầu. Rất nhanh, phương chính theo hảo hữu cột bên trong cũng tìm tới trương tiểu kiệt nhắc tới phùng lộ chia sẻ cho hắn này đoạn đoạn clip xem đoạn clip đến một nửa thời trong gương khác thường hình ảnh phương chính đã có thể xác định đoạn clip bên trong tấm gương quỷ nên cũng là này tập thể ngộ hại ba nữ một nam nhân dù sao hắn là bị bốn người này sau khi chết kéo vào tấm gương thế giới bên trong chúng nó trong gương ngụy trang trưởng thành hình chiếu sau đó dùng cái này đến hại người đây là đoạn clip bên trong câu nói sau cùng kia, thất bại phẩm là có ý gì? Phương Chính hỏi Trương Tiểu Kiệt. Trương Tiểu Kiệt một mực tái nhợt sắc mặt, lúc này hơi khá hơn chút, có thể là bởi vì khẩn trương thần kinh chậm rãi lỏng, bình tĩnh trở lại, hắn có chút mê mang lắc đầu, ta, ta cũng không biết, cùng ta cùng một chỗ cùng thuê lôi tử, a lộ, đều không phải như thế thanh âm, cái này thanh âm ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn như có điều suy nghĩ, một lần nữa tìm kiếm nước chảy quả cơ bên trong ghi hình video, bất quá đoạn này đoạn clip, cũng không phải là phùng lộ chia sẻ đoạn clip. Lần này đoạn clip bên trong nhân vật chính, đổi thành Trương Tiểu Kiệt, hắn một bên tay cầm ngọn nến, vừa lái điện thoại di động ghi hình công năng, theo nghiêng người phía sau quay xuống. Trương Tiểu Kiệt lần này so sánh may mắn, tấm gương quỷ còn không có bắt đầu giết người trước, Phương Chính kịp thời đuổi tới cứu hắn. Hắn vừa rồi tại Trương Tiểu Kiệt hôn mê lúc, đem bộ này hoa quả cơ cũng là bởi vì nhìn thấy thu video giới diện cho nên một mực đang nghiên cứu điện thoại di động điện thoại di động mặt ngoài không có rõ ràng tiếng va đập nói rõ lúc ấy tịnh không có người tay cầm điện thoại di động ghi hình không phải vậy hắn đột nhiên phá cửa mà vào mấy cái này quỷ vật không có khả năng còn như thế động tác ôn nhu trước phóng hảo thủ cơ lại chạy bộ này điện thoại di động hắn hay là theo góc tường một cái ẩn nấp trong góc tìm tới mà trước mắt đây hết thảy bố cục Phương Chính sớm đã phát hiện đến một cái gì thường, này cũng là cùng hắn tại tấm gương thế giới bên trong nhìn thấy tràn cảnh, cơ hồ đều là một dạng. Đồng dạng đều là có phòng vệ sinh, có tấm gương, có tiếng nước, tắt đèn, nhóm lửa ngọn nến, ẩn nấp trộm ghi chép điện thoại di động. Mang ta đi một chuyến các ngươi phòng cho thuê, hy vọng ngươi đồng sự không có xảy ra chuyện, Phương Chính chuẩn bị khởi hành, định cho chuyện này làm hiểu biết tại tấm gương thế giới bên trong nghe được đầu bậc thang tiếng vang, rất có thể cũng không phải là hắn nghe lầm, hắn có dự cảm, chân chính quỷ vật, trước sau đều không hiện thân qua. Cũng không biết này ba nữ một nam nhân, đến là thông linh trò chơi chơi đùa phá bỏ, trêu chọc phải trong gương tà linh. Vẫn là bị đầu bậc thang bên trong không sạch sẽ đồ vật cho để mắt tới. À, về phòng cho thuê, Trương Tiểu Kiệt thân thể nhẫn không khỏi run rẩy bên dưới. Phương Chính, thế nào, mời không sai ta đi với ngươi ta đi với ngươi qua qua đạp mã bỏ bê công việc cùng trừ tiền lương đây là ca đêm công tác ta 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 cũng không tiếp tục muốn làm ngươi nhất định phải dẫn ta đi trương tiểu kiệt một hồi phát tiết về sau cầu phương chính dẫn hắn đi hiện tại là ngu ngốc đều nhìn ra ra đến chỉ có đợi tại giống phương chính dạng này đại cao thủ bên người mới là lớn nhất an toàn đêm nay kinh lịch quá kinh dị trương tiểu kiệt đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại chỉ muốn bảo mệnh quan trọng qua đạp mã công tác tại thêm xong một lần cuối cùng giàu về sau trương tiểu kiệt liền công tác đều không được cưỡi lên hắn tiểu mao lư vì phương chính dẫn đường về phòng cho thuê xem phương chính vượt chân nhẹ nhõm cưỡi thương lưu đường lối hình xe máy này tiêu sái động tác còn có phía sau lưng một mực vác túi đeo hư hư thực thực mãn hành động bên trong lãnh huyết sát thủ súng bắn tiểu ngụy trang bao hắn cảm giác một mạng này rất quen thuộc rất dê cũng cảm giác hình như tại chỗ nào gặp qua cao thủ, bóng lưng của ngươi rất xuất khí, rất giống một cái đại minh tinh bóng lưng, tự như, tự như là. Trương Tiểu Kiệt tại khổ tư minh tưởng. Ta thật vô cùng giống đại minh tinh sao? Giống ai, Phương Chính một mặt chờ mong. Trương Tiểu Kiệt giống như rốt cục nhớ tới Phương Chính cưỡi ngựa xe máy động tác là tại chỗ nào gặp qua, lập tức nói ra, rất giống sinh hóa nguy cơ bên trong nữ chính elix Ta một mực cảm giác Elix chạy xe máy lao vụt tại tận thế trên đường lớn thân ảnh, là là đẹp trai nhất khí màn ảnh. Phương Chính mặt tối sầm. Ngươi tại chữ mắng khôi nói ta giống nương pháo. Trương Tiểu Kiệt liền vội vàng lắc đầu, chú ý cẩn thận hỏi là không phải chính mình có nói sai cái gì. Phương Chính nói lại cho hắn lần một thời cơ, để hắn một lần nữa tổ chức lời nói, dùng mặt khác một cái ngôi sao hình dung hắn. The Matrix hai dặm nữ chính Trinity. Mặc áo da màu đen, lái xe đại hàng lượng xe gắn máy, tại đường cao tốc bên trên đua tốc độ này một đoạn màn ảnh, tại trong lòng ta theo elix đồng dạng kinh điển. Phương chính Thần mẹ nó ta đùa bẩn lên đẹp trai đến giống elix Trinity. Vì lông đều là nữ tính nhân vật. Ta chứng minh nhân dân bên trên giới tính, rõ ràng viết lách là nam nhân. Trương Tiểu Kiệt ba người thuê lại phòng cho thuê, cách trạm xăng dầu cũng không xa, là tại thành hương kết hợp bộ. Cũng liền tầm 10 cây số khoảng chừng. Thành Hương kết hợp bộ trị an cùng ở lại điều kiện, thực không hề giống mọi người đi kém như vậy như trong tưởng tượng. Dù sao A thành phố làm so sánh nổi danh du lịch thành thị, chung quanh có mấy cái 5A, 4A phong cảnh khu, sông núi, cổ mộc, rõ ràng thanh khê nước vần quanh, là một tòa thích hợp cư ngụ thành thị. Địa phương chính phủ tại phát triển bản thổ đặc sắc bên trên có phần dưới công phu, cho nên hoàn cảnh quản lý, thành thị quản lý hay là rất không tệ. Đầu năm nay, cả nước các nơi thành thị, mỗi ngày đều tại bình văn minh thành thị, cho nên thật nghĩ dơ giấy bẩn thiểu trên lệch đi nơi nào cũng không có khả năng. Trương Tiểu Kiệt đi thuê lại địa điểm, còn tính là giao thông phát đạt, cũng là tại quốc lộ một bên. Theo chìa khóa hoãn mở ra khóa âm thanh, làm bấm gọi mở cửa, Trương Tiểu Kiệt trung rẩy xuống, lầm bầm một câu làm sao hôm nay phòng lạnh như vậy, chẳng lẽ là một mực mở điều hòa. Trong phòng đúng là có chút lạnh, làm đẩy mở cửa nháy mắt, tự hồ có một cổ âm phong chui ra, tự như là thật lâu không ai ở lại, không có nhân khí loại kia căn phòng cũ, tuyệt không xem như thường xuyên có người ở lại có nhân khí phòng trọ. Chỉ có phương chính mới biết được đây là vì cái gì. Bởi vì hắn từ nơi này kiện trong căn phòng đi thuê, cảm nhận được một tia không giống bình thường khí tức. Là âm khí. Cùng cực, vừa vào nhà về sau, Trương Tiểu Kiệt lập tức mở ra trong căn phòng đi thuê sở hữu ánh đèn. Đây là người tìm thức, muốn đứng tại có ánh sáng địa phương. các ngươi phòng vệ sinh ở phương hướng nào? Phương Chính đi thẳng vào vấn đề. Trương Tiểu Kiệt vội vàng đưa tay chỉ dẫn phương hướng. Phương Chính không có do dự, trực tiếp nhanh chân đi hướng phòng vệ sinh phương hướng. khi hắn vừa chạm tới chốt cửa lúc, lòng bàn tay xúc cảm băng lạnh, không phải bình thường loại kia băng lạnh cảm giác, mà chính là trong tay hắn không giống như là nắm chỉ chốt cửa, mà chính là nắm khối băng khối quả nhiên có quỷ vật từng tại căn phòng trọ này bên trong từng lưu lại. Phương Chính trực tiếp đẩy ra cửa phòng vệ sinh, phía sau cửa cái gì đều không có. Người nói buổi tối hôm nay lôi tử cùng phùng lộ, đều không có đi làm, nên đều trong phòng, chúng ta tiến đến như thế đại động tĩnh, có thể trong phòng này một mực rất yên tĩnh, trước sau không có một người đơn độc ra đến, nói cho ta biết, cái nào là lôi tử gian phòng, cái nào là phùng lộ gian phòng, Phương Chính nghiêm sắc mặt. Trương Tiểu Kiệt cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, cái này trường cấp 3 bỏ học ra đến công tác, còn tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, sắc mặt hoảng hốt, lập tức vội vàng hấp tấp chỉ đường. Đầu tiên qua chính là cách phòng vệ sinh gần đây lôi tử gian phòng. Rút cuộc cửa phòng từ bên trong khóa ngược lại, Phương Chính không cần suy nghĩ, trực tiếp bạo lực phá vỡ, âm. Cửa tại chỗ sụp đổ thành vô số toái phiến nổ tung, một đạo thân ảnh đột nhiên tiến đụng vào đến trong phòng, là Phương Chính. Rút cuộc, một mở cửa cũng là nhìn thấy một người chừng 30 tuổi nam nhân, treo ngược treo cổ tại thiên hoa trên bàn. Nam nhân chính diện hướng cửa nơi này, sắc mặt tái nhợt, đầu lưỡi duỗi ra đến rất dài, một ánh mắt chết không nhắm mắt trừng cửa vị trí, đã chết có không không bao lâu ở giữa. Lúc này, theo sát phương chính sau lưng theo tới Trương Tiểu Kiệt, vừa ý sâu nam nhân, hai mắt hoảng sợ hoảng sợ ngồi liệt ngược lại, lắp bắp hoảng sợ hô, lôi, lôi tử. Phương Chính ánh mắt trầm xuống. Hắn không có dây vào thi thể, mà là nhằm vào ra khỏi phòng, trực tiếp phá cửa mà vào sát vách phùng lộ gian phòng, âm. Rút cuộc, trong phòng không ai. Người không thấy. Sinh tử không biết. Lúc này, dọa đến toàn thân băng lãnh, rung lẫy bẫy trương tiểu kiệt, thất kinh chạy ra lôi tử gian phòng, lôi tử tử trạng thực sự có chút khủng bố, hắn không dám một thân một mình đối mặt, chăm chú theo sau lưng Phương Chính một bên hoảng sợ sợ hãi, một bên bôi nước mắt, ngươi, ngươi nói, A Lộ có phải hay không? Phương Chính không có mở miệng nói chuyện, hắn trong trong ngoài ngoài, đem phòng cho thuê đều lục soát một lần, nhưng đều không tìm tới người. Nguyên bản trong căn phòng đi thuê đôi người, hiện tại là vừa chết một khi thất tung. Hô! Có phong rót vào trong căn phòng đi thuê, là trong hành lang có một cái thông gió cửa sổ khai, vốn là bị liên tiếp sự tình, dọa đến toàn thân phát trung trương tiểu kiệt, Cảm giác được có chút lạnh, hắn ôm một cái chính mình cánh tay, sau đó mắt nhìn liền tại thân một bên phương chính, hắn do dự xuống, lúc này mới cắn răng đi trôi qua đóng cửa sổ. A lộ. Một tiếng kêu sợ hãi, là nguyên bản qua đóng hành lang thông gió cửa sổ Trương Tiểu Kiệt, phương chính nhanh chân lao ra cửa, liền thấy ngoài cửa sổ một đầu u ám trong hẻm nhỏ, có một người đơn độc ngã vào trong vũng máu bất động. Còn sững sờ làm gì, nhanh bấm gọi 120 cứu người. Nói xong, cứu nhân tâm các phương chính, không nhìn trên lệch, người trực tiếp theo lầu năm nhảy xuống, hắn nhảy cảm ngủ giác cảm ứng được, trên đất người còn có sinh mệnh thể chinh, phùng lộ nhảy lầu thời điểm, lầu dưới u ám trong hẻm nhỏ vừa vặn có phụ cận cư dân ném loạn rác rưởi, có túi rác hình thành giảm sóc, tránh đi đầu yếu hại. Nhưng dù cho như thế, một người đơn độc theo lầu năm nhảy xuống, không chết cũng muốn trọng thương. Phương Chính lần này không có nghĩ nhiều như vậy, nếm thử tốc độ một thanh tiên thiên chân khí cho trọng thương hôn mê bất tỉnh phùng lộ, tiên thiên chân khí vốn là có liệu thương kỳ hiểu. Chân khí xem xét địch. Tiên thiên chân khí. Chân khí xem xét địch dùng đến tốt, đồng dạng có thể xem xét thương thế cứu người, giống như MC quét hình nhân thể thương thế một dạng, ngay tại cứu người thời điểm, Phương Chính phát hiện phùng lộ trong tay một mực nắm chắc nhúng máu điện thoại di động. Làm xe cảnh sát, còn có xe cứu hộ đi vào, xem phùng lộ được đưa lên băng ca, bị xe cứu hộ tiếp đi, Trương Tiểu Kiệt cũng bị cảnh sát an toàn tiếp đi, Phương Chính lặng yên rời đi. Sau hô hấp một hơi, một chết một bị thương, lại thêm trong nhà khách bốn chết, nơi này đã có năm đầu nhân mạng, thậm chí là càng nhiều. Bởi vì Phương Chính tại phùng lộ cùng lôi tử trong điện thoại di động, phát hiện một đầu manh mối trọng yếu. Nhờ có hiện tại vân tay khóa công năng thông dụng, mới làm cho Phương Chính nhẹ nhõm giải tỏa đôi người điện thoại di động, thừa lúc cảnh sát cùng xe cứu hộ đến trước, tìm kiếm nói chuyện phím ghi chép, tìm tới một đầu manh mối trọng yếu. Tại phùng lộ cùng lôi tử trong điện thoại di động, đều có một đoạn người khác chia sẻ đoạn clip. Đồng dạng đều là phòng vệ sinh. Hắc ám, tiếng nước, ngọn nến bị điện thoại di động ghi lại toàn bộ quá trình. Đồng dạng là lấy một cái khác nóng nảy thanh âm thất bại phẩm ba chữ vì đoạn kết điện thoại di động. Đoạn clip. Hai thứ này là quan trọng. Phương Chính lập tức nghĩ đến tấm gương thế giới bên trong, gần sóng phát nữ hài vùng trộm dấu trộm ghi chép video điện thoại di động. Đó là cái tử vong đoạn clip. Chỉ cần chia sẻ đến đoạn clip liền sẽ bày ra sự kiện linh dị, cuối cùng đều sẽ tự sát chết thảm. Hiểu được Internet quỷ vật. Quả nhiên đâu. Theo linh khí khôi phục càng đi về phía sau, tự quỷ vật cũng bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng giảo hoạt. Hiển nhiên quỷ vật cũng tại mỗi thời mỗi khắc tiến hóa. Có lẽ, đặc thù hành động bộ cuối cùng sẽ phát hiện đến những này tự sát sự kiện phía sau khác biệt tầm thường, sau đó điều động tư nguyên, cuối cùng sẽ tìm tìm ra thứ nhất đoạn chia sẻ video ngọn nguồn, sau đó tiêu diệt quỷ vật. Có thể trước đó, còn sẽ có nhiều người hơn ngộ hại, có lẽ là 10 người, 20 người. Có lẽ là một đôi người. Hưng phấn hào phóng nhà khách. Nhưng là, đây là giáo hoạt quỷ vật hôm nay đụng vào phương chính Coi như nó phải xui xẻo Phương chính tại tấm gương thế giới bên trong Đã thấy thẻ ra vào bên trên nhà khách tên Đêm khuya đầu đường Rất thanh lãnh Xe gắn máy thanh âm Từ xa mà đến gần chạy nhanh mà đến Đến trễ canh năm Hưng phấn hào phóng nhà khách Riêng là nghe tên Liền có loại một hai mươi năm trước nồng đậm nhớ chuyện xưa phong tựa như một hai mươi năm trước nông thôn người lấy tên đều gọi thái phượng thúy tuyết tú hồng tú nga đại sơn đại bảo hữu điền hữu thụ một dạng đập vào mặt cũng là lịch sử lắng động khí tức tiểu thuyết mà đây là gia hưng hào phóng nhà khách cũng thật là mang lịch sử lắng động khí tức đã không bình thường cũ kỹ khai đã có mười cái năm tháng đây là nhà từ nhà dân rơi xuống đất phòng cải tạo nhà khách cùng sở hữu lầu năm nguyên một tòa nhà đều là thuộc về một hộ người rất sớm trước liền bị có thương nghiệp đầu não sửa đổi xây xong từng gian phòng đơn nhà khách. Móc mèo biến thành màu đen tường ngoài, khô héo trèo tường hổ, rỉ sét ăn mòn phòng trồng cửa sổ, chốt cửa tùng con pha lê kéo đẩy cửa, vừa vào nhà liền có loại mai đồ ăn vị cái chủng loại kia ẩm ướt phát mốc khí vị, mở đông trượt chân thậm chí có không ít chỗ đều xuất hiện nước tra thấp kém địa gạch, kiểu dáng lại quê mùa vừa nát nặng rớt sơn trước đài. Nhà này nhà khách xác thực rất già cỗi. Liền lão bản đều biết trọng mới trang phục tu một lần đầu nhập quá lớn, không có mấy chục vạn nịnh vào qua, phiêu không tầm thường cái gì bọc nước tới. Mà đây là mấy chục vạn nịnh vào qua, tương đương với đem mấy năm gần đây tiền kiếm được, cơ hồ nịnh vào qua một nửa. Dứt khoát lão bản cũng liền tiếp tục cá ướp muối đến. Cũng không biết này ba nữ một nam nhân, ban đầu là làm sao tìm được như thế tòa vắng vẻ, lại phù hợp bọn họ tìm kiếm kích thích điều kiện lão tân quán phương chính đẩy mở cửa nắm tay có một cái buông lỏng pha lê kéo đẩy cửa sau lưng của hắn vác chỉ dài mảnh túi đeo đi vào trước đài trước bất quá hôm nay trước đài nữ phục vụ viên cũng không phải là hắn tại tấm gương thế giới bên trong nhìn thấy tên kia nữ phục vụ viên đây là tên niên kỷ có chút lớn nữ tính nàng cũng là nhà này tân quán bà chủ đặt phòng thang máy bốn lầu bốn trăm linh hai thất nếu như là ở một đêm Ngươi trả phòng thời gian là tại ngày mai 12 giờ trưa trước, vượt qua 12 giờ trưa, chưa tới trước đài trả phòng, 6 giờ chiều trước thêm thu nửa ngày tiền phòng, vượt qua 6 giờ chiều tính toán cả ngày. Mặt khác đây là trương thể ra vào chìa khóa ngươi giữ gìn kỹ, chờ trả phòng thời điểm cùng một chỗ lui trả cho chúng ta, chúng ta hội trả về 200 đồng tiền tiền thế chấp, bà chủ đi theo quy trình nhắc nhở một câu. Bà chủ một bên nói, một bên đông đông đông, đối không phòng 400 linh, hai phòng gõ mấy cái hạ môn, sau đó ở ngoài cửa yên lặng chờ mấy giây, nàng lúc này mới dùng thẻ ra vào chìa khóa quét ra khóa điện tử. Xem bà chủ thao tác, Phương Chính nhìn như bất động thanh sắc hỏi một câu, các ngươi nơi này trước kia đến lượt sẽ không chết hơn người a. À? Loại này suối quẩy sự tình, bà chủ vội vàng phi phi, đại các đại lợi, loại này không thể nói lung tung được, chúng ta nhà khách trừ vị trí vắng vẻ chút bên ngoài, nó điều kiện liền theo những thành phố lớn đó bên trong nhà khách một dạng sạch sẽ, vệ sinh Phương Chính một bên nhìn chung quanh trong phòng bố cục, một bên thuận miệng hỏi một câu, sát vách 41 phòng có không có người ở được. Ta người này ban đêm giấc ngủ tiểu, rất dễ dàng liền sẽ bị một chút xíu tiểu động tỉnh đánh thức. Bà chủ trả lời, sát vách là phòng trống. Nếu như ngươi là sớm mấy ngày qua, khả năng hoàn toàn chính xác hội nhau nhau đến ngươi giấc ngủ. Phương Chính A một tiếng, hỏi vì cái gì nói như vậy? Bà chủ nói phải trước mấy ngày, sát vách 41 vào ở ba nữ một nam nhân, sau đó một đêm yên bình trôi qua, ngày thứ hai liền trả phòng. Nàng sở dĩ đối với chuyện này sâu như vậy khắc, hay là bởi vì ngay tại này ba nữ một nam nhân ở được trả phòng về sau, cùng ngày tiếp đãi bốn người này nữ phục vụ viên rất nhanh liền xin cái nghỉ bệnh, nói phải thân thể không thoải mái, đã vài ngày không tới làm. Phương Chính ánh mắt suy tư, xem ra bà chủ trong miệng xin nghỉ bệnh nữ phục vụ viên, cũng là tấm gương thế giới bên trong tên kia nữ phục vụ viên. Rất nhanh, hắn chú ý tới một cái chi tiết, này chơi đùa thông linh trò chơi ba nữ một nam nhân, sớm tại vào lúc ban đêm liền tập thể ngộ hại, như vậy sau cùng là ai lui phòng. Thế là, truy hỏi, còn nhớ rõ này ngày trả phòng, là này bốn người ta tự mình trả phòng sao? Hay là người khác cho bọn họ lui phòng? Đương nhiên là ta đến trả phòng, bà chủ không để bụng nói ra. Bà chủ ngươi chắc chắn chứ, Phương Chính lần nữa xác nhận. Ba chủ lần này không có trả lời ngay phương chính vấn đề, nàng thần sắc đã cảnh giác, có chút phòng bị lên phương chính, hỏi phương chính nghe ngóng rõ ràng như vậy làm gì. Phương chính thuận miệng mượn cớ, nói cũng là hiếu kỳ hỏi một chút. Thực chuyện này cũng không có gì có thế không thể kể, ngày đó ta không tại, là Xuân Diễm trực ban, Xuân Diễm làm vào ở đăng ký, vừa là Xuân Diễm làm trả phòng đăng ký, Xuân Diễm là ta chỗ này công nhân lâu năm, trả phòng quá trình nạn đều rất thuần thục sẽ không làm loạn, nên cũng là này bốn người cùng một chỗ lui phòng, bà chủ nói câu. Phương chính, này bốn người trả phòng về sau, về sau tại 41 quét dọn vệ sinh thời điểm, có không có trong phòng phát sinh cái gì khác biệt tầm thường hoặc là kỳ quái sự tình. Bà chủ đã bị phương chính hỏi được hơi không kiên nhẫn, ngươi liền yên tâm ở đi, chúng ta hưng phấn hào phóng nhà khách khai ở chỗ này đã có tầm 10 năm, nói không chết hơn người liền không chết hơn người, loại sự tình này chúng ta cũng không thể loạn đùa giỡn đưa đi bà chủ, hai gian phòng, Phương Chính cảm giác tên kia bỗng nhiên xin nghỉ bệnh vài ngày không tới làm, gọi Xuân Diễm nhân viên rất khả nghi. Nhưng hắn trước mắt muốn làm, là hiểu rõ sát vách 41 bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Hô! Ngay tại Phương Chính vừa muốn có chỗ động tác lúc, trong phòng bỗng nhiên thổi tới một cổ gió lạnh. Màn cửa vải như bóng người phi vũ. Phương Chính hướng đi bên cửa sổ kiểm tra, nguyên lai like là nhà khách vì bảo trì trong phòng thông gió, lại thêm sắp nhập mua hè khí dần dần oi bức, nhà khách trang bị thêm một cái cửa sổ có rèm, phía ngoài phong chính là theo cửa sổ có rèm thổi tới. Phương Chính vừa mới chuẩn bị muốn đem cửa sổ thủy tinh đóng lại, đây là hai tầng cửa sổ, bên ngoài một tầng cửa sổ thủy tinh, bên trong lại có một tầng cửa sổ có rèm, nhưng vào lúc này, đông. Một tiếng vang nhỏ là đến từ ngoài cửa đầu bậc thang phương hướng bốn trăm linh hai liền vừa lúc nghiêng đối đầu bậc thang phương hướng đây là tiếng vang xem như đạn châu rơi xuống đất thanh âm lại như là inốt lan can lan can nhẹ nhàng tiếng đánh thanh âm rất nhẹ chỉ vang một chút liền không có nếu như không phải đổi lại là người bình thường khẳng định coi như là nghe nhầm có thể phương chính tin tưởng chính mình giác quan vừa rồi tuyệt đối không nghe lầm đầu bậc thang bên kia xác thực có tiếng vang mà cùng hắn tại tấm gương thế giới bên trong hỗn tạp tại tiếng nước bên trong nghe được này âm thanh dị hưởng, như đúc một dạng. Nhà này lão nhà khách quả nhiên tồn tại vấn đề, Phương Chính lấy ra cuốn quanh đầy chu sa dây mực như tinh hồng sắc mặt đau hợp, trên thân khí thế sắc bén, trực tiếp đuổi theo ra qua gian phòng. Đêm khuya ngoài cửa, là vắng vẻ chật hẹp nhà khách lối đi nhỏ, hình thành một cái về chữ, lối đi nhỏ hai bên là che kín một gian gian phòng khách, đặt ở liền đứng tại về chữ trong lối đi nhỏ. Phương Chính khóe mắt quét liếc một chút sát vách 41, sau đó trực tiếp đẩy ra an toàn thông đạo cửa. An toàn thông đạo phía sau cửa cũng là thang lầu, Phương Chính tay vịn lan can cúi đầu hướng dưới bậc thang nhìn lại. Rất nhiều người đều có giam cầm hoảng sợ chứng, tại thang lầu bên trong cũng rất dung dịch phát sinh giam cầm hoảng sợ chứng, tỉ như, ban đêm cúi đầu hướng dưới bậc thang xem thời điểm, cũng lo lắng lầu một đang đứng cái áo trắng nữ quỷ ngẩn đầu nhìn ngươi. Hoặc là ngẩn đầu nhìn đầu bậc thang địa phương lúc sợ hãi hướng trên đỉnh đầu hồi rớt xuống trương tóc tai bù xù nữ quỷ mặt. Cũng đã có người hội suy nghĩ lung tung, hội sẽ không ở phía sau thang lầu vang lên thứ hai người tiến bước chân, sợ hãi phải dựa vào tường đi, không dám tới gần lan can lan can đi. Phương chính nhưng thật ra hy vọng những này quỷ vật có thể chủ động kiếm đến cửa. Vậy hắn cũng không cần giống như chơi trốn tìm mù đi dạo. Chỉ là, phương chính nửa cái thân thể đều nhô ra thang lầu giếng, cúi đầu xem dưới lầu lúc dưới lầu lầu một không có cái gọi là đứng cái áo trắng nữ quỷ ngẩng đầu nhìn thang lầu giếng phía trên thời cũng không có đột nhiên đến rơi xuống cái tóc tai bù xù nữ quỷ mặt trời tối người yên xuống lầu bậc thang giếng rất yên tĩnh tĩnh lặng lại giống như một chút tiếng và một cái khác giam cầm không gian hai bên đều là tái nhật tái nhật tường một người đơn độc một mình đi đang vang lên trống trải tiếng bước chân thang lầu bên trong rất khiếp người chung quy thỉnh thoảng nghi thần nghi quỷ, quỷ quay đầu nhìn xem sau lưng hội sẽ không đột nhiên toát ra cái thứ hai tiếng bước chân. Lâu dài không có không khí lưu thông, cũng không có nhân khí đi lại, thang lậu trong giếng không khí có chút ô trọc, còn có chút âm trầm cảm giác. Giam cầm không gian thang lầu trong giếng chỉ có phương chính trống trải tiếng bước chân, hắn đi đến tầng thứ ba, tầng thứ hai, đệ nhất tầng. Lại lần nữa đi đến tầng thứ tư, tầng thứ năm. Mỗi lần một tầng, đèn tiết kiệm năng lượng liền sẽ sáng lên, tới đồng thời, đỉnh đầu đèn tiết kiệm năng lượng dập tắt, phía sau không gian lâm vào một mảnh u ám. Nhưng Phương Chính đối với cái này nhìn như không thấy. Hắn tự như một đạo bài trừ tại cái này thế giới bên ngoài người du đảng, chỉ chuyên tâm tìm kiếm chính mình mục tiêu. Nhưng chừng 10 phút đồng hồ về sau, Phương Chính cái gì đều không tìm tới. Hắn không có ý định trì hoãn thời gian, dự định trực tiếp lục soát 41 phòng, xem lúc trước thất lạc ở trong phòng khách này bộ trộm ghi chép điện thoại di động còn ở đó hay không cùng hắn ngược lại muốn xem xem, đây là 41 phòng đến tột cùng đang chơi cái quỷ gì. Chỉ là, làm phương chính đi vào 41 lúc. Ao ao ao. Theo 41 trong phòng có tiếng nước truyền ra. Thất bại phẩm. Sau đó là một cái nóng nảy thanh âm theo 41 bên trong truyền ra. Đùng, đùng đông. Người tốt, ta là khách phòng quét dọn, xin khai hạ môn, chúng ta muốn đánh quét vệ sinh. Thăm thẳm ở giữa, 41 cửa phòng bỗng nhiên gõ vang. Ao ao ao. 41 bên trong chỉ có đi tiểu thanh âm, không có trả lời. Ngoài cửa tỉnh mịch mấy giây sau. Người tốt, người chút đêm khuya thức ăn ngoài đã đưa đến, xin khai hạ môn. 41 cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Có thể 41 bên trong vẫn như cũ chỉ có đi tiểu âm thanh, không có người khác đáp lại, giống như là người ở bên trong đang tắm, không có nghe được phía ngoài tiếng đập cửa ngoài cửa đồng tỉnh lần nữa lâm vào tỉnh mịch. Có thể sau một khắc, đột nhiên. Âm âm. Khung cửa vỡ vụn bạo liệt, cửa phòng như đạn đạo nặng trọng phiên ngang ra ngoài, có một đạo thân ảnh vai dơ lên một cây đao hộp, đột nhiên đập vào tiếng trong phòng khách. Thình linh chính là phương chính. Là ngươi. Ngươi vẫn luôn giấu ở 41 bên trong. Hành lang đèn chiếu vào, phương chính xem trong phòng vệ sinh nữ nhân thân ảnh, ánh mắt trầm xuống, chính là tên kia một mực xin nghỉ bệnh không có đi làm nữ phục vụ viên. Nhưng thời khắc này nữ phục vụ viên sắc mặt tịnh không dễ nhìn, bởi vì nạn đã tử vong đã lâu, trên thân mọc đầy thi ban, lúc này cổ này nữ thi đang tại tấm gương trong phòng vệ sinh trước chơi đùa giống Trương Tiểu Kiệt, phùng lộ, lôi tử một dạng thông linh trò chơi, xem bộ dạng này, xem như nữ phục vụ viên sau khi chết còn bị quỷ vật khống ở được, một lần một lần lặp lại đập đoạn clip, lần một lại một tiếp là thất bại phẩm cũng không biết nàng là thế nào trốn ở trong phòng khách không bị nhân viên quét dọn viên phát hiện. Bất quá, thân là nơi này phục vụ viên, có thể có hậu chuẩn bị chìa khóa cũng không kỳ quái. Mà người cũng có thể trốn ở dưới giường nệm, nhân viên quét dọn viên mặc dù sẽ thanh lý ga giường, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ qua di chuyển nặng nề nệm. Nhưng Phương Chính không để ý trong phòng vệ sinh nữ nhân, bả vai lắc một cái, một mực gánh tại đầu vai đau học đánh bay hướng giữa không trung tiếp bị hắn đơn trưởng bắt lấy đao hộp một mặt đao hộp mặt ngoài chu sa dây mực tràn lan ra nóng rực nóng hổi chí dương khí tức chuyên khắc âm túy tà vật nhanh chóng nện như điên hướng trên một cái ghế một bộ nữ tính điện thoại di động đây là vừa ra tay cũng là tấn mảnh lôi đình đã kích không chút nào cho phản ứng thời gian âm tầng lầu chấn động xuống cái ghế tính cả vách tường nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ cho ta cút ra khỏi đến phương chính thủ trưởng dân lên nóng hổi Nóng rực khí tức Kết xuất một cái quyền ấn Phục ma kim cương ấn Thể nội khí huyết thiêu đốt sôi trào như một tòa hừng hực thiêu đốt hỏa lò Âm Quyền ấn đập trúng trong bóng tối một chỗ hư không À Có trầm thấp tiếng nói tiếng kêu thảm thiết Còn muốn tránh Phương chính đang định truy kích Nhưng trong phòng vệ sinh nữ thi hung mạnh dốc sức cắn mà đến Phương chính đầu cũng không nhìn Đau hộp khai Quỷ đầu đau ra hắn nhất đao chặt chém hướng hắc ám hư không một chỗ khác mà đao hộp là bị thủ trưởng vỗ bị hắn trên tay lực đạo đẩy đưa ra ngoài đập ầm ầm bên trong phía sau nữ thi Phốc nữ thi trực tiếp bị đao hộp đính tại trên tường đao hộp bên trên trừ tà chu sa cùng tinh hồng dây mực bên trên mang chí dương năng lượng nóng rực hừng hực vô cùng là những này tà ma quỷ vật thiên nhiên khắc tinh lúc này nữ thi tự như thiếp tòa hừng hực hỏa lò thiêu đến nữ thi thống khổ gào thét dãy dụa điên cùng vặn vẹo thân thể, mười ngón liều mạng muốn rút đau ra hộp, có thể không có hiệu quả, mười ngón đụng một cái đến đau hộp liền sẽ tư tư bốc lên khói xanh. Nữ thi bên ngoài thân da thịt, xem như đồ sứ con nít từng khúc trạng nứt, bong ra từng màng xuống tới, lộ ra dưới làn da bị thiêu đốt đến cháy đen cơ địa tổ chức. Bồng Nữ thi hóa thành đen xám, trên tường lưu lại một đạo hình người thiêu đốt ngấn. Đến từ nữ thi phổ thông hồn khí một. Phương Chính đem nữ thi đóng đinh ở trên tường thời điểm, trong tay hắn động tác cũng không có ngừng, sát nghiệp cuồn cuộn quỷ đầu đao, nhất đao chặt chém hướng một cái góc tối. Âm. Một tấm giường lớn trực tiếp bị đánh thành một đao cắt đứt. Ngươi không phải muốn đập tử vong đoạn clip sao? Ngươi không phải phẫn nộ nghi thức bị gián đoạn, ngươi không phải là muốn hoàn thành thông linh trò chơi hoàn chỉnh nghi thức sao? Tới đi, hiện thân ra đến, để cho ta chơi với ngươi. Phương chính bên ngoài thân da thịt có một tầng nhàn nhạt kim quang, như lưu ly kim mang đang lưu chuyển. Lưu ly kim mang dưới tựa hồ còn có nhất lông nhất hổ chân ý, tại ẩn ẩn lưu động. Tầng này như kim mang lưu ly thiện mô, sung làm chiếu sáng, tựa như chỉ trong đêm tối đom đóm. Lúc này, một đạo đen nhánh không người thân ảnh, xuất hiện tại tấm gương trong phòng vệ sinh trước. Đã sớm chờ ngươi chủ động hướng nơi này đụng, đến, tiếp ta nhất đau, ngươi có thể chống đỡ ta nhất đau, ta liền bồi ngươi chơi đùa đồ bỏ thông linh trò chơi. Tử vong đoạn clip. Đã sớm ông cây đợi thỏ phương chính, một đạo xích sắc đao quan tại trong bóng tối nhanh chóng chật lóe lên, thể nội cửu dương thần cương thuận đao ánh sáng phun ra ngoài, tự như một vòng hỏa dương, một khỏa thiên vẫn thạch đập xuống, chuẩn xác không sai bổ trúng tấm gương. Đao quan mang theo thô to nóng rực hỏa diễm, chặt chém ra thô to như thác nước xoay tròn hỏa diễm trụ, đó là cửu dương thần cương chí dương năng lượng ngoài tiết tại chật hẹp trong phòng nhất lên một trận hỏa diễm phong bạo răng rắc bồng phòng vệ sinh sở hữu pha lê chế phẩm bao gồm trên tường này cái gương trực tiếp nổ tung thành lập loại nhấp nháy đầy trời tinh phấn tính cả bức tường đều nổ tung cái lỗ lớn a à. đoàn kia đen nhánh không người thân ảnh muốn tránh đã không kịp phương chính vẫn luôn tại ông cây đợi thỏ liền chờ nó đâm đầu vào lưới thân thể bị đau khí bổ ra nổ tung thiêu đốt thành tro tàn tấm gương tà linh ta gặp qua mấy lần, có mạnh, cũng đã có yếu, ta đem kính đều đánh nổ, không có tấm gương, nhìn ngươi còn có thể thành cái đồ bỏ tấm gương tà linh. Đến từ tấm gương tà linh đặc thù hồn khí một Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phương Chính cũng không biết, giống những này tấm gương tà linh hành động phạm vi có không có hạn chế. Là nó gian phòng kính đều có thể bỏ chạy. Hay là liền ngay từ đầu triệu hoán tấm gương có thể chỉ có ra vào. Cho nên hắn mới có thể ngay từ đầu, không có đánh nát trong phòng vệ sinh tắm gương, mà chính là lựa chọn ông cây đợi thỏ. Rút cuộc, cũng không biết là tấm gương kia tà linh quá yếu ớt, hay là cái nào khâu ra tình huống, tấm gương tà linh trực tiếp bị hắn nhất đau cho làm thịt. 41 phòng bên này nổ tung cùng đại hỏa, rất nhanh tại trong nhà khách dẫn phát đại rối loạn. Chỉ thấy có hơn 10 tên khách trọ vội vàng hấp tấp chạy ra gian phòng, tại tro bụi cùng trong khói dày đặc, mượn an toàn thông đạo chạy ra nhà khách, phương chính cũng vàng thau lẫn lộn hỗn tạp bên trong. Vừa chạy ra nhà khách, những này có nam có nữ, chật vật không chịu nổi khách trọ, người người đều là sống sót sau tai nạn thân thể ngăn không được phát trung. Mặc dù phương chính đã khống chế chiến đấu phạm vi, có thể hay là tác động đến số gian phòng khách, nhưng cũng may đầu bậc thang nơi này khách phòng, không ai vào ở, không có nhân viên thương vong. Hiện tại mặc dù tại đêm khuya, có thể bên này đại động tỉnh, hay là quấy nhiễu đến phụ cận trong lúc ngủ mơ cư dân. Lúc này, có người bấm gọi 119 báo cháy, có người bấm gọi 110 báo động nói hưng phấn hào phóng nhà khách phát sinh nổ tung án. Tóm lại hiện trường một mảnh hỗn loạn. Nơi này xuất cảnh hiệu suất vẫn còn rất cao, nghe xong là nổ tung án, một tòa nhà khách bị tạc, lập tức tại thứ nhất thời gian liền gây nên độ cao chú ý, rất nhanh liền có cảnh tiếng địch từ xa mà đến gần chạy như bay tới thành phố. Cách dết đến tận thủ mộ nhân Sào huyệt đã có một đoạn thời gian, cuối cùng chiến quả ngoại giới không thể nào liền được, cũng không thể lại xuất hiện tại tin tức truyền thông báo trên đường, nhưng lúc này trương đồ phu, lại êm đẹp ngồi tại phúc tiên sinh đưa ra minh điếm bên trong. Tự hồ, đây là bản thân đã là mạnh mẽ nhất chiến quả báo nói. Đêm khuya, trương đồ phu vẫn như cũ là lưu tại phúc tiên sinh chỗ, đôi người hay là như cũ trắng đêm không ngủ, vẫn như cũ tinh lực trang đầy phúc tiên sinh bên trên có hồi âm sao cái kia địa phương tùy thời đều có thể có thể mở ra chậm nhất cũng bất quá mấy ngày nay nếu như muộn coi như không kịp người nói chuyện là trương đồ phu nhanh phúc tiên sinh trước sau đều là bộ kia không lộ vẻ gì mặt chết trong tay đang bận rộn đâu vào đấy lại thuần thuộc chồng chất từng con kim nguyên bảo trầm mặt xuống trương đồ phu uống một hơi cạn sạch trong tay rượu trắng lần này lần một đồng thời phúc địa mở ra hai cái tiền kỳ gấp nhặt tích xúc cần quá to lớn, dẫn đến chúng ta so với nó các quốc gia phúc địa mở ra thời gian đều trì hoãn mấy tháng, không lên tiếng thì thôi, một minh liền chấn kinh quốc tế, bên ngoài sớm đã có thần bí mật thế lực trong bóng tối trợ giúp, nói chúng ta đồng thời có hai cái phúc địa mở ra, ý vị không giống bình thường. Không phải tầm thường, hiện. Tại tất cả quốc đô một mực chầm chầm chúng ta bên này, riêng là biên giới áp lực lớn nhất. Hiện tại biên giới không thái bình, tụ tập các quốc gia người tu hành đối với chúng ta nhìn chầm chầm, đều muốn thừa lúc chúng ta phân thân hai địa phương thời cơ, ngấp nghé phúc địa, từ đó cướp bóc. Nghe nói biên giới mỗi ngày đều tại người chết, mỗi ngày đều tại đánh giết nhập cư trái phép tiến biên giới người tu hành. Lần này, lần một đồng thời mở ra hai tòa phúc địa, đã là chúng ta kỳ ngộ, cũng là chúng ta lần một kiếp, liền xem chúng ta lần này có thể hay không gánh vác được áp lực, đồng thời thủ đến dưới hai tòa phúc địa, đánh lui hết thảy dám đến xâm chiếm nó nước người tu hành cùng gián điệp. Một bước cũng không nhường, Phúc Tiên Sinh hay là này trương mặt chết, rõ ràng là đằng đằng sát khí rất cường thế một câu, nhưng đến Phúc Tiên Sinh trong miệng lại thành mười phần phổ thông tầm thường một câu. Có thể vừa lúc loại này hời hợt ngữ khí, mới là lớn nhất bảo táp tiến đến trước cái chủng loại kia mây đen áp thành trong bình tĩnh mang băng lạnh túc sát. Ngay tại Phúc Tiên Sinh nói chuyện với Trương Đồ Phu thời điểm, Trương Đồ Phu điện thoại di động kêu lên cuối đầu xem xét điện báo biểu hiện trương đồ phu mục đích có kinh ngạc nghĩ không ra lại là lân cận thành a à, thành phố lão bằng hữu đánh tới điện báo biểu hiện bên trên tên rất có cá tính cá nhỏ làm có thế bị trương đồ phu ghi chú thành như thế có tên cá tính nhìn ra ra đến đây là đôi người quan hệ không cạn trương khải vũ ngươi có phải là cố ý hay không trong ống nghe truyền ra là một cái thanh âm uể oải tuổi trẻ nam nhân thanh âm nhiều lắm là không cao hơn chừng 30 tuổi trương đồ phu nhướng mày có ý tứ gì các ngươi thành phố có phải hay không có một cái mỗi ngày mang sáu chữ số sữa sang kế hoạch phá dở xử lý xuất thân hoang dại giác tỉnh giả đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào coi như không có chuyện này ta đều đã điều tra rõ ràng các ngươi thành phố gần đây có phải hay không bành trướng muốn phát triển mới nghiệp vụ mà phát triển cái gì mới nghiệp vụ không tốt thế mà đem phá dở xử lý đều mở ra chúng ta a à thành phố đến đây là đang ba ba đánh mặt sao đối diện giọng nói vẫn như cũ quể oải nói chuyện bên trong xem như ngậm cái gì nói chuyện có chút mơ hồ không rõ nghe này giọng lười biếng liền sẽ làm hạ nhân ý thức ý thức ra một người nam nhân một bên dùng ngón tay nhỏ móc lỗ tai một bên bấm gọi điện thoại tràn cảnh còn không nói lời nào ngươi biết các ngươi thành phố phá dở xử lý đi vào a thành phố khu vực ngày đầu tiên làm gì sao làm gì lần này trương đồ phu rốt cục mở miệng xem ra là trốn không qua muốn hung ác làm thịt nhất đau, lúc này đại xuất huyết một lần. Đồng thời, hắn cũng đã có hiếu kỳ cùng chết lặng, cái này chính mới rời khỏi không thấy một ngày, làm sao nhanh như vậy liền náo ra như thế đại động tỉnh đến, chủ nợ đều kiếm đến cửa tới. Sớm tại đối diện nâng lên nhà khách cùng phá dở hai cái từ lúc, trương đồ phu liền đã biết là chuyện gì xảy ra. a à, cũng không làm cái gì, cũng là vừa tới đến A thành phố ngày đầu tiên, còn không có tiếng vào A thành phố, ngay tại thành hương kết hợp bộ mang ra một tòa dân doanh nhà khách đối diện hời hợt một câu nhưng lại có sát khí trương đồ phu xem ra đây là nhà có kêu ca nhà khách không phá dở không đủ bình dân oán niệm việc này ta đã giải ngươi đánh cái giấy nhắn tin đến thành phố khoản này phá dở khoản chúng ta thành phố bồi nhưng khoản này công lao nhất định phải về lại chúng ta thành phố danh nghĩa kiếm tài chính cấp phát báo cáo ta đều đã nghĩ kỹ bởi vì a thành phố âm ti thất trách may mắn được thị dân ở giữa ái quốc nhân sĩ xuất thủ tương trợ tích cực giải quyết a à thị dân oán niệm trương đồ phu trong miệng kêu ca dĩ nhiên là chỉ sự kiện linh dị có sự kiện linh dị nói rõ có người bình thường thương vong nếu như bệnh mà bất trị cũng không liền sẽ sinh ra kêu ca sao các ngươi chính mình phá dở xử lý vơ vét qua giới sau cùng còn không phải từ chúng ta a à thành phố đến chùi điếc cái gì cũng không cần nói ta cũng không được cái gì bồi thường khoảng ta muốn ngươi đây là người không có khả năng trước hãy nghe ta nói hết tuyệt không có khả năng tính toán ta liền biết muốn ngươi đến a thành phố giúp ta khẳng định là không thể nào chúng ta thay cái điều kiện việc này cũng tuyệt không có khả năng ta đây là còn không có bắt đầu nói sao ngươi từ chối cái gì đối diện nghiến răng nghiến lợi làm trương đồ phu cúp máy điện thoại không cần phúc tiên sinh mở miệng trương đồ phu đã có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt chủ động đau đầu nói ra là a thành phố dạ du sứ liên hệ đến ta phương chính hiện tại chạy đến a thành phố qua ngày đầu tiên đến người khác khu vực liền mang ra một nhà dân doanh nhà khách phúc tiên sinh ta gọi phương chính từng ở tại thành phố tiểu thuyết ba tháng trước bạo phát một trận bao phủ toàn cầu linh khí khôi phục nhưng vấn đề là trận này linh khí khôi phục cùng thường nhân tư duy đi tưởng tượng không một dạng đó là một trận quỷ quái khôi phục vì sống sót ta nhất định phải lẻ loi một mình dũng cảm tiếng về một tòa gọi linh khư sơn địa phương, nhưng lại tại ta đi vào thành phố ngày đầu tiên, liền phát sinh một cái ngoài ý muốn, ta kém chút tiếng cục cảnh sát. Phương Chính tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, thật sự là não tử oát, não hải bên trong lại một lần hiện ra sinh hóa nguy cơ nữ chính Elip mở mang lời kịch. Lúc này, đã là sáng sớm hôm sau, Phương Chính thân thể thấp nằm cưỡi xe máy, sau lưng vác vải dài đầu túi đeo đang tại quốc lộ bên trên chạy như bay hắn trên người bí mật quá nhiều. Nhân bị kinh văn, quỷ đầu đau, cho nên hắn về sau tại cảnh sát đuổi tới trước, trước một bước rời đi nhà khách. Cũng thật là kém chút liền bị mang vào cục cảnh sát bên trong. Hắn rời đi hưng phấn hào phóng nhà khách về sau, lại tại trong thành phố khác kiếm nhà nhà khách qua một đêm, đệ nhị thiên tài lại tiếp tục lên đường tiến về thập tứ phúc địa Linh Khư Sơn. Lần này hai cái phúc địa mở ra bên trong một cái phúc địa, cũng là Linh Khư Sơn bất quá thập tứ phúc địa linh khư sơn địa chỉ một mực có hai loại thuyết pháp có nói phải tại đường hương huyện bắc cũng đã có nói phải tại giang đông cô thục dựa theo phúc địa mở ra tiền tam đại định luật bên trong một đầu cũng là bởi vì linh khí tiết điểm quan hệ hồi sinh ra thiên địa từ trường dị thường sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh cùng cao cấp quỷ vật tụ tập mà đây là mấy điểm thành phố tất cả đều phù hợp điều kiện linh khư sơn chỗ núi chỉ lại vừa lúc ngay tại một trăm cây số bên ngoài. Hai cái địa phương nói viễn cũng không xa, nói gần cũng không gần, lái xe cũng phải ba giờ khoảng chừng. Phương Chính đã từng nghĩ tới, đây là phúc địa mở ra thật lại là tại thành phố phụ cận sao. Dù sao thành phố cách thành phố còn có một trăm cây số đường, một trăm cây số bên ngoài liền có quỷ vật huyên náo không yên tĩnh, vậy cái này phúc địa mở ra đến lớn bao nhiêu, phạm vi không khỏi cũng quá phổ biến, liền thành phố đều có thể chịu ảnh hưởng này thành phố chẳng phải là thành quỷ vực. Còn có thể yên bình sao? Nhưng mà, phương chính đây là một đường lái tới phát hiện, thành phố phổ thông dân chúng sinh hoạt, vẫn như cũ là đâu vào đấy, một bộ hân hân hướng vinh, nhân gian việc quan trọng cảnh tượng phồn hoa. Bữa sáng cửa hàng, tiểu hàng vỉa hè, quán rượu, thương nghiệp nhai, mỹ thực nhai, sáng sớm đi xe buýt dân đi làm, gặm rau hẹ màn thầu ăn đến say sương ngon lành mùi tử, còn có vác tôn tử cháu gái sách nhỏ bao, Gia gia nãy nãy tụ tập tiểu học trường học cửa, nhìn thấy trước mắt, mọi người sinh hoạt không có chịu ảnh hưởng, rất bình tĩnh, rất thái bình. Hoài tâm bên trong một tiên nghi hoặc, phương chính theo hướng dẫn áp, tiếp tục một đường lái về phía linh khư sơn phương hướng. Trời nắng rõ ràng ngày, ban ngày ban mặt phía dưới, hắn đương nhiên không dám quá sống, trực tiếp khai 11 đường xe buýt gấp rút lên đường, hắn lo lắng hội lần nữa bị trương đồ phu hẹn nói liên quan tới bắt cử hình đông đóm sự tình nguyên bản phương chính coi là theo hắn cách linh khư sơn càng gần dần dần tiến vào linh khư sơn khu vực về sau ven đường sẽ có trạm gác hoặc là kiểm tra thậm chí trực tiếp từ quân đội phong sơn cấm đoán người bình thường lên núi có thể theo lên núi đến nay ven đường khác nói phải trạm gác liền một người quân nhân một cỗ xe quân đội đều không nhìn thấy khác tầm thường yên bình cho đến làm phương chính một đường mở ra sườn núi chỗ vé vào cửa cửa vào lúc thế mà nhìn thấy vé vào cửa cửa sổ bình thường buôn bán, một vị chính vào thời mãn kinh bác gái đang tại đối các du khách vé. Cửa soát vé có hai tên bụng phệ trung niên bảo an phụ trách duy trì trật tự cùng nhiệm phiếu. Trước mắt bộ dáng này, không hề giống là phúc địa muốn mở ra trước cảnh tượng A. À. Thật chẳng lẽ là ta muốn sai, manh tăng nói trong kia vị lão chủ trì tiến đến hồ sơn Linh Khư Sơn, không phải thành phố nơi này Linh Khư Sơn, mà chính là giang đông cô thuộc tòa kia Linh Khư Sơn. Là cách bích tỉnh Linh Khư Sơn phương chính trong lòng càng suy nghĩ càng cảm giác có chút muốn không hiểu đã thập tứ phúc địa là mở ra tại tỉnh lận cận linh khư sơn này thành phố gần đây sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh còn có phí đội trưởng lúc trước theo phúc tiên sinh trương đồ phu nghiên cứu thảo luận những thời không đó hỗn loạn thân thể vừa là cái tình huống như thế nào vân vân có khả năng ta điều tra sai phương hướng có lẽ lần này cả nước có hai chỗ phúc địa mở ra căn bản cũng không phải là tại thành phố nơi này bên trong một chỗ phúc địa đã có thể xác nhận là tại tỉnh lận cận. Như vậy, thành phố phụ cận cũng đã có một chỗ phúc địa mở ra. Nên được ra cái kết luận này lúc, phương chính nội tâm hơi hơi giật mình bên dưới. Đây cũng quá trùng hợp đi, hai nơi phúc địa mở ra thế mà cách gần như vậy. Mà, cách thành phố gần đây phúc địa, không phải liền là mới tầm 10 cây số khoảng cách, đạo giáo 72 phúc địa hướng phúc địa thứ 28 tam hoàng tỉnh sao? Tam hoàng tỉnh ý ngụ thứ ba hoàng hoàng đế. Thần thoại truyền thuyết bên trong đó là hoàng đế cưỡi rồng phi thăng chi địa, địa vị lớn hù chết người. Phương Chính rất nhanh nghĩ đến một cái chi tiết, lúc trước hắn tại trường khê thôn cho Cao Thục Họa gửi đi định vị địa chỉ lúc, Cao Thục Họa nhìn thấy hắn tại trường khê thôn lúc, tự hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Sau đó lại có liên tuyến sư ra sân. Trước kia đều không chú ý, hiện tại càng nghĩ càng thấy đến có quá nhiều chi tiết khả nghi, có lẽ lần này hai đại phúc địa mở ra, cũng là Linh Khư Sơn cùng Tam Hoàng tỉnh. Phương Chính nghĩ đến có chút sọ não đau, là trùng hợp, hay là ngẫu nhiên. Y y tiện tay chọn một cái ngọn núi, cũng là 28 phúc địa, mà đây là tiện tay chọn 28 phúc địa, lại vừa lúc là chuẩn bị muốn mở ra phúc địa. Nhiều như vậy trùng hợp đụng vào nhau, so với bên trong sổ số xác suất còn thấp A. Tiên đoán đế chương ngư ca đều không mạnh như vậy tiên đoán A ngay tại phương chính suy nghĩ ở giữa buổi sáng du khách tịnh không có bao nhiêu cảnh khu cửa này hai tên trung niên bảo an niềm xong vé vào cửa về sau nhất thời không có việc gì bọn họ chú ý tới một mực đứng ở cách đó không xa cũng không mua vé tiến cảnh khu cũng không rời đi ngồi tại xe máy bên trên phương chính phương chính khả nghi gây nên bọn họ chú ý thế là đôi người tiến lên đề ra nghi vấn hỏi phương chính tới làm gì phương chính làm bộ một bộ rất xoắn suýt biểu lộ nói ta đang tại do dự muốn không được chơi đùa linh khư sơn dù sao phong cảnh khu vé vào cửa có chút ít quý ta một mực nghe bằng hữu nói linh khư sơn bên này phong cảnh tốt không bằng hai vị bảo an đại ca giới thiệu linh khư sơn có nào tên danh lam thắng cảnh để cho ta tham khảo bên dưới nói đến linh khư sơn lớn nhất tên danh lam thắng cảnh đương nhiên là nơi này kỳ phong quái thạch hỏa sơn nham hình thành hướng một triệu lẻ ba năm trước bên trong một vị bảo an lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu nói nghe vậy Phương Chính sững sờ, hiện tại khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt, núi hình thành thời gian còn có thể chính xác đến sau cùng số lẻ. Bảo an đại ca, danh làm thắng cảnh sổ tay bên trên viết lách hỏa sơn nham đã có ước vạn năm lịch sử, ta tới nơi này đi làm ba năm, có thể không phải liền là một trăm triệu lẻ ba năm à. Phương Chính Vị này bảo an đại ca tuyệt đối là vị số học giới nhân tài, hà mình làm một người bảo an, quả thực là số học giới tổn thất to lớn, số học giới mất đi một vị thái đấu nhân vật. Phương Chính cuối cùng mua xuống một tấm cảnh khu vé vào cửa, hắn cũng nghĩ lên núi nghiệm chứng dưới hắn phỏng đoán, đây là linh khư sơn bên trong đến tột cùng có không có cái gì chỗ cổ quái. Lần này phúc địa mở ra, đến là thành phố bên này linh khư sơn, hay là thành phố bên kia tam hoàng tỉnh. Phương Chính mua vé, nghiệm phiếu, sau đó tiến vào linh khư sơn cảnh khu. Núi cao cốc sâu, kỳ phong quái thạch, hạ không nóng bức, đông thiếu giá lạnh đây là cảnh khu sổ tay bên trên tuyên truyền từ ngô đồ sách cũng rất tinh xảo trên thực tế mắt trần quan sát hiệu quả cụ thể tham chiếu đóng lại mỹ nhang đóng lại lọc kính đóng lại mặt gầy sau võng hồng trang điểm chụp phương chính đây là một đường đi xuống cố ý dịch ra một bộ phận du khách mượn nhờ đi đứng khinh công chuyên đi đường không người trên đời vốn không có đường người đi được nhiều cũng liền thành đường lỗ tấn tiên sinh nói nam phương duyên hải tỉnh ven biển không núi cao, vẫn chưa tới nửa giờ, Linh Khư Sơn rất nhanh liền bị Phương Chính lắc lư một vòng, nhưng tại trên núi không hề phát hiện thứ gì. Hắn lại chuyên môn hao phí nửa cái buổi sáng thời gian, vượt qua giới, đem chung quanh không phải Linh Khư Sơn phạm vi bên trong vài miếng đỉnh núi cũng đều lục soát mấy lần, vẫn như cũ là không có chút nào phát hiện, còn kém đào núi đào thạch, đem núi đều lật cái té ngã tới. Cuối cùng ngẫm lại, hắn hay là nhìn xuống không có phá dở núi. Căn cứ hình pháp thứ 114 điều cùng thứ 115 điều, phóng hỏa phá hư rừng rậm, nguy hại bình dân an toàn, phán xử 3 năm tới 10 năm phía dưới tù có thời hạn, hoặc là 10 năm tới tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình. Mặc dù hắn là phá dở núi, nhưng đôi làm theo tính chất đều là phá hư sơn lâm, bảo vệ quốc gia một tất sơn hà một tất thổ, người người đều có trách nhiệm. Xem ra, lần này thập tứ phúc địa linh khư sơn, hoàn toàn chính xác không phải tại thành phố bên này, dựa theo ta nguyên bản suy luận, xem ra lần này hai tòa phúc địa, mười phần cũng là tại tỉnh lận cận Linh Khư Sơn, cùng thành phố mười cây số bên ngoài Tam Hoàng tỉnh, cũng là chính đại la núi Sơn Mạch. Phương Chính suy nghĩ, vì lần nữa đạt được xác nhận, hắn xuất ra điện thoại di động, rất nhanh tìm kiếm đến hảo hữu Gao Dông 216. Lần này hai nơi phúc địa mở ra, có một chỗ có phải hay không ngay tại thành phố phụ cận có phải hay không cũng là cách thành phố không xa phúc địa thứ 28 Tam Hoàng tỉnh. Tin tức một phát đưa trôi qua, Tịnh không có lập tức đạt được hồi âm. Đối với cái này, phương chính không nghĩ nhiều, Cao Thục họa nhìn thấy tự trả lời hắn. Sau đó, hắn nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, mà hôm nay khí trời Tịnh không tốt, từ giữa trưa bắt đầu liền có mây đen bao phủ, đoán chừng ban đêm sẽ có một trận mưa rào có sấm chớp, cho nên hắn phải ngồi trời mưa trước, sớm một chút trở về thành phố đã phúc địa mở ra cũng không tại thành phố, hắn cũng cũng không cần phải lại tiếp tục dừng lại nơi này. Chỉ là, phương chính hôm nay khả năng thời giờ bất lợi, mọi việc không thuận, kiếm phúc địa sự tình không thuận lợi, tự đường xuống núi cũng không thuận lợi. Linh Khư Sơn chân núi, có một tòa phụ thuộc gần phong cảnh khu phát triển huyện thành nhỏ, cũng liền nhân khẩu tiểu mấy chục vạn ngũ đường lối thành thị, sáu đường lối thành thị, tòa huyện thành nhỏ là phải qua đường. Phương Chính buổi sáng lên núi còn còn rất thuận lợi, có thể sau cùng xuống núi hắn liền phát hiện, tại tòa huyện thành nhỏ bên trong nhiều rất nhiều tuần tra xe cảnh sát. Không những không như thế, ra khỏi thành trên đường, thế mà đường lớn lấp, hắn phát hiện mặc kệ là quốc lộ, đường cao tốc, tất cả đều bị xe cảnh sát phong tỏa, hắn hỏi một chút bên người một cổ ánh mắt tốt xe tải tài xế, phía trước đây là phát sinh cái gì, xe tải tài xế cũng là nghe người ta nói, nói phải có một người trọng đại tội phạm truy nã chạy trốn đến tòa huyện thành nhỏ bên trong cảnh sát đang tại từng chiếc từng chiếc xe xe tải tài xế còn nói đường này chẳng sắp có mấy cây số chỉ sợ trong thời gian ngắn là đi không hết phương chính nghe xong tâm lý hơi hồi hộp một chút ta tối hôm qua vừa phá dở một nhà khách đến lượt sẽ không như thế nhanh liền thành internet tội phạm truy nã nhanh như vậy liền bị thiên nhãn giám sát hệ thống cho định vị đến a nhưng cẩn thận một suy nghĩ lại không giống như là truy nã bộ dáng của hắn trước đó hắn xuống núi trước liền gặp được mấy cái chiếc xe tuần tra muốn bắt hắn đã sớm ngay từ đầu trước liền bắt hắn nghĩ đến đây phương chính gánh nặng trong lòng liền được giải khai mắt thấy đây là đường lớn chặn là nhất thời vô pháp thông xe hơn nữa nhìn trên đỉnh đầu càng ngày càng âm trầm sắc trời đang có mây đen từ đằng xa mà đến mưa rào có sấm chớp rất nhanh liền muốn tiến đến hắn hôm nay sợ là đi không được phép xem ra hôm nay chỉ có thể là trước tiên ở nơi này ở một đêm ngày mai lại đi phương chính chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu dự định đuổi tại mưa rào có sắm chớp trước trước tìm chỗ ở bên dưới bản địa đầu đề tin tức bác bỏ tin đồn dân cảnh phong lộ cũng không phải là bắt tội phạm truy nã mà là tại kiếm một đầu giả cẩu phương chính vừa kiếm nhà nhà khách mở tốt gian phòng đầu đề tin tức căn cứ định vị tự động đẩy đưa tới tin chuẩn bản địa tin tức phương chính xem xét là cùng chính mình trước đây không lâu kinh lịch đường lớn chặn có quan hệ lập tức ấn mở tin tức xem xét lên đưa tin nội dung thực tin tức độ dài không hề dài chủ yếu là bác bỏ tin đồn nội dung đại khái nội dung là kể căn cứ quần chúng báo cáo có một cái trộm cẩu tặc bắt một con chó hoang bên đường mà con đường kia một bên giả cẩu vừa lúc là một đầu chó dại vì phòng ngừa không an toàn giả cẩu thịt chảy vào tiếng bàn ăn xoay nguy hại thực khách an toàn cho nên triển khai lần một đại lùng bắt, mau chóng tìm tới tên kia trọng cẩu tặc, phòng ngừa chó dại thịt chó bị mang ra hoặc là chảy vào bàn ăn xoay. Tin tức độ dài chỉ có chút ít mấy trăm chữ, cuối cùng chỗ thế mà còn bổ sung có một tấm chó ảnh chụp, nếu như mọi người có nhìn thấy con chó này, nhìn rộng rãi nhân dân quần chúng có thể tích cực cung cấp manh mối, sau cùng, còn phụ bên trên phương thức liên lạc. Đầu này tin tức nhìn ra phương chính cũng cảm giác có chút kỳ lạ không hiểu, nói như thế nào đây, giống như là lôi thanh đại vũ chúc tiểu nhân loại kia cảm giác. Vừa là phong lộ, vừa là đi đầy đường xe tuần tra, vừa là thiết lập trạm lục soát xe, lớn như vậy chiến trận, thế mà cũng chỉ vì kiếm một đầu bị trọng cẩu tặc bắt đi giả cẩu. Mà trong tin tức có giả cẩu ảnh chụp, lại không có trọng cẩu tặc ảnh chụp, đây là bản thân cũng có chút khác biệt tầm thường ở bên trong. Phương Chính làm sao suy nghĩ, làm sao cảm giác hình như đây là giả cẩu mới là nhân vật chính, trộm cẩu tặc chỉ là bổ sung không trọng yếu vai phụ. Có chút ý nghĩ cổ quái. Phương Chính xem trong tin tức giả cẩu ảnh chụp, đây là một đầu rất phổ thông trưởng thành đại hắc cẩu, tên khoa học Trung Hoa Điện Viên Khuyển, nông thôn bên trong không nên quá nhiều, dân gian cách gọi Điện Viên Chó Đất, tại nông thôn có được cực cao nhân khí. Bên trên có thể tóm chim, dưới có thể bắt cá, khán gia hộ viện ai quy cao càng sống vượt thành tinh, trung thành hộ chủ, một thân gan báo dám theo giả lan chém giết, một ngày ba bữa cơm đều theo chủ nhân ăn, chủ nhân ăn cái gì nó liền ăn cái gì, chỉ cần cho những đồ ăn thừa cơm thừa liền có thể nuôi sống cả một đời, từ trước tới giờ không kén ăn. Không cần thức ăn cho chó, không cần tinh tế quản lý, không cần mỗi tháng qua một hai lần cửa hàng thú cưng quản lý lông tóc, một cái tiểu nải. Chó giá bán mới 23 nguyên, cả đời không hề cần nó ngoài định mức chi tiêu. Trong tấm ảnh, đầu này đại hát cẩu rất cảnh giác, hai tay cảnh giác dựng thẳng lên, nhưng có một cái lỗ tai thiếu thốn một nửa, xem như bị người cho sống sờ sờ đánh rụng. Lúc này phần bình luận bên trong, Tân Văn báo đạo nói chuyện đến trọng cẩu tặc, rất nhiều oán hận chất chứa đã lâu dân mạng bắt đầu nhao nhao tại phần bình luận bên trong comment, nói trên đời này trọng cẩu tặc đáng hận nhất, so với phổ thông ăn trọng tiểu trọng còn có thể hận, người khác một con chó nuôi cái năm 6 năm, 7 8 năm, làm bạn tiểu hài tử vượt qua tiểu học, trung học trí nhớ, làm bạn đôi thế hệ trí nhớ. Nhân tâm đều là nhục trường Mấy năm ở chung xuống tới ai còn không Có cảm tình Trộm cẩu tặc nói hạ độc chết liền cho hạ độc chết Có thế không tức giận à Riêng là tại nông thôn càng hung hăng ngang ngược Nếu như bị bắt được người Đó là muốn cắt ngang tay chân hạ tràng Phương Chính lật xem mấy đầu comment Tất cả mọi người là cùng công hướng trộm cẩu tặc Phương Chính nguyên lai tưởng rằng khả năng này chỉ là điều phổ thông tin tức lúc Có một người bản địa dân mạng comment Gây nên Phương Chính chú ý Dân mạng ID áp lực rất lớn 90 sau, gần đây chúng ta bản địa chết mấy người, sau cùng đều được chứng thực là trọng cẩu tặc, chó con buông hoặc là ngược đãi động vật người, xem ta đại tiên đoán thuật, đây là trọng cẩu tặc tuyệt bức không sống qua đêm nay. Cá ướp muối 666, một lan bị người phát hiện là thân nữ nhi, hoàng đế làm cho nàng theo 10 bộ thập tự theo, rất nhiều người muốn giúp nàng, một lan lại kiên định nói, không. thần tự theo. Chủ nhà nói liên miên lãi nhảy, rép ly, phục cá ướp muối 666, cùng cửu nghĩa, ngươi gì xuất sắc, hy vọng mái tóc của ngươi không phải người khác trong rủi xa trường dây cương. 9021, đáng giận trọng cẩu tặc, tốt nhất đều chết sạch tốt nhất, nhà ta nuôi 5 năm đại hoàng cũng là tại năm ngoái bị trọng cẩu tặc trộm đi, chúng ta một nhà thương tâm rất lâu, cũng không dám lại nuôi chó, sợ thương tâm. Liên tục người chết sao? mà mỗi lần chết đều là trộn cẩu tặc hoặc là ngược đãi động vật người. Phương Chính tiếp tục hắn soát phần bình luận giải quyết nhàm chán, dù sao đêm nay cũng là không thể quay về. Không bao lâu, Phương Chính lại tại phần bình luận phát hiện một đầu chút khen ngợi rất nhiều, có chút ý tứ hồi âm. Đầu này chó đất ta hình như gặp qua, đầu này chó đất rất đáng thương, nghĩ không ra lại nhìn thấy nó tin tức lúc, nó đã thành trộm cẩu tặc món ăn trong mâm, những này đáng chết trộm cẩu tặc. Vị này dân mạng nickname gọi. Đầu này comment vừa ra, dưới lập tức nhiều rất nhiều hồi âm. Cố chấp mùi khói, chủ thuyết thật gặp qua đầu này chó đất sao? Bản địa nhân thổ, trong tin tức nói đầu này chó đất là giả cẩu, chẳng lẽ chủ thuyết cũng là đầu này chó đất chủ nhân? Chủ thuyết bên trong một đầu hồi âm đám dân mạng bình luận, rất nhanh thu hoạch được rất nhiều khen ngợi. Đầu này chó đất thật vô cùng đáng thương, ta là mở một nhà quầy hàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đầu này chó đất, nó lần nào đến đều học số bên trong hướng người ăn xin ăn, không gọi cũng không cắn người, mỗi lần đều rất ngoan, rất dịu dàng ngoan ngoãn, lâu ta cũng liền không có đuổi nó, bất quá nó ăn xin đến ăn, cũng không phải là cho chính mình ăn, mỗi lần đều là ngậm ăn trở về, ta đoán nó hẳn là cho ăn tiểu nải chó ăn. Đại khái một tháng trước đi, có lần ta phát hiện có một đám xã hội tiểu tuổi trẻ hướng nó trên thân nóng tàn thuốc, nóng một cái tàn thuốc cho một miếng thịt, một bên ha 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 a cười to, một bên hướng chó trên thân nóng một cái tàn thuốc, ta có thể nhìn ra ra đến, con chó kia rất đau, trong mắt đối với người tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, nhưng nó hay là thân thể phát trung chủ động để này một đám xã hội tiểu tuổi trẻ nóng tàn thuốc. Sau đó mỗi lần đều là ngậm thịt vết thương chồ. Nờ dê chất trời đi, nó không phải cho chính mình ăn, là mang cho trong ổ đói bụng tiểu nải chó. Mấy ngày kế tiếp, chuyện như vậy không ít phát sinh, ta thừa nhận ta rất sợ sợ trêu chọc đến người trong xã hội sợ hãi sẽ bị phá bỏ sinh ý không dám chủ động đứng ra đến ngăn cản nhóm người này về sau ta bắt đầu chủ động đem trước một đêm khách nhân ăn để thừa đồ ăn chuyên môn thu ngày thứ hai nó tới ta liền đem trang bị thức ăn cái túi cho nó để nó đi nhanh lên tuyệt đối đừng lại bị đám kia xã hội tiểu tuổi trẻ nhìn thấy đây là điều trung khuyển từ lần đó về sau mỗi lần ta ban đêm đóng cửa đóng cửa thời điểm con chó kia đều sẽ yên lặng đến ta cửa hàng cửa giúp ta trong tiệm, có lần có ăn trộm được trộm, chung quanh mấy nhà cửa hàng đều mất đồ vật, chỉ có tiệm của ta không có mất đồ vật, nó thật vô cùng thông nhân tính. Chỉ là tại một tuần lễ trước, nó rốt cuộc không có tới ta trong tiệm ăn xin đồ ăn, ta còn tại lo lắng nó có phải hay không bị trộm cẩu tặc cho để mắt tới, rút cuộc thế mà thật là. Chủ thuyết hồi âm, bắt đầu thêm ra rất nhiều dân mạng nói đầu này chó đất thông nhân tính, hồi cảm ơn có bạn gái trên mạng gặp không đáng thương, đã hai mắt chứa nước mắt, cũng đã có dân mạng cảm tạ chủ thuyết thiện tâm. Lúc này, tại chủ thuyết comment bên trong có một đầu có rất nhiều khen ngợi hồi âm, gây nên phương chính chú ý. An tâm, đầu này đáng thương cậu cậu ta cũng đụng phải, nó ngay tại cách ta tiểu khu không xa bên ngoài, chủ thuyết có một chút nói sai, nó không phải mang thức ăn cho chính mình tiểu bảo bảo, nó nhận nuôi rất nhiều chó mụ mụ mèo mụ mụ chết hoặc là chó mụ mụ bị trộm cậu tặc bắt đi tiểu cậu con mèo nhỏ, có chừng tầm 10 con khoảng chừng, ta xem chúng nó đáng thương, liền mỗi sáng sớm đi làm trước đều sẽ mang một ít ăn trôi qua. Bất quá bởi vì ta chính mình cũng là vừa tốt nghiệp đại học kiếm công tác không bao lâu thực tập sinh, không có nhiều tiền lương, chỉ có thể làm những đủ khả năng. Ta cũng là tại một tuần lễ trước mới phát hiện, nó không thấy, tựu này một tổ nó nhận nuôi tầm 10 con tiểu cẩu tiểu miêu cũng đều không thấy, ta còn thương tâm rất lâu vị này là bạn gái trên mạng. Sau đó, Phương Chính lại tiếp tục lật xem hắn chủ thuyết bình luận. Lật hai mươi mấy điều về sau, lại có một cái chủ thuyết comment gây nên Phương Chính chú ý. ID Kim Sắc Niên Hoa, chó này ta gặp qua, xuất sinh. Đơn giản xuất sinh A. À. Như thế thông nhân tính chó thế mà rơi vào như thế cái hạ tràng, những này trọng cẩu tặc đều đáng chết, đều đến lượt xuống đất ngục. Ta cái này lão già nát rượu có lần qua đèn xanh lúc kém chút bị một cổ sông đèn đỏ xe điện đụng vào, may mắn bị một mực theo sau lưng ta cùng một chỗ qua đèn xanh con chó này kẹp chặt ống quần cứu một đầu mạng già, nó đã cứu mệnh của ta. Phương Chính hoạt động từng đầu tin tức, phần bình luận bên trong có rất nhiều người đều nhận ra đầu này chó đất. Bởi vì này nửa cái tàn khuyết không đầy đủ, xem như bị người đánh rụng lỗ tai, thật sự là quá dễ thấy, rất dễ dàng phân biệt. Lại thêm đây là vừa là điều bản địa đẩy tặng đầu đề, dân bản xứ người quan sát nhiều, cho nên rất nhiều người đều nói từng thấy đến con chó này cái này khiến phương chính nho nhỏ ngoài ý muốn xuống nghĩ không ra đây là hay là điều ngôi sao chó dựa theo dân mạng nhóm nói đây là điều rất thông nhân tính sẽ không làm người ta bị thương thậm chí còn đã cứu người tri ân đồ báo thiện lương chó đất chỉ là đáng tiếc đây là kết cục răng rắc oanh âm âm một đạo thiểm điện tự chân trời hoành quán trường không theo cửu thiên đánh rớt toàn bộ thiên địa bắt đầu dưới lên mưa rào tầm tả, giống như thiên để lọc cái đại lỗ thủng, hạt mưa như thác nước trút xuống, như thiên quân vạn mã ở bên tai bôn đằng. Mưa rào có sấm chớp, rốt cục đến, mây đen áp thành, thiên địa một chút lâm vào u ám, hắc ám. Người qua đường nhau nhau tránh mưa, người đi trên đường một chút toàn trống không. Phương Chính vốn định tại trong phòng khách tu luyện, liền bình tĩnh như vậy nôn qua một đêm, bỗng nhiên, nghe được đỉnh đầu nóc nhà truyền đến động tỉnh có người đang tại trên nóc nhà phi tóc nhảy vọt mà đến. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ cước bộ rơi xuống đất thanh âm, tại trên nóc nhà bay vọt người, sau cùng thế mà đáp xuống hắn chỗ ở tân quán trên nóc nhà. Một, hai, ba, hết thảy có ba người, phương chính mục đích có kinh ngạc, có thế trong thành như thế trắng trợn làm việc, chẳng lẽ là địa phương đặc thù hành động bộ có nhiệm vụ xuất động. Nhất định phải đuổi tại này quỷ vật lần nữa giết người trước, tìm tới nó, ban ngày nó vô pháp hành động ra khỏi thành đường cũng đều bị chúng ta thiết lập trạm, không ai có thể dẫn nó ra khỏi thành, nó hẳn là còn ở nơi này, đây là một cái ổn trọng trung niên nam nhân thanh âm. Thực, nó cũng rất đáng thương. Đây là tiếp là một cái dùng lời nhỏ nhẹ tuổi trẻ nữ hài thanh âm. Nhớ kỹ chúng ta chức trách, phòng ngừa những này quỷ vật xính giết người, lúc đầu cũng là chúng ta chỗ chức trách, tại vì, liền nên mưu sự. Tại nó giết thứ nhất người bắt đầu, liền đã bên trên nguy hiểm bản danh sách, trung niên nam nhân thanh âm vang lên lần nữa. Trên nóc nhà ba người sau khi hạ xuống, cũng không lập tức trời đi, dường như tại quan sát cảnh vật chung quanh, tịnh có nói chuyện với nhau thanh âm lọc vào phương chính trong tai. Nghe trên nóc nhà mấy người tiếng thảo luận. Có đôi khi phương chính đều cảm thấy, đầu này đều tin tức nên sửa đổi cái tên. Gọi khủng bố đầu để mới càng thêm thỏa đáng. Từ khi hắn đi vào A thành phố về sau, mỗi một điều đẩy tặng bản địa tin tức, Tất cả đều là theo sự kiện linh dị có quan hệ, đẩy đưa một đầu cũng là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Đẩy đưa hai điều, hai điều đều là có thể theo sự kiện linh dị trên xe kéo bên trên quan hệ. Điều thứ nhất là ba nữ một nam nhân vụ án mất tích. Điều thứ hai là tìm chó gợi ý. Trong phòng khách, Phương Chính cũng không qua loa hành động, hắn một mực lặng lẽ nghe động tĩnh. Sau đó nóc nhà ba người giao lưu tình không có cái gì thực chất hữu dụng tình báo chủ yếu là báo cáo từng đầu xa lạ tên phố, tự như là tại dần dần bài tra đã qua đường đi. Bỗng nhiên, mấy người kia rời đi trước, nâng lên phúc địa hai chữ. Nghĩ không ra là cùng phúc địa có quan hệ, lập tức gây nên phương chính hết sức chăm chú nghiêng tai cẩn thận nghe. Lần này chúng ta quốc gia không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cũng là đồng thời mở ra hai nơi phúc địa, tại linh khí khôi phục tiền kỳ, phúc địa vốn là trân quý khang hiếm, lần này lần một liền mở ra hai nơi phúc địa, ta nghe nói, biên giới bên kia đã bấm gọi, mỗi ngày đều có đại lượng ý đồ nhập cư trái phép tiến đến người tu hành bị đánh giết, châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Á, Nam Á người tu hành. Tất cả đường ngưu quỷ xà thần tất cả đều tại biên giới nhìn chăm chăm. Rục trịch, muốn ẩn núp tiến đến nhìn lén mong muốn phúc địa bên trong thần tàng. Lần này kẻ nói chuyện, không phải tên kia trung niên nam nhân thanh âm, cũng không phải mặt khác tên dùng lợi nhỏ nhẹ tuổi trẻ nữ hài thanh âm, mà chính là tên lực tuổi trẻ chút nam nhân thanh âm. Phương chính thần sắc nhất động. Người nhập cư trái phép. Tranh thủ thời gian dựng thẳng lên lỗ tai toàn bộ tinh thần tiếp tục nghe. Sau đó là truyền đến tên kia tuổi trẻ nữ hài thanh âm, có chút sùng kính có chút hướng tới sùng bái nói ra, ta có thể nghe nói, cả nước tổng cộng chính vị nhật du sứ kim tự tháp trao thủ, lần này trực tiếp xuất động 6 người. Từ Nhật Du Sứ tự mình trấn thủ biên cương, chém giết hết thảy xâm phạm người tu hành, chủ yếu là phòng bị nước ngoài Nhật Du Sứ. Tại biên giới giống một tòa đại sơn một dạng đánh lén xâm phạm tất cả đại cao thủ, chỉ là ngẫm lại, liền cảm giác tốt vĩ đại, đây là mới là chân chính anh hùng, cũng không biết nói chúng ta kiếp này có không có khả năng trở thành Nhật Du Sứ như thế đại cao thủ, ngẫm lại liền tốt hướng tới. Vừa nhắc tới Nhật Du Sứ, tự tên kia tuổi trẻ chút nam nhân đội viên cũng là lại hâm mộ lại hướng về vô cùng, sau cùng có chút quể oải nói, đáng tiếc, chúng ta bây giờ hay là thần tàng cảnh giới, đi lên còn có dạ du sứ, sau đó mới là nhật du sứ. Phương Chính càng nghe càng là kinh hãi Dựa theo vị này đội viên tiếp xuống nói, thần tàng là vừa bắt đầu huyết mạch lực lượng khôi phục, đối ứng là đặc thù hành động bộ, là chuyên môn phụ trách xử lý phổ thông dân gian linh dị sự vụ, thần tàng người tu hành thực lực đối ứng là thiên cẩu cấp bậc quỷ vật thần tàn đi lên là dạ du sứ chỉ có lên tới dạ du sứ mới có thể tiến nhập cao hơn đặc thù hành động bộ ngành âm ty bộ chuyên môn xử lý cả nước các nơi nghi nan tạp chứng quỷ dị sự kiện linh dị chiến đấu lực nhưng đối với ứng thực quỷ cấp bậc trăm năm quỷ vật dạ du sứ xuất động nhất định là có trăm năm quỷ vật muốn trừ dạ du sứ đi lên mới là nhật du sứ nhật du sứ tại toàn các nơi trên thế giới đều thiếu như phượng mau lân giác nhật du sứ muốn đối phó không phải phổ thông tầng thứ quỷ vật mà chính là có thế tại ban ngày ra đến quỷ vật cái này cảnh giới quỷ vật gọi họa đấu phương chính nửa lĩnh hội nửa suy đoán hẳn là có năng lực độc lập đánh giết một cái họa đấu liền có thể trở thành nhật du sứ tự như dạ du sứ điều kiện nhất định phải là có thế độc lập đánh giết một cái trăm năm quỷ vật họa đấu tên bắt nguồn từ cổ đại sách lịch sử ghi chép họa đấu ra cần phải mang đến một chỗ tai nạn ý là không rõ biểu tượng hoặc là đất chết trăm dặm, hoặc là nước ngập khắp thành, hoặc là trời hạn liên tục, họa đấu ra, tất có trọng đại tai họa. Có thể ra, họa đấu, quỷ vật, nói ít cũng là chết có mấy trăm năm thi thể kết sát, mới có thể ra. Ít nhất cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến thanh triều sơ kỳ. Cho nên trong nước mới có thể chuyên môn lấy, họa đấu, đến cho những này chết có mấy trăm năm bẩn đồ vật mệnh danh. Cũng đã có một loại tương đối mơ hồ dân gian thuyết pháp, Nói phải chó cái tại lúc mang thai bị thiên ngoại thần thạch đập trúng Sinh ra tới không phải phổ thông tiểu cẩu Mà chính là trên trời rơi xuống hỏa đấu Phương Chính nghe được liếu lưỡi không thôi Đây là há không phải nói rõ Y y một xuất sinh Liền trực tiếp đứng tại địa cầu đỉnh phong Là hỏa đấu Cũng chính là nhân loại người tu hành bên trong nhật du sứ Như vậy cũng tốt so với một xuất sinh người khác là tân thủ thôn level không Nếu có LV9 đều đã là ít có thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối. Lại hướng lên LV9, này cũng là đã ra tân thủ thôn nhất chuyển, nhị chuyển đại cao thủ. Mà y y một xuất sinh, cũng là tự mang LV, M -A X má cấp. Khó trách lao vương hội tâm động xuất thủ, không tiếc đắc tội bên trên âm ti. Cũng khó trách lúc trước lao vương có thể tìm đến cường viện, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến trợ giúp hắn. Phương chính nhưng thật ra đối sơ nghe ban ngày liền có thể ra đến quỷ vật, cũng không quá mức giật mình dù sao tại hắn bên người liền có cái dính còn nhỏ o y y có thể tỉ mỉ nghĩ lại phương chính lại mặc lộ vẻ cổ quái thần sắc y y thật lại là hòa đấu sao mấu chốt là thấy thế nào đều không giống a à? nếu như nó hòa đấu có thể mang đến hỏa hoạn thủy tai phong tai phương chính cảm thấy y y kỹ năng nên cũng chỉ còn lại có giả ngây thơ tên gọi tắt điểm tai trên Internet không phải có câu nói rau hàng điểm cũng đã có đắc tội à. Hơn nửa lúc trước hắn tìm tới y y lúc, thế nhưng là liền một đầu lớn nhất phổ thông nông thôn giả cẩu đều bấm gọi bất quá, còn kém chút thành chó nói chuyện bên trong mài răng bổng. Đây là chiến đấu lực xem xét, liền rõ ràng cùng siêu cấp đại bốt, hỏa đấu không hợp a à. Lúc này, đỉnh đầu trên nóc nhà mấy câu, cắt ngang phương chính suy nghĩ. Không nói trước nhật du sứ, nếu muốn ở lúc còn sống, trở thành nhật du sứ cũng không phải là không thể nào trọng yếu linh khí tiết điểm phúc địa cũng là thực hiện đường rẽ vượt qua cơ duyên kẻ nói chuyện là tên kia tính cách càng thêm thành thục ổn trọng trung niên nam nhân thanh âm hắn tiếp tục trầm giọng nói ra lần này liên tục hai chỗ phúc địa mở ra ý nghĩa không phải tầm thường đề phòng gián điệp cùng nó nước người tu hành chui vào áp lực rất lớn chắc chắn sẽ có mấy đầu cá lọc lưới vượt qua biên giới phòng thủ mà có thể trở thành cá lọc lưới thực lực tuyệt đối sẽ không thấp phụ cận mấy cái thành phố bao gồm chúng ta a thành phố ở bên trong đều phái ra mấy vị dạ du sứ cùng một chỗ hiệp đồng phòng thủ cho nên làm làm huynh đệ thành phố một trong phúc lợi chúng ta a thành phố hưởng có phúc đất tư nguyên quyền ưu tiên nghe vậy đây không thể nghi ngờ là điều rất phấn chấn nhân tâm tin tức mặt khác đôi người vội vàng hưng phấn truy vấn là thật sao sau đó này mấy cái người thanh âm tại màn mưa dưới càng ngày càng xa đã rời đi nóc nhà biến mất ở phía xa. Tới đồng thời, có một đạo thân ảnh, lặng lẽ mò ra nhà khách. Theo sau, người này chính là Phương Chính. Hắn dự định tiếp tục tại A thành phố bên này phát triển hắn nghiệp vụ, tích cực nhổ lông cừu. Đặc thù hành động bộ xuất động, nhất định có hồn khí. Cho dù là lại tiểu nhân chân kiến thịt đó cũng là thịt, nhưng nhổ lông cừu đại kế tuyệt không thể đoạn. Xa có thế tích bảo. Nhỏ nước ngày sau mới có thể chảy dài. Lý Minh học kinh doanh một nhà tiểu quầy hàng. Ở cái này cái gì đều tại tăng giá, tiền thuê nhà dân lên, phí điện nước dân lên, vật giá dân lên, nhân công phí dân lên đại bối cảnh xuống. Còn muốn mỗi ngày ứng phó không ăn khói lửa nhân gian ông vòng bộ môn kiểm tra, đây là không thể bày, này không thể thiêu đốt, than củi nướng thịt hủy bỏ hết thảy đổi lò vi ba nướng thịt, giá đỡ không thể vượt qua cánh cửa chiếm đường kinh doanh. Thực thể cửa hàng sinh ý càng ngày càng khó làm. Hàng năm tân tân khổ khổ tiền kiếm được Ở cái này ngủ đường lối Sáu đường lối thành thị nhỏ bên trong Khấu trừ ra sở hữu sinh hoạt chi tiêu về sau Rất khó để giành được đến bao nhiêu tiền Có đôi khi Lý Minh học đều có một loại xúc động Dứt khoát lui đi mỗi qua mấy tháng liền tăng giá lần một tiền thuê Càng ngày càng gánh vác không tầm thường đắt đỏ tiền thuê cửa hàng Làm tự do ven đường quán nhỏ đều so với mỗi ngày cho chủ nhà làm thuê cương Hôm nay bên ngoài vừa là mưa to vừa là đột nhiên nghe được đầu kia trước kia mỗi ngày đến trong tiệm ăn xin ăn thông nhân tính chó ngoan chó ngoan bị trộm cẩu tặc trộm đi tin tức xấu lý minh học tâm tình có chút phiền muộn trầm thấp mưa này dưới đến thì càng để lòng hắn phiền mắt thấy trời mưa thiên nhai bên trên không có mấy người đi đường ban đêm là không có sinh ý hắn dứt khoát sớm đóng cửa hộp số được sắc thông thông hành tẩu tại ngày mưa bên trong hướng trong nhà đi giống hắn ở ngũ đường lối sáu đường lối thành thị nhỏ vốn cũng không lớn nhà hắn ở tại không xa khu con đường phía trước bước đi cũng liền mười mấy phút lộ trình cho nên hắn từ trước đến nay đều là đi bộ về nhà lý minh học có một cái nickname gọi hắn chính là đầu đề tin tức bên trên vì kia comment nói chính mình là học số lão bản thiện tâm dân mạng vừa nghĩ tới quen thuộc ở chung mấy tháng chó cứ như vậy bị trộm cẩu tặc cho dết trở thành người khác trên bàn ăn thịt chó lý minh học càng nghĩ càng cảm giác nghẹn cả lòng Nhân tâm đều là nhục trường Ai có thể tránh thức làm đến máu lạnh vô tình Bình thường mọi người xem một mặt lạnh lùng Thực này bất quá là ở cái này Nhanh tiết tấu trên xã hội một loại tự thân bảo hộ Không gây nên Mới có khả năng không phiền Có thể này đều bất quá là tự thân bảo hộ xuống Không được không cho mình mang bên Trên một tấm lạnh lùng mặt nạ Người nói đến hay là có lương tri Trong lòng còn có một lời chưa làm lạnh nhiệt huyết Không ai có thể tránh thức lạnh xuống tâm địa tới lòng có phẫn nộ, xoạt Giữa đường qua một cái vũng nước động lúc, Lý Minh học một chân trùng điệp đá lên nhất đại phiến nước động. Tiếp lạch cạch một tiếng, hắn một chân từ nhỏ vũng nước giảm qua, đối với tung tóe ẩm ướt hơn phân nửa ống quần nước động, hắn không có đi để ý tới, một bên bung dù, chống đỡ theo ông trời thúc thích một dạng hỗn loạn hát sắc cây dù, một bên cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Điện thoại di động sáng trên màn hình, biểu hiện hắn đang tại xem đầu đề tin tức giới diện. Lý Minh học ngón tay đụng vào màn hình, đang tại một cái tay đánh chữ, hồi âm phần bình luận bên trong từng vị dân mạng bình luận, hắn phát comment, đã là điểm khen ngợi nhiều nhất, bị đưa đội lên thứ nhất bài vị đưa lớn nhất hỏa nhiệt comment. Viên kia tức giận tâm, ở cái này lạnh như băng ngày mưa bên trong, chỉ có thể theo nhiệt tâm đám dân mạng trên thân, cảm nhận được hơi ấm. Ngay tại Lý Minh học giảm qua vũng nước động, đi qua vũng nước động về sau, ba. Sau lưng vũng nước động bên trong vang lên lần nữa khỏa nước âm thanh. Lý Minh học không để ý, tiếp tục cúi đầu hồi âm đám dân mạng bình luận. Ba, dưới chân hắn lại dẫm qua một cái lộ diện vũng nước động, sau đó, ba. Lưu tại sau lưng nguyên địa vũng nước động, lại một lần theo vang lên cước bộ khỏa nước âm thanh. Thẳng đến lần thứ ba, ba, đây là Lý Minh học qua đường nét mặt nước chỗ thanh âm, sau đó, mấy giây sau, lưu tại nguyên chỗ nước động chỗ, ba, lại một lần truyền đến cước bộ khỏa nước âm thanh. Lý Minh học trốt cục phát giác được không đúng. Đây là tiếng bước chân giống như là có người một mực theo sau lưng hắn một dạng, một mực theo hắn cước bộ tiết tấu đang đi lại. Hắn có chút cảnh giác xoay người, nguyên lai tưởng rằng sau lưng sẽ có người, vừa vặn sau tịnh không có người, lúc này trời mưa to, lại thêm con đường này cũng không phải là đường cái, trên đường tịnh không có người đi đường. Hắn nghi thần nghi quỷ quay đầu, ngẫm lại không thích hợp, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía sau lưng, sau lưng trống trơn không người, đích thật là không ai theo dõi hắn. Phản phất trước đó nghe được cước bộ khỏa nước âm thanh, chỉ là hắn ảo giác. Xa xa xa. Trên trời vẫn như cũ tại hạ mưa to, có giọt mưa rơi vào Lý Minh Học trên cánh tay, trên gáy, hắn bỗng nhiên lạnh run, đột nhiên cảm giác mưa này bấm gọi tại thân bên trên liền tốt giống như băng khối lạnh lẽo, từng cây lông tơ lạnh lập mà lên. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, cảm giác chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, để hắn phía sau lưng lên da gà vấn đề. Cầu vấn thần thông quảng đại đám dân mạng, nếu như trời mưa xuống một người đơn độc đi trên đường, phát hiện bị người theo dõi nên làm cái gì? Ta đi chậm hắn cũng đi chậm, ta đi nhanh hắn cũng đi nhanh, mấu chốt là mỗi lần quay đầu xem sau lưng, đều không có người. Đầu đề tin tức phần bình luận, nguyên bản một mực đang nghiên cứu thảo luận có quan hệ với cậu cậu vấn đề, phát comment bên trong, Đột nhiên thêm ra một đầu đến từ chủ thuyết mạc danh hội âm Dưới rất nhanh liền có dân mạng theo comment Căn cứ ta nhiều năm phản theo dõi kinh nghiệm Chủ thuyết trước làm bộ trấn định cầm lấy điện thoại di động Sau đó bấm gọi điện thoại cho sát vách lão vương Cố ý học bác phụ chửi động lớn tiếng mắng sát vách lão vương Hôm nay chủ thuyết mới vừa ở bệnh viện tra ra có é sơ Ta cam đoan Này theo dõi cùng nhất định tại trong vòng 5 phút đồng hồ chủ động rời đi Chủ ý ngu ngốc chủ thuyết rõ ràng là nam, trên lầu lượng tin tức có chút đại A, à, chấn động tin. Có thể cũng không lâu lắm, chủ thét lại bắt đầu ở chính mình đưa đỉnh comment bên trong hội âm. Không biết thế nào, đầu này trước kia đi thẳng con đường, hôm nay càng chạy càng lạnh, mí mắt một mực đang nhảy, đúng, ta hồi tưởng, tại 10 năm trước nơi này hay là một mảnh hoang địa, từng phát sinh qua toái thi vứt xác án, chết là tên nam, hung thủ giết người là nam nhân thê tử, nghe nói phải bởi vì nam nhân ở bên ngoài có tiểu tam, thê tử thừa lúc nam nhân ngủ say thời giết hắn, sau đó toái thi tách ra vận thi. Đám dân mạng có chút vỡ tổ. Vân vân, có phải hay không chỗ nào phong cách vẽ không đúng, làm sao đột nhiên biến thành khủng bố phát sóng trực tiếp phong cách vẽ. Nơi này rõ ràng cũng là khủng bố đầu đề, phát sóng trực tiếp cho người bao nhiêu tiền quảng cáo, ta khủng bố đầu đề nguyện ý ra hai lần giá tiền. Nhưng mà, Chủ thuyết cũng không để ý tới đám dân mạng bình luận, còn đang lầm bầm lậu bầu tiếp tục phát bài viết. Ta nhìn thấy hắn. Mấy giây sau, cứu mạng. Chủ thuyết bối rối phát ra cầu cứu hai chữ. Lần này trọn vẹn một hai phút quá, đều không có chủ thuyết tin tức. Bất kể có phải hay không là trò đùa quái đản, lúc này đám dân mạng có chút khẩn trương, nhao nhao hỏi thăm chủ thuyết tình huống thế nào, người sống hay chết. Có quỷ, báo. Chữ đến nơi đây đoạn, tự hồ thời gian rất gấp bách, chưa kịp đánh xong chữ, hai chữ kia nên cũng là để đám dân mạng giúp hắn báo động. Đám dân mạng gấp, nhau nhau hồi âm, liền xem như muốn chúng ta báo động, cũng phải muốn nói cho chúng ta biết trước ngươi vị trí A. À. Sau 5 phút, ta một mực liều mạng đang chạy, hắn một mực đi theo ta đến ở địa phương, ta hô cứu mạng, không ai có thể giúp ta, ta ở tại khu con đường phía trước, ta gọi Lý Minh học, ta đã báo động, nhưng thời gian không đủ, hôm nay ta liền muốn chết ở chỗ này, mọi người xin đem tấm hình này phát cho cảnh sát, chân tướng đều tại trong tấm ảnh. Văn tự sau bổ sung một tấm điện thoại di động vỗ xuống ảnh chụp. 27M2456SD, Jeep G. Hình ảnh bảo tồn thành công. Đám dân mạng ấn mở hình lớn xem xét, có thể đây là xem xét, nhất thời, tê hô. Người người hít vào ngụm khí lạnh, da đầu nổ chỉ gặp trong tấm ảnh là một chỗ lão nhân thi thể. Lão nhân người mặc bệnh viện quần áo bệnh nhân, thô sơ giản lược khẽ đếm, tối thiểu có mấy chục cổ thi thể. Đây không thể nghi ngờ là da đầu tê dại một mạng, nhưng quỷ dị chính là, những này thi thể bất luận là phục sức, thân cao, hình thể, đều là như đúc một dạng, liền tốt giống như người nhân bản. Có thể đây là còn không phải lớn nhất quỷ dị, so với phía trên đây là một chỗ thi thể càng thêm hoang đường quỷ dị, là trong tấm ảnh có một người mặc quần áo bệnh nhân lão nhân đang từ mặt đất một bộ đồng dạng là mặc quần áo bệnh nhân lão nhân trong thi thể bò ra đến, này y phục, thân cao, hoàn toàn trong một cái mô hình khác ra đến, so với người nhân bản còn người nhân bản. Đám dân mạng giật mình, phía sau phát lạnh. Về Dr. F. Đây là đặc hiệu giá trị tuyệt đối năm mau tiền đặc hiệu, có thể đáng 6 mau tiền. Chủ thuyết tốt võ, đêm hôm khuya khoắc để phim ma, cầu rộng rãi dân mạng cáo tri tên phim đây là đâu bộ phim kinh dị bên trong màn ảnh đoạn ngắn. Nhiều như vậy thi thể đặc hiệu, khẳng định rất kích thích. Kích thích cái đảng đảng, vì cộng lông ta cảm giác đây là tràn cảnh, có điểm giống là sinh hóa nguy cơ ba bên trong một chỗ elite thi thể kinh dị mở màn, ta liên tục đôi ngày ngủ đều là đầy não tử elite thi thể nhìn ta. Lúc trước, có một cái ven biển thôn làng, thôn dân dựa vào bắt cá mà sống, có một ngày, hải lý ra cái yêu quái gọi, lục nhãn phi ngư, liền ăn mấy người, các thôn dân kêu khổ thấu trời ngày này trong thôn đến một người đơn độc gọi tái hắn giết chết lục nhãn phi ngư có thôn dân giật mình hỏi hắn là làm sao làm được ái nói ái thật cần dũng khí đến đối mặt lục nhãn phi ngư chỉ cần ngươi một cái nhãn thần khẳng định ái liền có ý nghĩa là ái để cho ta có dũng khí à cũng dám tại đêm hôm khuya khoắt một người đơn độc xem phim ma thành thị một phương hướng khác thời gian rút lui trở lại vài phút trước đó Lý Minh học một mực nghe được sau lưng có tiếng bước chân, có thể mỗi lần quay người đều không có phát hiện người theo dõi, hắn có chút hoảng hốt, tưởng rằng đụng phải cái gì tội phạm cướp giật, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy về nhà lớn nhất an toàn. Nhưng lại tại hắn bắt đầu hoảng hốt chạy lúc, sau lưng bí hiểm tiếng bước chân cũng rõ ràng gia tốc, dẫm đạp lên từng cái nước động đất trũng, Lý Minh học lần này nhìn lại, rốt cục nhìn thấy người theo dõi là ai. Đó là tên gầy trơ cả xương, mặt rõ ràng lớn hơn một vòng, kiểu dáng không bình thường của kỹ quần áo bệnh nhân tự trách lão đầu, trời mưa lớn như vậy cũng không bung dù, cứ như vậy gặp mưa, quần áo bệnh nhân đều ướt đẫm thiếp tại thân bên trên, hắn lão nhân một bên cùng hắn, rõ ràng là giống tầm thường lão nhân một dạng đi lại tập tỉnh, động tác chậm chạp, lại vẫn cứ có thể đuổi theo hắn tốc độ, một bên hỏi hắn hôm nay là không phải ngày mùng 7 tháng 6. Có không nhìn thấy hắn nhi? Tử, hắn cũng nhanh có muốn không được, tại nơi khác làm thuê nhi tử đã đáp ứng hắn lại ở ngày mùng 7 tháng 6 trước trở về gặp hắn một lần cuối, vì cái gì một mực chờ không trở lại nhi tử. Lý Minh học tại trong đêm mưa cống đến bờ môi có chút đỏ bừng, chính mình một cái người trưởng thành còn như vậy, đối diện một cái lão nhân lại phản phất hoàn toàn chưa quyết, nhìn qua có điểm giống là tinh thần không bình thường bộ dáng. Cho nên hắn nhất thời không dám tới gần trôi qua, lớn như vậy ban đêm, đối phương đột nhiên xuất hiện, một mực cùng hắn, cũng cảm giác trước mắt có chút khiếp người, càng nghĩ càng không bình thường. Hắn cúng quyết nhìn hai bên một chút, có thể con đường này trừ hắn cùng sau lưng lão nhân, lại không có thứ ba người. "Ta, ta không biết ngươi nhi tử, ta cũng căn bản không biết ngươi, ngươi, ngươi có thể tìm xã khu phục vụ trung tâm hoặc là tìm, kiếm cảnh sát, lão nhân gia, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, ta đem ta chính mình ô dù lưu cho ngươi, ngươi không cần cùng ta, ta thật sự không biết ngươi nhi tử." Cũng không biết có phải hay không đêm mưa hàng phong quan hệ, Lý Minh học phát giác chính mình hai cái đùi ẩn ẩn đang phát trung. Hôm nay là không phải ngày mùng 7 tháng 6, vì cái gì một mực chờ không trở lại ta nhi tử. Lão nhân lần thứ hai lặp lại câu nói này, phản phất từ chối nghe không nghe thấy Lý Minh học tra hỏi, một mực đang đi lại tập tỉnh đến gần, thanh âm run run rẩy rẩy để nhân tâm sinh đáng thương. Nếu như không phải ở cái này không khí quỷ quái xuống, đây chính là tên lão vô sở y, no country for omen đáng thương không nhà lão nhân. Ta thật sự không biết ngươi nhi tử. Đối mặt tràn diện trước mắt cảnh, Lý Minh học thật sợ hãi, thân thể vô ý thức lui lại, hô hấp bắt đầu gấp rút hỗn loạn. Hôm nay là không phải ngày mùng 7 tháng 6, vì cái gì một mực chờ không trở lại ta nhi tử. Quần áo bệnh nhân lão nhân lần thứ ba lặp lại. Đúng lúc này, đi thẳng gần lão nhân, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào thân thể ngã xuống, thành cổ nhất động bất động thi thể, hai con mắt rất không cam tâm trợn to thẳng câu câu chầm chầm cách đó không xa Lý Minh Học, người cứ như vậy chết. Phản phất là đang chất vấn, vì cái gì ta đến chết, đều không đợi đến ta nhi tử. Lão nhân gia, ngươi, ngươi không sao đi, ngươi không nên làm ta sợ. Lý Minh Học khẩn trương, đang muốn bấm gọi 120, có thể một mạng kế tiếp, dọa đến hắn vong hồn đại mạo. Ngay tại lão nhân ngã xuống về sau, theo lão nhân trong thân thể lại leo ra tên như đúc một dạng quần áo bệnh nhân lão nhân Tiếp tục đến gần hắn Lần thứ tư lặp lại hỏi Hôm nay là không phải ngày mùng 7 tháng 6 Vì cái gì một mực chờ không trở lại ta nhi tử Lý Minh học tinh thần sụp đổ Cứu, cứu mạng Có ma Có ma Trong mưa Lý Minh học liều mạng chạy Sau lưng quần áo bệnh nhân lão nhân một mực cùng hắn Một mực không buông tha Trong miệng lặp lại một lần lại một lần tra hỏi người không ngừng không ngừng bắt chước lúc còn sống lần lượt tử vong tràn cảnh đi đi đột nhiên phanh ngã xuống đất tử vong sau đó trong thân thể lại một lần lần không ngừng leo ra mới thân thể tiếp tục trọng phục sinh trước động tác truy lý minh học lặp đi lặp lại lặp lại câu nói kia tự như là không ngừng tuần hoàn tình tiết tái hiện màn ảnh tiếp tục ngã xuống tiếp tục có thân thể bò ra đến lưu lại sau lưng một chỗ thân thể sau lưng một chỗ thi thể theo bối rối chạy trốn Lý Minh Học, một mực theo đến hắn ở khu con đường phía trước. Âm. Toàn thân bị nước mưa tưới thấu, toàn thân lạnh đến phát run, tuyệt vọng Lý Minh Học, vừa không chú ý, chật vật trùng điệp ngã vào một cái ven đường vũng nước. Lý Minh Học hoảng sợ la to, cầu lão nhân không nên giết hắn, hắn còn có thê nữ, hắn còn có phụ mẫu muốn hiếu kính. Có thể quỷ dị lão nhân vẫn là tại từng bước gấp bức. Ngay tại Lý Minh Học cảm giác nhân sinh lớn nhất lúc tuyệt vọng, cộc cộc cộc, Bỗng nhiên, sau lưng nước mưa trong đất, truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang, liền gần trong gan tất, tầm mắt mơ hồ không rõ màn mưa xuống, có một đoàn hắc ảnh, bốn cái móng vuốt rơi xuống đất, hoành ngăn tại Lý Minh học trước người, hướng đang tại tới gần lão nhân thử hàm răng, trong cổ họng phát ra xem như giả thú nguy hiểm gào thét thanh âm. Thình linh đây là một đầu có một cái lỗ tai bị người đánh cho tàn phế một nửa đại hắc cẩu. Là ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn sống, Lý Minh học đầu tiên là kinh hỉ, sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng bối rối khoát tay hô to, chạy. Chạy mau a! À. Ngươi đừng quản ta, nơi này có nguy hiểm. Ngươi đây là ngốc chó. Ngươi chạy mau a! À. Cho dù tại tuyệt vọng lúc, đều không khóc qua cái này hán tử, giờ phút này nước mắt cuồn cuồn xuống khóc lo lắng hô to, muốn đuổi đi giờ phút này che ở trước người hán đại hát cẩu. Lúc này, khủng bố đầu đề bên trên. A, à, không đúng, là đầu đề tin tức phần bình luận bên trong. Huynh đệ mượn cái tự do comment bên trong. Nhân khí rất cao đã đưa đội lên thứ nhất. đám dân mạng đang tại cãi nhau thảo luận chủ thuyết đến sống hay chết lúc đột nhiên biến mất chủ thuyết lại một lần nữa thường tuyến. Huynh đệ mượn cái tự do, các ngươi sẽ không tin tưởng ta thấy cái gì? Nó đến, nó không có chết, tại ta lớn nhất lúc tuyệt vọng, nó xuất hiện ở trước mặt ta các ngươi vô pháp lý giải ta hiện tại tâm tình đến cỡ nào kích động. Đám dân mạng soát màn hình hát người giấu chấm hỏi, đến là ai xuất hiện, người nhưng thật ra nói rõ ràng a à, thật sự là gấp chết bản bảo bảo. Cũng đã có dân mạng xé bức chủ thread đây là đang cố ý lẫn lộn nhiệt độ, comment bên trong nội dung xác định là hư giả. Nhưng chủ thread đã không có tâm tình để ý tới nhau nhau lật trời dân mạng. Ta vô pháp ngăn cản nó. Nó cửa đánh ra. Quả nhiên nó là đặc biệt chạy đến cứu ta Nó là cứu ta đến Nó thụ thương Nó chân gãy một đầu Nó thân thể ông lạnh quá Không có nhiệt độ cơ thể Có phải hay không sắp chết Ta nên làm cái gì Ta làm như thế nào cứu nó Đúng, sủng vật bệnh viện Nhưng mà làm đám dân mạng lần nữa đổi mới comment lúc Cái này Hot Topic đã biến mất không thấy gì nữa Bị website xóa bỏ 404 có phẫn nộ dân mạng vây công website phục vụ khách hàng, phục vụ khách hàng giải thích nói phải tiếp vào dân mạng báo cáo, comment bên trong liên quan đến huyết tinh, bạo lực, khủng bố chờ nội dung cho nên xóa bỏ. Nhưng rất nhanh, phần bình luận bên trong lại xuất hiện một đầu mới hot topic. Chủ thread ID là hạnh phúc mỹ mãn nông gia ông. Mọi người tốt, ta là trước kia phát bài viết lý học minh, bởi đó trước comment bị xóa ta đặc biệt cho ta mượn lão bà hiệu thường tuyến theo mọi người báo cái bình an. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ta hiện tại đã bình an tốt, là nó cứu ta, một đường tiễn ta về nhà nhà. Ta lúc đầu muốn thu dưỡng nó, ta muốn mang nó qua sủng vật bệnh viện trị liệu đoạn chân, cũng mặc kệ ta làm sao giữ lại, sau cùng nó cũng không quay đầu lại đi. Hôm nay là nó cứu ta nhất mệnh, nó vĩnh viễn là trong nội tâm của ta anh hùng chó comment bên trong còn có một tấm điện thoại di động vỗ xuống ảnh chụp. Đêm xuống. Tầm mắt mơ hồ mạng mưa bên trong. Một đầu vết thương chồng chất đại hắc cẩu, bóng lưng cô độc, tiêu điều, tại trong mưa gió thân thể đơn bạc khập khiển đi xa, dần dần biến mất tại trong màn đêm. Đó là không người có thể trải nghiệm gánh vác mưa gió mà đi cô độc cùng tiêu điều. Comment xuống dân mạng bình luận bên trong, nguyên bản ồn ào cùng tranh chấp âm thanh tất cả đều biến mất. Tất cả đều kinh ngạc xuất thần xem đây là trương vô pháp dụng ngôn ngữ hình dung đây là trương tràn ngập thê lương chi ý ảnh chụp. Có không ít đa sầu đa cảm dân mạng, đã lặng lẽ hạ xuống nước mắt. Chó này! Xúc động mỗi người trong lòng tiếng lòng. Khu tiền lộ. Phổ thông hồn khí im một. Chỗ bí mật, phương chính xem nghiêng phong bạo mưa đầu đường xuống, cái kia đạo gánh vác mưa gió cô độc mà đi hát sắc thân ảnh, lại quay đầu nhìn xem Lý Minh học nhà phương hướng, ngoại giới mưa gió vẫn như cũ sau đó phương chính ngẩng đầu tại một chỗ khu dân cư trên nóc nhà có ba đạo thân ảnh bất quá bọn họ cũng không phát hiện đến thi cẩu tung tích bởi vì làm đặc thù hành động bộ người lúc chạy đến thi cẩu đã tìm ẩn tung tích rời đi nếu không có phương chính tìm hồn khí tung bay tới phương hướng hắn cũng không có khả năng phát hiện đến thi cẩu thi cẩu gánh vác mưa gió yên lặng phụ trọng tiến lên nó chuyển qua từng đầu đường đi đã giúp thu phế phẩm lão nhân ngậm trở về bị mưa gió thổi đi cây dù, thu phế phẩm lão nhân cảm tạ nhẹ nhàng vỗ vỗ thi cẩu đầu. Đèn đỏ ngừng đèn xanh được, mười phần thông nhân tính qua đường. Đem một khối bị mưa gió phá đổ xuống đường trung ương ven đường biển quảng cáo, đầu một đỉnh một đỉnh yên lặng đỉnh trở lại ven đường, còn thông minh dùng miệng ngậm đến một khối thạch đầu áp biển quảng cáo. Phương chính một mực theo tại sau lưng, trước mắt hết thảy con chó này tại lúc còn sống liền đã thông nhân tính cho dù sau khi chết vẫn như cũ thông nhân tính đầu này thi cậu gánh vác thiên địa mưa gió ra khỏi thành toàn thân vết thương chồng chất nó sau cùng rốt cục không chịu nổi gánh nặng lay động mấy lần thân thể về sau phanh đổ xuống vũng bùn bùn trong đất nó đã khí lực dùng hết cứu lý học minh một lần kia cùng quỷ vật chém dết để nó nhận trọng thương tại nông thôn một mực có như thế câu nói chó đất trí thông minh rất cao rất thông nhân tính khi nó phát giác được chính mình muốn chết chính mình sắp chết già hoặc là trúng độc sinh bệnh vô pháp trị liệu lúc liền sẽ thừa lúc chủ nhân không chú ý chính mình một mình ra ngoài kiếm một cái chỗ trốn an an tỉnh tỉnh chờ chết từng có tân văn báo nói có chó đất tại chết già trước trốn đến trên núi chờ chết thời bị chủ nhân tìm tới cũng không có qua mấy ngày cậu cậu lại mất tích lần này cậu cậu lẫn mất càng xa chó chủ nhân thương tâm tìm kiếm vài ngày nhưng lần này rốt cuộc không tìm được cậu cậu. Ai? Phương Chính trầm thấp thở dài một tiếng, hắn theo ẩn nấp bên trong đi ra đến. Té ngã trên mặt đất thi cậu nghe được động tĩnh, nó chỉ có thể gian nan chuyển động dưới con ngươi tử, đổ xuống bùn trong đất nhất động bất động xem đến gần Phương Chính, đã không có khí lực lại đứng. Đến gần về sau, Phương Chính mới lưu ý đến, thi cậu thương tổn hoàn toàn chính xác rất nặng, có rất nhiều địa phương đều sâu đủ thấy xương, tự xương đùi đều đoạn một cái có thể suy ra, trước đó này nhất chiến là rất khốc liệt sinh tử chém giết. Bất quá kỳ lạ chính là, đầu này thi cậu chỗ mi tâm có một đầu vết sẹo một dạng đường dọc, dáng dấp có chút giống một cái khép kín con mắt. Nhưng bởi vì lông tóc đen nhánh, cho nên dẫn đến đầu này đường dọc một dạng vết sẹo, bình thường rất khó bị người phát hiện đến. Ngay tại phương chính mới vừa đi tới thi cậu trước mắt, bỗng nhiên sấm sét vang dội đêm mưa xuống phương chính giống như phát giác được cái gì hắn xoay người nhìn về phía thân thể hậu phương hướng nơi nào là ăn chơi trác táng đèn nê ông lấp lóe nhân loại thành thị phương hướng phương chính đứng không nhúc nhích hai mắt nheo lại hình như nơi đó cuối chân trời có cái gì đột nhiên cuối chân trời xuất hiện biến hóa có đồ vật đang đến gần tới đồng thời thiên địa vang lên liên miên bất tuyệt gọi tiếng càng ngày càng vang thinh linh một cái hai cái ba cái đó là một đám lại một đám chó lang thang mèo hoang chó sủa không ngớt trong thành sở hữu chó lang thang mèo hoang hợp thành đường lối chạy ra thành trong này có tiểu nải chó con mèo nhỏ còn có gãy đuôi thiếu một cái chân độc nhãn nửa người dưới tê liệt đây đều là bị ngược đãi qua động vật toàn thành chó mèo đều chạy ra thành số lượng đâu chỉ mấy chục trăm con đó là như một cổ hát sắc hồng lưu cuốn tới đây là rất trung động một màn. Sau đó, tại phương chính có chút bất khả tư nghị giật mình dưới ánh mắt. Những này lão lão, tàn thì tàn, tiểu nhân tiểu nhân lang thang động vật, tất cả đều cùng nhau vây quanh trong hội thi cẩu, hướng phương chính không ngừng sổ in ỏi, lộ ra cừu hận cùng căm thù hung mục đích, ngăn cản phương chính giết thi cẩu. Chúng nó tại cứu thi cẩu. Mấu chốt là, những này lang thang động vật tất cả đều là vật sống. Phương chính rốt cục có chút hiểu được, vì cái gì đầu kia đại hắc cẩu bị trộm cẩu tặc giết chết về sau hội tại như vậy trong thời gian ngắn bên trong kết sát thành thi cẩu đây là đến lượt không phải là tuân theo nhất thành lang thang động vật tín ngưỡng mà sinh a à. khó trách nó vừa mới chết liền lập tức chết mà phục sinh thành thi cẩu hơn nữa còn thực lực không tầm thường có thể giết nhiều người như vậy còn không có bị đặc thù hành động bộ người đánh giết dùng cái hình dung từ chính là chó trong thiên tài trước mắt một đống chó lang thang mèo hoang đối với hắn căm thù Phương Chính có chút đau đầu, dạng này hắn liền không có biện pháp gần thi cẩu. Thân nhân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Mà liền tại cách Phương Chính cách xa nhau không xa trong thành, lúc này lại vỡ tổ. Tôn Lực Trạch cùng Hà Tiểu Mẫn là vừa nói bạn bè trai gái, đôi người một đường vung thức ăn cho chó, xuất sắc ân ái, đối với tuổi trẻ tiểu tình lữ đang tại một nhà hàng buffet bbq gần cửa sổ mà ngồi một bên ăn cơm tối một bên tránh mưa bỗng nhiên hà tiểu mẫn một tiếng kinh hô mau nhìn ngoài cửa sổ rất nhiều rất nhiều chó lang thang mèo hoang không để ý trong mưa gió lạnh lẽo thế mà tất cả đều theo ẩn thân địa phương chạy ra đến toàn thân lông tóc ẩm ướt cộc cộc tại thành thì đầu đường chạy mà qua cũng không có qua hai phút lại có một nhóm chó lang thang mèo hoang chạy trôi qua. Không có 2 phút, lại xong một nhóm chạy trôi qua. Như thế liên tiếp, ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ bên trong, đã theo trước mắt chạy trôi qua mấy nhóm chó lang thang mèo hoang, bọn họ thậm chí còn chứng kiến một đầu thiếu một cái cánh, đứng tại đầu chó bên trên tại băng lãnh trong nước mưa rung lẫy bảy chim anh vũ. A. À, từ phục vụ trong nhà ăn các thực khách đều là gương mặt giật mình, còn có mộng hòa ngay người ai có thể đến nói cho bọn họ, đây là đến là cái chuyện gì xảy ra. Vì cái gì trời mưa lớn như vậy khí trời bên trong, nhiều như vậy chó lang thang mèo hoang, còn có lang thang gãy cánh chim anh vũ, theo ẩn thân địa phương chạy ra đến, theo thành thị đầu đường từng cái chạy trôi qua. Đến phát sinh cái gì? Ngao ô ô, ô ô, những này chó lang thang mèo hoang cửa tại trong đêm mưa phát ra từng tiếng rên rỉ, bi thương không phân giống loài cùng lời nói, thụ thương hội vẫy, đói bụng hội lạnh lẽo, khổ sở hội rơi lệ, tư niệm hội càng cô độc. Tiếng kêu của bọn nó nghe kỹ giống rất thương tâm, rất bộ dáng bi thương. Tương tự tràn cảnh, tại toàn thành các nơi không ngừng trình diễn. Theo bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều nguyên bản sợ hãi nhân loại đáng thương chó lang thang mèo hoang, phun lên đầu đường. Tại mọi người từng tiếng ngạc nhiên cùng tiếng kinh hô xuống, từng con tại trong mưa gió rung lẫy bảy lang thang tiểu động vật, đều tại điên cùng chạy ra thành, nói chuyện bên trong phát ra ô ô trên rỉ, xem để cho người ta mạc danh sinh ra lòng chua xót cảm giác. Chúng nó không sợ bị xối sao? Bọn họ không sợ lạnh lẽo sao? Chúng nó không sợ dạng này sẽ xảy ra bệnh sinh bệnh sao? Lang thang động vật không ai hội mang chúng nó đi xem bệnh, một khi sinh bệnh sinh bệnh liền ý vị tử vong. Giờ phút này, bạn của địa phương g Group cùng diễn đàn đã sớm bị việc này điểm bạo. Các loại video, các loại ảnh chụp, bị đám dân mạng nhao nhao phát cho tới giờ khắc này mọi người mới phát giác nguyên lai like không chỉ là bọn họ nhìn thấy một đợt lại một đợt tiểu động vật đội mưa chạy ra thành mà chính là toàn thành các nơi đều có trên trăm đoạn video số ngàn tấm ảnh chụp đồng thời còn tại lấy quả cầu tuyết phương thức số lượng càng lăn càng to lớn mọi người vừa mở ra bằng hữu kết nối tất cả đều là trong thành các nơi chó lang thang mẹo hoang đội mưa cực nhanh tiến tới theo cầu đông cầu, bằng hồ khu, kiến trúc trác rưởi, đóng trác rưởi, nông mậu thị trường, mỹ thực nhai, công viên, thoát nước cống, vứt bỏ lầu, kiến trúc công trường, khắp nơi ẩn thân địa phương chui ra, ô ô trên rỉ tập thể ra khỏi thành. Đây là bối phận đều khó mà nhìn thấy cảnh tượng, chúng nó, thật đáng thương. Tình huống nơi này, rất nhanh tại trên Internet cấp tốc nhóm lửa. Gây nên các nơi đám dân mạng nhau nhau sợ hãi tháng phục cùng rung động, lít nha lít nhít như hát sắc hồng lưu một dạng lang thang động vật, tập thể rên rỉ ra khỏi thành. Có dân mạng phát biểu, vì cái gì bình thường tránh nhân loại, rất ít gặp đến chó lang thang mèo hoang hôm nay đột nhiên tập thể chạy ra thành, xem chúng nó tại trong mưa gió rung lẫy bẫy bộ dáng, chúng nó làm cho như vậy thương tâm, có phải hay không có thành quảng trời đang đổ mưa còn tại bắt dết lang thang động vật, những này lang thang động vật tại tránh thành quảng bắt dết đầu này bình luận tự như là nhóm lửa một cái thùng thuốc nổ dây dẫn nổ, đem đám dân mạng chú ý lực, tất cả đều hỏa lực toàn bộ khai hỏa nhắm ngay thành quản, 24 giờ thị trưởng đường dây nóng bị đánh bạo. Vô tội nằm thương thành quản đại đội, cảm giác chính mình cũng rất ủy khuất, rất ân oán, tranh thủ thời gian ra mặt làm sáng tỏ chuyện này không có quan hệ gì với thành quản. Đêm nay thành quản tịnh không hành động, cũng không bắt lan thang động vật nhiệm vụ, nhìn bộ phận dân mạng xin chớ dễ tin lời đồn đồng thời cũng mượn lần này thanh minh hô hào xã hội mấy năm gần đây thỉnh thoảng có phát sinh lang thang động vật tập kích nhân dân quần chúng sự kiện lang thang động vật thu nhận đi lần lượt xây dựng thêm có thể sớm đã tại mấy năm trước liền không chịu nổi gánh nặng thành thị đại số liệu nói cho chúng ta biết lang thang động vật đối thành thị nguy hại đang tại càng lúc càng lớn nhưng đây là lang thang động vật sai sao không chúng nó cũng là bị chủ nhân vứt bỏ có thể linh tiểu sinh mệnh sủng vật không người nuôi dưỡng nhân tài là lần lượt lang thang động vật tập kích nhân sự kiện căn nguyên. Động vật cũng giống như người, bị người nhà vứt bỏ về sau, hội tự ti, hội hậm hực, hội nhát gan cúi đầu bước đi không dám đối mặt nhân loại, một bộ phận sẽ còn dễ dàng táo bạo đã thương người. Khi người nuôi sủng vật lúc, sủng vật có lẽ chỉ là chiếm ngươi trong sinh hoạt không đủ một phần trăm một một phần nhỏ, có thể ngươi tại sủng vật trong mắt, lại là cả đời toàn bộ, là chúng nó trong mắt tin cậy nhất người nhà. Nhờ vào đó lần nữa hô hào xã hội, không được bởi vì nhàm chán liền tùy tùy tiện tiện quyết định nuôi sủng vật, cũng không được bởi vì qua tươi sốt kỳ liền tùy tùy tiện tiện sủng vật không người nuôi dưỡng, muốn nuôi, liền hảo hảo nuôi nó cả một đời, bởi vì ngươi thật là chúng nó sinh mệnh bên trong toàn bộ. Đang tính toán nuôi sủng vật trước, xin hỏi trước chính mình một vấn đề, ta thật sự có chuẩn bị sẵn sàng, ta thật sự có kinh tế cơ sở dưỡng tốt một cái sủng vật sao? Về sau mặc kệ sủng vật là sinh lão bệnh tử, Mặc kệ là đôi thiên nhất chăm xem bệnh hay là mỗi tháng chi tiêu mấy cái bách nguyên thức ăn cho chó đồ ăn cho mèo, thật có thể làm đến bối phận đều không rời không bỏ sao. Đây là một đầu tiếp địa khí thanh minh, tại trên internet xúc động rất nhiều dân mạng tiếng lòng. Rất nhanh có một đầu comment, bị dân mạng cửa đại lượng điểm khen ngợi. Ta là một người đại học bảo an, liên quan tới trên xã hội sủng vật không người nuôi dưỡng hiện tượng, ta ta cảm giác lớn nhất quyền lên tiếng. Ta vẫn cảm giác thấy trên xã hội sủng vật không người nuôi dưỡng lớn nhất quần thể, hẳn là đại học sinh, đại học tốt nghiệp cuối kỳ, tức là ném sủng vật cuối kỳ. Vừa đến tốt nghiệp cuối kỳ, trong sân trường liền sẽ một chút thêm ra rất nhiều chó lang thang mèo hoang, tất cả đều là tốt nghiệp các sinh viên đại học mất người nuôi dưỡng. Kiếm công tác không tiện, thuê phòng trọ không tiện, sủng vật không cho phép mang lên đường sắt cao tốc cùng xe buýt, đau lòng hơn trăm đến một ngàn sủng vật gửi vận chuyển phí, học sinh đã mua không tầm thường thức ăn cho chó đồ ăn cho mèo chờ chút mỗi người trên thân đều có quá nhiều lấy cớ có thể tìm có thể trên xã hội lớn nhất phản đối chúng ta quản lý trường học lang thang động vật lại hoàn toàn là đại học sinh quần thể từng cái hóa thân thành ái tâm đại sứ phát động internet bạo lực ngăn cản chúng ta quản lý lang thang sủng vật đối với những này đại học sinh ta chỉ muốn nói một câu chúng ta thực cũng là nho nhỏ bảo an cầm ít ỏi nhất lương bổng có thể trong sân trường chó lang thang mèo hoang nước tràn thành lục, phát sinh tập kích nhân sự kiện, bị học sinh khiếu nại, bị nhà trường vấn trách trừ lương bổng chính là chúng ta những này phổ thông tiểu bảo an, chúng ta quản lý chó lang thang mèo hoang, bị học sinh khiếu nại nói chúng ta khuyết thiếu xã hội công đạo đức cùng ái tâm, sau cùng bị nhà trường khai. Trừ vẫn là chúng ta những này phổ thông tiểu bảo an. Các ngươi cho là chúng ta trời sinh cũng là lãnh huyết sao? Các ngươi cho là chúng ta muốn bắt giết chó lang thang mèo hoang à? này dù sao cũng là hoạt bát sinh mệnh, cũng không bắt giết chúng ta sẽ làm thế nào. Thành thị lang thang động vật thu nhận đi sớm đã đông nghẹt, mỗi lần chúng ta đưa trôi qua, chúng ta đều sẽ bị cự tuyệt trở về, hỏi các ngươi người nào đến nhận nuôi, lại từng cái không vui. Thân nhân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, Số liệu cùng thể làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Ngay tại bằng hữu kết nối xoát đầy chó lang thang mèo hoang video lúc. Một đoạn tràn ngập sát khí, rất hung tàn, đánh hung tàn video mới vừa lên truyền chẳng phải, liền một chút cấp tốc chiếm lấy bằng hữu kết nối. Đó là một đầu ra khỏi thành đường cái. Video màn ảnh tại di động, video người quay hình rõ ràng là ngồi ở ghế cạnh tài xế quay chụp. Trời ạ, à, có lão hổ vượt ngục có một đầu lão hổ chạy ra vườn bách thú ông trời của ta đây là đến lượt không phải là theo trên núi phụ cận trong vườn thú chạy ra đến lão hổ đi sống lâu như thế đây là hay là đầu ta lần một cách lão hổ gần như vậy đó là cái tuổi trẻ nữ tính kinh hô thanh âm À, lão hổ trên đầu còn ngồi chỉ tiểu hồ ly chỉ thấy trong video có một đầu theo trong vườn thú chạy ra đến uy phong lẫm liệt trưởng thành mãnh hổ đây là một đầu hổ bang đông bắc hổ đông bắc hổ trên đầu thế mà còn nằm sắp chỉ tiểu hồ ly giờ phút này đông bắc hổ đang từ mưa to bên trong bay nhanh chạy tới video người quay hình ngồi xe hơi một mực khai tại phía trước nhất trong video hai cái động vật giờ phút này sớm đã toàn thân bị dầm mưa ướt đẫm toàn thân lông tóc đều ẩm ướt cộc cộc dính tại thân bên trên xem rất chật vật cũng lộ ra thân thể rất ít ỏi tại băng lãnh trong mưa gió cống đến phát trung tiểu hồ ly hai cái chân trước nắm chặt đông bắc hổ lông tóc làm chính mình không bị bỏ rơi qua dù vậy chật vật, có thể chúng nó không hề từ bỏ, như trước đang đỉnh mưa gió, gánh vác mưa gió chạy vội. Bất quá Đông Bắc Hổ cũng không phải là đang đuổi video xe, bởi vì Đông Bắc Hổ ánh mắt một mực đang xem phía trước, không thấy xe phương hướng. Rất hiển nhiên, đây là một hổ một hồ ly, tình không có thương tổn người ý đồ. Bất quá, trong video Đông Bắc Hổ rất gầy, mặc dù không nói đói đến giống xương bọc da, trên thực tế cũng kém không nhiều lắm, Đông Bắc Hổ không những không gầy yếu, mà hát văn hổ lớn đốm đầu cùng trên thân, có đại lớn nhỏ tiểu nhiều đến mười mấy nơi vết sẹo. Tự này chỉ tiểu hồ ly trên thân cũng đã có một đạo rất dài vết sẹo, xem như từng bị roi da hoặc dây lưng trùng điệp quật qua bộ dáng. Hai cái động vật vết thương trên người sẹo, tự hồ cũng nói rõ chúng nó tại trong vườn thú đều chịu được từng tới ngược đãi. Đây video vừa ra, dưới bình luận lập tức nổ. Vượt qua giống loại yêu quý đại não phủ cùng búa nhỏ đây là vì truy tìm ái tình, cùng một chỗ theo động vật vượt ngục bỏ trốn, động vật còn biết vì ái tình mà phấn đấu, động lòng người, lại sớm đã mất đi phần này thuần chân nhất ái tình. Chúng nó vết thương trên người sẹo, tự như là nhận ngược đãi. Gần đây tin tức bên trên không ít bá xuất trong vườn thú động vật bị ngược đãi tin tức, đây là đâu nhà vườn bách thú, chúng ta cùng một chỗ báo cáo nhà này vườn bách thú. Có thể không yêu, nhưng xin không được thương tổn mau nhìn đầu kia đông bắc hổ hình như thụ thương sau lưng nước mưa trong đất lưu lại rất nhiều máu tươi sau đó xuống bình luận bắt đầu nhao nhao truy vấn video người quay hình đầu kia đông bắc hổ cùng tiểu hồ ly sau cùng thế nào bình luận rất nhanh đến mức đến hồi âm nói phải nàng và lão công không có theo bao lâu đông bắc hổ cùng tiểu hồ ly liền quẹo vào một đầu vũng bùn đường đường rẽ bên trong biến mất không thấy gì nữa xe của bọn hắn không phải xe jeep vô pháp tiếng bùng trong đất cho nên mất dấu mà lúc này, ngoài thành mưa giông vẫn như cũ chưa ngừng. Theo trong thành, còn có càng nhiều chó lang thang mèo hoang chạy ra đến, chúng nó bi thương kêu rên, tự hồ là biết sẽ phải phát sinh cái gì, tất cả đều đội mưa ra khỏi thành, đồng lòng tới cứu thi cẩu. Số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Phương Chính đối mặt trước mắt hướng cảnh, nhất thời có chút đau đầu, coi như hắn tạm thời không nghĩ tới biện pháp tốt lúc, bỗng nhiên. Ngao. Phương Chính sững sờ. a. À. Đây là đặc biệt đến lượt không phải là hổ khiếu thanh âm A. Duyên hải tỉnh thế núi thấp, lại thêm hơi núi sâu rừng và điểm địa phương, đều đã sớm bị khai phát thành thu vé vào cửa danh Lam Thắng Cảnh, trải rộng người hoạt động dấu vết, không nghe nói đầu năm nay còn có hoang dại lão hổ A. Sau đó, tại phương chính cổ quái ánh mắt biểu lộ xuống, một đầu trưởng thành đông bắc hổ, trên đầu nằm sắp chỉ tiểu hồ ly, chính từ xa mà đến gần, phẫn nộ gào thét chạy tới. Phương chính khóe mắt cơ địa nhảy một cái, đây là đến lượt không phải là theo phu quân trong vườn thú vực ngục đại não phủ cùng búa nhỏ bên trong A. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện đến trước mắt đông bắc hổ cùng hồ ly một thân vết sẹo. Gần đây trong tin tức không ít bại lộ có quan hệ với động vật tại trong vườn thú gặp ngược đãi liên tiếp scandal. Giờ phút này, đầu kia đói gầy lão hổ có chút thê thảm, móng của nó cùng hàm răng, xem như vì cắn mở cái gì cứng rắn chi vật, đứt đoạn tận mấy cái, bởi vì tại hổ trảo cùng hổ khẩu một bên da thịt, da tróc thịt bông, hổ trảo cùng hổ khẩu bên trên còn đâm có mấy cây xem như thiết ti võng bên trên cắn xuống tới dây kẽm, huyết nhục bị đâm mục, chính máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy đây là, Phương Chính ánh mắt trầm xuống, hắn không biết đây là một lão hổ một hồ ly, đến là thế nào theo trong vườn thú vượt ngục, vì vượt ngục ra đến lại kinh lịch tao ngộ ra sao, nhưng trước mắt đều thuyết minh, chúng nó là đánh bạc tánh mạng tới. Ngao Một tiếng hổ khiếu sơn lâm, đông bắc hổ không để ý tự thân thương thế toàn thân lông tóc dính đầy đen nhánh nước buồn hoành thân ngăn tại một quần thi cẩu thân trước hướng phương chính gào thét tự ghé vào lão hổ trên đầu búa nhỏ bên trong cũng là hướng phương chính hết sức hết sức giả ra ta đánh hung tàn dáng vẻ thử hàm răng phương chính đột nhiên có một loại ảo giác chính mình hình như thành không chuyện ác nào không làm trùng phản diện nó bị thương rất nặng cần lập tức cứu nó phương chính nhiều lần biểu thị chính mình không có ác ý Đáp lại hắn là một đám chó sủ mèo tiếng gào thét Phương Chính rốt cục khắc sâu trải nghiệm Nhân sinh học hội một môn ngoại ngữ có cỡ nào trọng yếu Hắn sẽ không cấp 8 cẩu ngữ, cấp 8 miêu ngữ Hoàn toàn nghe không hiểu A à. Phương Chính nhiều lần giải thích Có thể những này tiểu động vật cửa cũng không hiểu nhân loại Cả đám đều cừu thị chầm chầm Phương Chính Nhân loại, hội giết động vật Hội ngược đại chúng nó Lần này có thể không dễ làm Thời gian kéo dài càng lâu đặc thù hành động bộ sớm muộn sẽ phát hiện đến tình huống nơi này vẻn vẹn là đây là nhất thành lang thang động vật đều hướng một cái phương hướng chạy tới liền đầy đủ rõ ràng nhưng có đôi khi thật sự chính là lo lắng cái gì liền đến cái gì phương chính sắc mặt đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía thành thị phương hướng nhưng là sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn phiền tới không phải phổ thông đặc thù hành động bộ thành viên ai nha nha có chút phiền phức đâu nhiều như vậy nha không thấy người, trước nghe tiếng, đây là một cái mang lười biếng, quể oải nam nhân thanh âm, thanh âm nghe rất tuổi trẻ, mồm miệng có chút mơ hồ, tự như là vừa nói chuyện, một bên lại tại nói chuyện bên trong nhắm nuốt cái gì. Ao ao ao. Thiên địa vẫn như cũ như thác nước, dưới gió táp mưa rào. Chỉ gặp có một đạo thân ảnh, đang từ phương xa mà đến, dưới chân hắn rõ ràng là bước ra một bước, lại xem như đạo gia pháp thuật xuất địa thành thốn một dạng, mỗi một bước đều vượt qua cực lớn khoảng cách nhanh chóng mà đến. Vừa ra hiện, trước hết đến cái không thấy người trước nghe tiếng hạ mã uy. Người này thực lực là dạ du sứ. Phương chính không chút nghĩ ngợi, kim chung tráo. Thiền mô hình thái. Toàn thân bịt kín kim quang, như chói lọi thần quang bao phủ, che khuất trên mặt ngũ quan không thể nói được đời chút nữa liền muốn cùng A thành phố dạ du sứ bạo phát xung đột, hay là trước ngụy trang thân phận. Phương Chính vừa mới làm tốt ngụy trang, một giây sau, Nam nhân đã gần kề gần, phương chính cũng rốt cục thấy rõ người tới là người nào. Hết chương 360, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.